Y đạo quan đồ. chương 131, tình hình bắt cóc. 5 giờ rưỡi, Trần Tường Nghĩa đã gọi điện tới rất đúng giờ. Trương Dương lại không vội vàng tiếp điện thoại. Tần Bạch ở bên cạnh không hiểu hắn vì sao lại làm vậy, thấp giọng thúc giục vì sao lại không nhận điện thoại. Có thể là tên bắt cóc gọi đến đấy. Trương Dương không nói gì, tiếng chuông điện thoại gián đoạn, kỳ thực nội tâm của Trương Dương cũng đang giao chiến vô cùng kịch liệt. Đây không những là cuộc đấu trí tuệ và dũng khí, cũng là một trận tâm lý chiến, dưới tiền đề điều kiện ngang nhau, hắn trong cuộc so đấu tâm lý trước tiên phải chiếm được thượng phong. Khi điện thoại gieo chuông đến lần thứ ba, Trương Dương cuối cùng mới bắt điện thoại. Giọng nói trầm thấp của Trần Tường nghĩa vang lên, xem ra mày không hề lo lắng tới tính mạng của Tần Thanh. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nói khẽ tao đã nói rồi, chỉ cần mày dám làm tổn thương tới Tần Thanh một chút thôi, tao cũng đều sẽ tìm mày tính sổ. Trần Tường Nghĩa cười ha ha, tiếng cười của hắn rất cuồng vọng, một lát sau mói dừng tiếng cười. Thằng nhóc, mày có gan đấy, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để cò kè mặc cả với tao. Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp, 11 giờ tối nay, tới tòa công sự bỏ hoang ở núi Long Sơn, mày mang Lê Hạo Huy theo, tao mang Tần Thanh theo. Không, Trương Dương dứt khoát cự tuyệt. Không ư? Trần Tường Nghĩa có chút kỳ quá, hắn càng lúc càng cảm thấy đối phương không dễ đối phó. Hắn từng là một cảnh sát ưu tú, đối với việc đàm phán với kẻ bắt cóc có kinh nghiệm khá phong phú, mà tên Trương Dương này vừa trẻ tuổi lại vừa không có kinh lịch của giới cảnh sát. Nhưng sự lạnh lùng bình tĩnh mà hắn biểu hiện ra khiến Trần Tường Nghĩa phải cứng lưỡi. Hắn ý thức được Trương Dương đang muốn giành được quyền chủ động lớn nhất. Trần Tường Nghĩa tức giận gầm lên: "Mày không có tư cách nói không. Tần Thanh đang ở trong tay tao, mập đừng có thử chọc giận tao. Sự sống chết của Lê Hạo Huy đối với tao mà nói căn bản không hề quan trọng." chỉ cần tao muốn, tao tùy thời có thể giết chết à. Trương Dương nói khẽ trần tường nghĩa, đừng cho rằng trên thế giới này chỉ có mình mày dám bí quá hóa liều mà giết người, ai cũng làm được cả, mày không phải chỉ có một mình, mày cũng có anh chị em, cùng có bạn bè, nếu như Tần Thanh xảy ra chuyện, tao sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai trong số họ, mày có một người vợ đã ly hôn ở Đông Giang, mày còn có một đứa con gái ở nước Anh, nếu Tần Thanh phải chịu bất kỳ tổn thương gì, tao đều sẽ tiến hành đòi nợ gấp trăm lần trên người họ. Trần Tường Nghĩa rõ ràng là đã bị những lời nói của Trương Dương chấn nhiếp rồi, hắn thực sự nghĩ không thông, thằng nhóc này sao lại trà trộn vào trong được đội ngũ của đảng, làm đến cán bộ quốc gia cơ chứ. Nhưng nghĩ lại, người ta đã có thể cướp Lê Hảo Huy đi, vậy chứng tỏ là hắn cái gì cùng dám làm cả, không ngờ trong đội ngũ cán bộ lại có loại người lưu manh này, Trần Tường Nghĩa không nhịn được mà phải dùng từ lưu manh để hình dung Trương Dương. Trương Dương nói, tao cho mày một tiếng đồng hồ, ở đập nước phía sau bệnh viện tâm thần, nếu tao không thấy tần thanh vậy thì mày đợi nhặt xác lê hảo huy đi trần tường nghĩa cười lạnh nói mày thực sự muốn cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương à trương dương dùng ngữ khí khẳng định nói kết quả cuối cùng của sự tình hoàn toàn đều bị tao khống chế trong lòng bàn tay tần thanh không sao mọi người đều không sao nếu như tần thanh có chuyện tao nhất định sẽ để mày là người được chết cuối cùng để mày tận mắt nhìn thấy người nhà của mày bạn bè của mày từng người một chết trong tay tao Đối phó với loại tội phạm máu lạnh này, phương pháp có thể chấn nhiếp hắn chính là phải càng máu lạnh hơn hắn, càng tàn nhẫn hơn hắn. Địa điểm là mày chọn, thời gian là tao định, đúng 11 giờ tao sẽ mang tần thanh tới, mày không được báo cảnh sát, nếu như có bất kỳ nhân viên cảnh sát nào xuất hiện, hậu quả mày tự mình gánh chịu. Trần Tường Nghĩa bắt đầu khuất phục. Trương Dương suy nghĩ một lá, cũng đưa ra một chút nhượng bộ. Sau khi dập điện thoại, hắn lại đá cho Lẻ Hảo Huy thêm một cước. Tần Bạch quan tâm hỏi, nói sao? Trương Dương đáp, có một điểm có thể xác định, là Lê Quốc Chính sắp đặt chuyện này. Tần Bạch phẫn nộ nói, hắn bị ổi quá. Trương Dương ngồi xuống trước mặt Lê Hạo Huy, đưa tay ra vỗ vỗ lên mặt hắn, nói, Lê Hạo Huy, tao luôn có cảm giác là mày giả vờ điên, ngày trước mày đụng chết Lý Chấn Dương, không chi là bởi vì đố kỵ mà là muốn quét sạch chướng ngại cho gia đình mày, Lý Trấn Dương nhất định là đã tạo thành uy hiếp cho cha của mày, cho nên mày mới nóng lòng giải quyết anh ta, có phải không? Trong con mắt đang nhìn vào trương dương của Lê Hảo Huy tràn ngập sự sợ hãi. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Bạch nắp sau một gò núi ở ở phía nam đập nước. Từ đây có thể nhìn rõ tình cảnh ở trên đập, Trương Dương dựa vào xe, lặng lẽ chờ Trần Tường Nghĩa tới. Con đập được bao phủ dưới ánh trăng ánh lên ánh sáng màu trắng, băng lãnh mà cứng rắn, giống như là một một ngọn núi băng khổng lồ ngưng tụ trên mặt nước. Trương Dương thì đang đứng ở đỉnh núi băng. Từ xa, một chiếc xe Santana từ từ tiến về phía Trương Dương, thời gian vừa đúng 11 giờ. Trần Tường Nghĩa rất đúng giờ. Khi còn cách Trương Dương 50 mét, hắn dừng xe lại, gọi điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương bắt máy rồi hỏi, mày tới rồi à? Trần Tường Nghĩa nói khẽ cho tao nghe giọng nói của Lê Hạo Huy, tao cần biết hắn có còn sống hay không. Trương Dương mở cốp xe ra, nắm cổ Lê Hạo Huy. Lê Hạo Huy hét vào điện thoại, "Anh Trần, cứu em." Trương Dương đặt điện thoại lên tai, "Mày nghe thấy chưa?" Đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói phẫn nộ của Tần Thanh, "Mau bỏ cái tay thối của anh ra." Trần Tường Nghĩa đẩy cửa bước xuống, hắn nói khẽ vào điện thoại, "Tao không yên tâm với mày được, chúng ta đổi xe." Trương Dương gật đầu, hắn và Trần Tường Nghĩa đồng thời giơ hai tay lên, bước về phía đối phương, khi hai người đi xẹt qua nhau, trần tường nghĩa nói khẽ đừng nghĩ tới việc đối phó tao mày chỉ có một phút thôi sau một phút bom sẽ nổ tần thanh lúc đó sẽ không còn mạng đâu thần kinh của trương dương lập tức trở nên khẩn trương hắn đành bỏ ý định xuất thủ đối phó trần tường nghĩa bước nhanh về phía chiếc xe santana khóe miệng trần tường nghĩa phát lên một nụ cười lạnh lùng nham hiểm khi trương dương tăng tốc chạy nhanh hắn đồng thời cùng lao nhanh tới chiếc xe toyota của trương dương trương dương mở cửa sau của chiếc xe santana thấy Tần Thanh nằm ở ghế sau, lớn tiếng gọi Tần Thanh. Tình cảnh khiến hắn rất bất ngờ đã phát sinh, cô gái đó đột nhiên ngồi dậy, liên tục bóp cò khẩu súng lục dấu sang lưng bắn về phía ngực của Trương Dương. Trương Dương trong sát na này vẫn phản ứng ngay lập tức, nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn không thể nào sánh bằng đạn. Động tác né theo bản năng đó khiến đạn không bắn trúng chỗ yếu hại ở ngực của hắn, nhưng vai chai của hắn giống như bị mũi đốt một cái. Tiếp theo cảm giác tê dại men theo đầu vai mà khoách tán ra, thân thể của hắn ngửa ra sau, nhờ vậy mà hắn né được loạt đạn ở phía sau. Cô gái đó, không, chắc là một gã đàn ông đội tóc nữ cố gắng tiếp tục nhắm chuẩn vào mục tiêu, dồn Trương Dương vào tử địa, nhưng dao găm giấu ở tay phải Trương Dương đã được ném ra, một đạo hàn quang bắn thắng vào yết hầu của gã đàn ông ngồi trong xe, gã đó ôm lấy cổ, máu phun trào qua kẻ tay của hắn, hắn dụng lực lượng cuối cùng nhấn có súng, đạn bắn vào chân trái của Trương Dương. Sau đó thân thể của hắn nằm trên ghế sau bắt động, rõ ràng là đã chết rồi. Trương Dương cố nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Trần Tường Nghĩa lúc nạp đà thuận lợi tiến vào xe tovota. Hắn khởi động móc, nhấn ca tàng tốc phi về phía Trương Dương đang đứng trên đập. Trương Dương khập khiếng định mở cốp xe, nhưng phát hiện cốp xe đã bị khóa rồi. Hắn hét lớn tên của Tần Thanh, nắm lấy cốp, dùng hết sức bình sinh giật khóa ra, bên trong trống rỗng, căn bản không có bóng dáng của Tần Thanh. Trần Tường Nghĩa cáo giả xảo quyệt, Hắn lần này căn bản không hề mang Tần Thanh tới trao đổi, giọng nói vừa rồi mà Trương Dương nghe thấy là hắn dùng máy ghi âm phát ra, thành công mê hoặc Trương Dương, sau đó lại dùng bom hẹn giờ để khiến Trương Dương khẩn trương, quan tâm ắt sẽ loạn, khiến Trương Dương từng bước rơi vào trong cái bẫy của hắn. Thủ hạ của hắn giả nữ Mai Phục ở trong xe, ý đồ khi Trương Dương vào xe cứu người thì sẽ một súng bắn chết Trương Dương, đây là phương pháp đoạn tuyệt vĩnh viễn hậu hoạt, nhưng Trần Tường nghĩa lại không ngờ rằng phản ứng của Trương Dương lại mẫn tiệp như vậy, có thể né tránh một phát súng trong cự ly gần trong gang tắc. Trần Tường Nghĩa một tay nắm vô lăng, tay trái cầm súng K-54 liên tục bắn về phía Trương Dương. Trương Dương mượn thân xe Santana để tránh đạn, cửa sổ xe bị đạn bắn vỡ, mảnh thuộc tinh bay tung tóe khắp nơi, xe Toyota từ lướt qua khe hở bên cạnh xe Santana. Trương Dương gầm lên tức giận lao về phía chiếc xe Santana, hắn khởi động xe, gài số lùi, dẫm chân ga xuống mức thấp nhất, nhanh chóng lái xe ra sau. Vai trái và chân phải bị thương không ngừng có máu trào ra. Trương Dương chẳng buồn để ý tới việc xử lý vết thương, đánh tay lái, vòng nửa vòng rất điệu nghệ, quay ngược xe Santana lại, men theo đường xuống núi đuổi theo Trần Tường Nghĩa. Núi tuy không cao, nhưng đường chạy quay núi lại chật hẹp quanh co, trong địa hình đường xá nạp nhất thiết phải giảm tốc đi chậm, trình độ lái xe của Trương Dương bình bình, nhưng hắn hôm nay đã chẳng thèm đếm xỉa đến gì nữa rồi, để Trần Tường Nghĩa đi có nghĩa là sẽ mất đi tin tức của Tần Thanh, hắn tuyệt đối không thể để mất đi cơ hội này. Trương Dương ở chỗ rẽ đầu tiên đã cảm thấy không đúng, bàn đạp phanh của chiếc xe Santana này đã bị phá hỏng, chân của hắn dẫm lên bàn đạp phanh mà căn bản không có chút phản ứng. Trần Tường Nghĩa quả nhiên là kinh nghiệm phong phú, mỗi một bước đi của hắn tối hôm nay đều được bố trí vô cùng xảo diệu, hắn không những có thể cứu được Lê Hạo Huy, hơn nữa còn có thể ung dung rút lui. Trương Dương miễn cưỡng lượn qua được đoạn đường cong đầu tiên, tốc độ của xe trên đường núi dốc không ngừng tăng lên, hắn cắn chặt môi, từ lúc sinh ra tới nay, đắp là lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ giảo hoạt như vậy, phía trước lại có một chỗ rẽ, Trương Dương đẩy cửa xe, hắn hiểu rõ mình đã không thể điều khiển được chiếc xe đang tăng tốc điên cuồng này được nữa rồi, bỏ xe là lựa chọn duy nhất của hắn. Vào lúc rẽ, Trương Dương từ trong xe lăn ra, thân thể của hắn bỏi vì quán tính trên đường núi dốc, cho nên liên tục lăn hơn chục vòng, chỗ bị đạn bắn chúng ở trên người truyền tới từng trận đau đớn như xé ruột xé gan. Chiếc xe Santana đã hoàn toàn mất đi khống chế ở đoạn rẽ đụng mạnh vào vách núi, và chạm kịch liệt khiến thân xe Santana biến dạng, bình xăng bởi vì không thể chịu được áp lực đột nhiên tăng cao, lập tức nổ tung, một tiếng nổ đinh tai nhức óc như xé toạc trời đêm, trong biển lửa và cột khói. Xe Santana bị nổ thành muôn mảnh. Một bánh xe bốc cháy men theo đường núi lăn xuống, khi còn cách Trương Dương khoảng 2 mét thì đổ xuống, mùi khét cay mũi lan ra khắp không trung. Trương Dương khó nhọc từ dưới đất bò dậy, Tần Bạch từ nơi ấn núp chạy tới đây, vốn cho rằng Trương Dương sẽ chết ở trong tai nạn, nhưng nhìn thấy Trương Dương cả người đẫm máu từ dưới đất bò dậy, trong lòng thực sự là vui mừng tới cực điểm, hắn xông lê, đỡ Trương Dương dậy, nói anh bị thương rồi. Tôi đưa anh tới bệnh viện. Trương Dương đẩy hắn ra, quát tránh ra, rồi khập khiếng vòng qua chiếc xe đã bốc cháy, tiếp tục chạy xuống núi. Trần Tường Nghĩa quay người lại nhìn cột lửa rừng rực ở trên núi, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, trong cốp xe truyền tới giọng nói yếu ớt của Lê Hảo Huy, anh Trần. Trần Tường Nghĩa mỉm cười nói, yên tâm đi, anh không sao, em cũng không sao, tất cả đều qua rồi. Tần Thanh ở đâu, anh có làm tổn thương tới cô ấy không? Lê Hảo Hấp lúc này không ngờ vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Tần Thanh. Cô ta không sao, em muốn gặp cô ấy. Hảo Hấp, không có thời gian đâu, nơi này đã không còn thuộc về chúng ta nữa rồi anh trần em đau quá a à, a à. lê hảo huy gào lên đau đớn trần tường nghĩa hốt hoảng xuống xe mở cốp đỡ lê hảo huy từ bên trong ra nhưng phát hiện khuôn mặt của lê hảo huy đã biến thành màu tím xanh trong hô hấp cũng tràn ngập mùi tanh hôi đây rõ ràng là dấu hiệu của chúng độc hắn đã coi thường đối thủ rồi trương dương giống như hắn cũng lưu lại hậu thủ lê quốc chính sau khi nhận được tin tức con trai mình vẫn bình an hài lòng thỏa giả gác điện thoại, chứng cứ duy nhất đã bị hủy rồi, con trai của mình cũng thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần Trần Tường Nghĩa rời khỏi Giang Thành, tất cả đều sẽ qua đi, tiện phong ba đủ để hủy diệt hắn sẽ qua đi, ánh mắt của hắn chiếu lên tượng Phật trong hộp thần, rất thành kính chắp tay nói, đà tạ Phật tổ đã phù hộ. Nhưng hắn cũng không cao hứng được quá lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này Trần Tường Nghĩa mang tới tin tức con trai hắn đã bị trúng độc. Lê Quốc Chính trầm mặc không nói gì, vô lực ngồi trên ghế, một lúc sau mới nói khẽ, giao tần thanh cho hắn đi. Trần Tường Nghĩa thật sự kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của Trương Dương, mình thiết kế nhiều bẫy như vậy nhưng không ngờ vẫn không hại chết được hắn, chứng tỏ Trương Dương so với tưởng tượng của mình còn giảo hoạt và cường đại hơn nhiều. Sau khi hắn bấm số gọi cho Trương Dương, liền nói cho tao thuốc giải, ta sẽ nói cho mày chỗ giấu tần thanh. Trương Dương lạnh lùng nói, trong hộp đựng bao tay có một cái lọ nhỏ, bên trong đụng nửa viên thuốc giải, cho hắn uống vào, đủ để hắn sống thêm 3 tiếng, trong vòng 3 tiếng, nếu như tao không tìm thấy Tần Thanh, vậy thì mập đợi thấy hắn chết đi. Trần Tường nghĩ nghĩ nói, hầm chú ẩn trong hoa viên của nhà máy cơ giới mỏ. Tần Thanh không biết mình đã ở trong bóng tối hết bao lâu, bằng vào cảm giác của cô ta mà suy đoán, giờ chắc đã là đêm rồi, cô ta rất lạnh, rất đói, rất khát, tất cả những cái này càng tăng thêm cảm giác sợ hãi trong lòng cô ta. Tử vong không khiến cô ta sợ hãi. Điều khiến cô ta sợ hãi chính là cô ta sẽ chết đi một cách bất minh bất bạch như thế này, và những chứng cứ mà Lý Trấn Dương để lại sẽ vĩnh viễn bị hủy diệt. Một nhà Lê quốc chính sẽ thoát khỏi sự trừng phạt mà chúng đáng phải gánh chịu. Tần Thanh lại nhớ tới Trương Dương, trong đầu hiện lên tình cảnh bọn họ từ lúc quen nhau cho tới lúc yêu nhau, nụ cười của Trương Dương mang tới cho cô ta sự ấm áp và kiên định, tâm tình của cô ta dần dần trở nên buông lỏng, cô ta tràn ngập niềm tin đối với Trương Dương. Cô ta tin rằng Trương Dương nhất định sẽ tận sức tìm mình, nhất định có thể tìm thấy cô ta, vô luận hình thức có gian nan như thế nào, cô ta đều muốn được sống sót, cô ta không thể chết, cô ta không thể để Trương Dương phải thương tâm. Cô ta nghe thấy tiếng cửa sắt bị mở ra, lúc ban đầu còn cho rằng mình nhầm, nhưng vị sau cô ta phát hiện là mình không hề nghe nhầm, cô ta lại nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếp đó là tiếng gọi đầy lo lắng của Trương Dương. Tần Thanh dùng hết lực lượng toàn thân để trả lời Trương Dương trương dương nghe thấy giọng nói của tần thanh hắn dùng đèn pin chiếu về nơi phát ra tiếng gọi nhìn thấy tần thanh đang nằm cuộn tròn ở đó hai tay hai chân đều bị trói đan vào nhau hai mắt còn bị che vải đen một loại cảm giác chua xót dâng lên trong lòng hắn hắn khập khiếng chạy về phía tần thanh bất chấp tất cả ôm tần thanh vào trong lòng tần thanh anh tới rồi đây em đã phải chịu ủy khuất trương dương em biết là anh nhất định sẽ tới mà anh nhất định sẽ tới mà mặt tần thanh ép sát vào ngực trương dương cô ta lớn tiếng khóc nấc lên, sự ủy khuất và sự sợ hãi ở trong lòng đều được chút hết ra, nhưng rất nhanh lai cảm thấy sự dị thường của Trương Dương, sao anh? Anh chảy máu à? Không sao đâu, một chút thương nhẹ thôi mà. Tần Bạch đứng ở cách đó không xa, nhìn Trương Dương và chị gái mình đang ôm chặt lấy nha, hắn mấp máy môi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đột nhiên phát hiện sau chuyện này hắn đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng đối với Trương Dương, hắn bất chi bất giác đã tiếp nhận cảm tình của Trương Dương và chị mình. Một bóng đen vô thanh vô tức từ phía sau sông lên, dùng báng súng đập vào đầu Tần Bạch. Tần Bạch lập tức mềm oạt ngã xuống. Trương Dương ngẩng đầu lên, ánh sáng mạnh của đèn pin chiếu thẳng lên mặt hắn, khiến hắn không mở mắt ra nổi. Giọng nói vô tình, lạnh băng của Trần Tường Nghĩa vang lên trong bóng tối, tao sớm đã nói rồi, mày không có tư cách để cò kè mặc cả với tao, hiện tại giao thuốc giải ra đây. Trương Dương bật cười, hắn dùng thân thể chắn trước mặt Tần Thanh, nói Trần Tường Nghĩa, nếu tao không đưa thì sao? Trần Tường Nghĩa đột nhiên nhấn cò súng, một viên đạn bắn trúng chân phải đã bị thương của Trương Dương. Trương Dương rên lên một tiếng, thân thể lắc lư, nhưng vẫn kiên trì không ngã xuống. Trần Tường Nghĩa lạnh lùng uy hiếp, phát tiếp theo tao sẽ nhắm chuẩn vào tim của mày. Tần Thanh bất chấp tất cả xông tới trước mặt Trương Dương. Mày yêu cô gái này phải không? Được Vậy tao sẽ khiến mày tận mắt nhìn thấy cô ta chết trước mặt mày." Trần Tường Nghĩa làm tư thế dùng súng nhắm vào Tần Thanh. Một giọng nói thống khổ vang lên, "Đừng, anh không thể làm thương hại cô ấy." Lê Hạo Huy đứng ở phía sau Trần Tường Nghĩa đột nhiên xông lên, hắn điên cuồng nắm lấy cánh tay của Trần Tường Nghĩa, muốn giật lấy khẩu súng ở trong tay Trần Tường Nghĩa, biến hóa đột nhiên này căn bản không nằm trong dự liệu của Trần Tường Nghĩa. Mà Trương Dương thì đã nắm bắt được thời cơ hiếm có này, hắn giống như thợ săn sông lên trước, một quyền đánh bay Trần Tường Nghĩa, trong sát na Trần Tường Nghĩa bị đánh chúng đã kịp nhấn cò súng, tiếng súng trầm muộn vang vọng khắp hầm trú ẩn tối tăm, thân thể của hắn va lên bức tường đá, một mũi sát nhô ra đâm vào hậu tâm, đâm xuyên thân thể của hắn, súng của hắn thì đã tuột khỏi tay bay ra xa. Đèn pin không ngừng lắp loáng, tần thanh khóc lóc gào tên của Trương Dương rồi cầm đèn pin lên. Một bàn tay ấm áp mà có lực ôm lấy cánh tay của cô ta, anh không sao phát súng bắn trong lúc vội vã của Trần Tường Nghĩa không bắn được chúng Trương Dương, mà lại bắn chúng ngực Lê Hạo Huy. Lê Hạo Huy nằm dưới đất, miệng há to, giống như là một con cá sắp chết, không ngừng há ra rồi lại ngậm vào, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần dần thoát khỏi cơ thể, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói Tần Thanh, anh yêu em. Trương Dương ôm lấy người Tần Thanh, lạnh lùng nói, mày không có tư cách. Thân thể của Trần Tường Nghĩa không ngừng co giật ở trên tường, đầu của hắn đụng vào tường đá vỡ toát một quyền dùng hết toàn lực của Trương Dương căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chịu được. Khi Trương Dương bước tới trước mặt hắn, miệng Trần Tường Nghĩa hơi run run, tựa hồ như đang nói gì đó, Trương Dương cúi người xuống, nghe thấy hắn dùng giọng nói yếu ớt bảo tao không hề làm thương hại tới cô ta. Đừng, đừng làm thương hại đến người nhà của tao. Sâu trong lòng Trương Dương đột nhiên sinh ra một cảm giác thương cảm khó nói, thì ra dạng sát thủ máu lạnh như Trần Tường Nghĩa trong lòng cũng có vướng bận đã có vướng bận, vẫn còn tưởng niệm thân nhân, vì sao lại muốn chọn con đường này? Trương Dương thò tay ra vuốt mắt cho Trần Tường Nghĩa, nói khẽ, "Mày yên tâm đi, tao sẽ không làm vậy đâu." Điều khiến Tần Thanh thất vọng là không tìm thấy chiếc đĩa mềm đó ở trên người Trần Tường Nghĩa, nếu như không có chiếc đĩa mềm đó vậy thì không thể chứng minh Lê Quốc Chính có tội. Còn điều mà Trương Dương thật sự quan tâm chỉ là sự an nguy của Tần Thanh, chỉ cần Tần Thanh thoát khỏi hiểm cảnh, so với tất cả những việc khác đều quan trọng hơn nhiều tiếng còi cảnh sát ở bên ngoài không ngừng vang lèn. Tần Thanh và Tần Bạch hai người đỡ Trương Dương cả người đẫm máu bước ra khỏi phòng trú ẩn, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đã phong tỏa lối vào. Trước khi tới đây Tần Bạch đã thông báo tình hình cho Cục Công an, sau đó bọn họ mới vào hầm trú ẩn này, cho nên hành động của cảnh sát so với bọn họ thì chậm hơn rất nhiều. Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Thành Điền Khánh Long, Phó Cục trưởng Lưu Đức Chính đều tới hiện trường. Lưu Đức Chính chỉ huy thủ hạ tiến vào trong hầm trú ẩn để lục soát hiện trường, không lâu sau họ liền khinh hai cỗ thi thể ra điền khánh long đi tới trước mặt trương dương đang được người xử lý vết thương nhìn nhìn tần thanh rồi mỉm cười nói huyện trưởng tần không sao chứ tần thanh mỉm cười gật đầu cô ta đã từ trong kiếp nạn này hồi phục lại rồi tôi không sao cả cảm ơn cục trưởng điền đã quan tâm điền khánh long nhìn về phía trương dương cậu thì sao bên trong rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì tôi vẫn chưa chết trần tường nghĩa bắt cóc tần thanh Lê Hạo Huy đột nhiên phát điên đánh nhau với hắn, đánh cho Trần Tường Nghĩa đập đầu vào tường, Trần Tường Nghĩa trước khi chết dùng súng bắn hắn. Điền Khánh Long mặt đầy vẻ không tin, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, chỉ đơn giản như vậy thôi à. Trương Dương và Tần Thanh đồng thời nói, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nói xong hai người không khỏi quay sang nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý. Điền Khánh Long ý vị thâm trường, nói tôi cũng không thích phiền phức, huyện trưởng Tần đã không sao vụ án đương nhiên càng đơn giản thì càng tốt. Hắn gật đầu với Trương Dương, mau tới bệnh viện đi, đạn kẹt trong thân thể không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Lê Quốc chính lặng lẽ ngồi trên salon, cả đêm hắn đều bảo trì tư thế này, ánh sáng ban mai lèn qua khe rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng khách, lưu lại một vệt sáng dài trên nền nhà. Đêm nay, chuông điện thoại không gieo lấy một lần, hắn và bên ngoài giống như đột nhiên mất đi liên lạc, thế giới của hắn đột nhiên biến thành một mảng vắng lặng, hắn dường như đang ngồi trong nhà tù vậy. Cửa phòng có tiếng gõ khe khẽ, Lê Quốc Chính chậm rãi ngẩng đấu lên, vô lực nói cửa không khóa. Điền Khánh Long mặc quần áo cảnh sát bước vào trong phòng. Lê Quốc Chính nhìn thấy Điền Khánh Long thì không khỏi ưỡn thẳng sổng lưng lên, hắn và Điền Khánh Long là bạn bè nhiều năm rồi. Điền Khánh Long không trực tiếp bước tới chỗ Lê Quốc Chính, mà đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra, ánh sáng lập tức tràn ngập cả phòng khách. Lê Quốc Chính bị ánh mặt trời chói lòa làm cho chói mắt, hắn vội vàng nhắm mắt lại, cúi cái đấu đã hoa dâm xuống. Giọng nói của Điền Khánh Long trầm thấp mà có lực, tối qua chúng tôi đã thành công cứu được Tần Thanh ở trong hầm trú ẩn của nhà mắc cơ giới mỏ, tại hiện trường phát hiện được hai cỗ thi thể, đã chứng thực rồi, trong đó một người là Trần Tường Nghĩa, từng là cục trưởng cục công an khu Nam An, người còn lại là Lê Hạo Hớp con trai ông. Lê Quốc Chính mặt không chút biểu tình nhắc lại, con trai của tôi ư. Hạo Huy, phải một phút sau hắn mới trợn tròn mắt rồi lớn tiếng nhắc lại con trai tôi. Nước mắt giống như là hồng thủy tràn đê chảy khắp khuôn mặt hắn, hắn dùng bàn tay che mặt, cúi người xuống bật khóc thất thanh. Điền Khánh Long nhìn về vị thị trưởng già này với ánh mắt đập vẻ đồng tình, hắn thở dài một hơi, nói thị trưởng Lê, tôi hy vọng ông có thể dùng thái độ đầy trách nhiệm với đảng, với quốc gia, với nhân dân mà nói rõ ra tất cả vấn đề, chuyện này rốt cuộc là có liên quan tới ông hay không. Lê Quốc Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng ngân ngấn nước mắt, hắn giống như là một con sư tử nổi giận gầm lên, anh phải chăng là muốn tống tôi vào tù, anh phải chăng nhận định rằng tôi có tội, cả đời tòi đều nỗ lực vì đảng, vì quốc gia, tôi đã dành nhiệt huyết cả đời vì giang thành này, các người thì cho tôi cái gì? Khiến vợ chồng tôi phải ly tán, sau cùng còn hại chết con trai tôi. Tôi có tội thì ông lấy ra chứng cứ đi, các người lấy ra chứng cứ đi. Hắn giết lên như người bị bệnh tâm thần. Biên Khánh Long chậm rãi lắc đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc đĩa mềm, trận lửa lớn đó đã hủy đi rất nhiều thứ. Rất không may, phần cứng của máy vi tính lại may mắn được bảo lưu, đồng chí thuộc khoa kỹ thuật đã lấy lại được một bộ phận số liệu, trong đó bao gồm cả ghi chép liên quan tới việc ông Tham Ô nhận hối lộ mà Lý Trấn Dương lưu lại, chúng tôi đã đưa tới cơ quan kiểm sát rồi. Lẻ quốc chính cả người giống như trong nháy mắt bị rút mất xương sống, hắn mềm hoạt ngồi trên sa lông, ánh sáng rất tốt nhưng nhân sinh của hắn lại từ đó trầm luân trong hắc ám. Trên người Trương Dương tổng cộng lấy ra ba đầu đạn, có điều may mà ba phát súng đều không bắn trúng chỗ yếu hại, cũng không bắn trúng xương của hắn. Dạng thương thế này đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói thì chỉ như là mũi đốt gỗ, sau khi nằm trong bệnh viện một đêm, hắn liền nằng nặc đòi xuất viện. Tần Thanh cũng ở trong bệnh viện để quan sát một đêm, đêm nay cô ta ở bên cạnh Trương Dương, thông qua chuyện này, tình cảm giữa hai người càng tiến thêm một bước, cho dù là bọn họ muốn che giấu tình cảm giữa đôi bên thì cũng không thể làm được. Tần Thanh rời bệnh viện trước Trương Dương, cô ta còn phải tới cơ quan thị chính của thị ủy để báo cáo, hôm nay tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ tiến hành một lần giao lưu với cô ta. Cô ta đã dặn dò đi dặn dò lại Trương Dương không được tự tiện ra viện, cho tới khi Trương Dương thể thốt thì mới rời khỏi bệnh viện. Sau khi Tần Thanh đi không lâu, em trai Tần Bạch của cô ta lại tới thăm Trương Dương. Trương Dương chỉ đang có chút gian nan sỏ chân vào ống quần, thấy Tần Bạch tới, cười cười vẫy tay, nói Tần Bạch tới giúp tôi mặc quần đi. Tần Bạch nhìn bộ dạng của hắn, có chút kinh ngạc nói, làm cái gì vậy? Anh muốn xuất viện à? Trương Dương lắc đầu, nói tôi đã đáp ứng chị cậu rồi, tạm thời không xuất viện, ở lại cái chỗ quỷ quái này, tôi sẽ buồn bực mà chết mất, chỉ là vết thương ngoài da, có thấm vào đâu đâu. Tôi muốn ra ngoài dạo một chút. Tần Bạch không nói lại hắn, chỉ đành giúp hắn mặc quần. Trương Dương cười nói, cục công an có khiển trách gì cậu không? Tần Bạch gật đầu, nói cục trưởng điền gọi tôi tới, mắng cho tôi một trận, sau đó thì bảo tôi đừng làm cảnh sát giao thông nữa. Mẹ kiếp, thằng cha đó tuyệt tình vậy ư? Trương Dương cũng rất kinh ngạc. Tần Bạch cười nói, ông ấy điều tôi tới khoa điều tra hình sự, nói rằng tôi là một sinh viên điều tra hình sự chuyên nghiệp mà lại làm cảnh sát giao thông thì quá đáng tiếc. Thằng nhóc này đúng là nhân họa đắc phúc mà. Trương Dương không khỏi cười to. Tần Bạch nhìn Trương Dương, nói với giọng rất chân thành, "Trương Dương, cảm ơn anh." "Cảm ơn tôi cái gì? Tôi có coi cậu là người ngoài bao giờ đâu." Trương Dương đứng dậy, không cẩn thận chạm vào tay trái, đau đến nổi nghe cả răng. Tần Bạch nói, "Sau này chuyện của anh và chị tôi không quản nữa." Trương Dương cười ha ha, "Mẹ kiếp, cảm giác như cậu đang khai ân cho tôi ý, cậu nói xem, tôi và chị cậu đều lớn như vậy rồi." Cho dù cậu muốn quản thì quản được chắc Mặt Tần Bạch không khỏi đỏ lên Trương Dương dùng tay phải vỗ vỗ đầu vai hắn Nói cậu yên tâm đi Tôi và chỉ cậu chính là quan hệ đồng chí trong sáng Không có gì, thật sự là không có gì đâu Tần Thanh không cho phép hắn nói ra quan hệ của hai người Trương Đại quan nhân tuyệt đối tôn trọng phụ nữ Có điều Tần Bạch tối qua đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng đồng sinh cộng tử Tình sâu như biển của hai người bảo hắn tin rằng hai người là quan hệ đồng chí trong sáng ư, tưởng hắn là thằng ngu à. Điền Khánh Long và Lý Trường Vũ cùng nhau tới thăm Trương Dương, hai người ở trong bãi cỏ phía dưới phòng bệnh nhìn thấy Trương Dương, thằng nhóc này đang chống gậy ngồi xua ở nắng. Lý Trường Vũ và Điền Khánh Long một trái một phải ngồi xuống cạnh hắn. Trương Dương dầm gì nói, xin lỗi hai vị lãnh đạo, thân thể của tôi không tiện, không thể đứng dậy nghênh đón được. Điền Khánh Long mắng, thằng ôn con, cậu bớt mồm mép láu lỉnh đi cho tôi, món nợ ngày hôm qua tôi còn chưa tính toán với cậu đâu đấy. Trương Dương cười nói, tính thế nào? Chuyện chẳng lẽ còn chưa rõ ràng ư? Ừ. Lê Quốc chính tham ô nhận hối lộ, ý đồ hủy chứng cứ, cho nên mới có chuyện Lý Trấn Dương năm đó bị Lê Hảo Huy đâm chết. Tần Thanh phát hiện ra chứng cứ mà Lý Trấn Dương để lại. Lê Quốc chính phái Trần Tường Nghĩa bắt cóc cô ấy, muốn hủy diệt chứng cứ. Điền Khánh Long nói, tôi không phải là nói chuyện đó, cậu và Tần Bạch hai người bắt Lê Hạo Huy từ trong bệnh viện đi chính là bắt cóc, cùng là phạm tội. Cậu biết chu viện mà không báo, che giấu tiến triển của vụ án, không phối hợp hành động với cơ quan công an, cùng là phạm tội. Trương Dương hít mắt lại nhìn Điền Khánh Long, cục trưởng Điền, thì ra ông muốn bắt tôi vào tù thì mới an tâm. Đánh rắm, tôi muốn bắt cậu thì cậu còn có thể tiêu diêu tự tại ở đây à? Điền Khánh Long cười mắng, ông ta lại thở dài một hơi, nói chúng ta là cán bộ quốc gia, rất nhiều chuyện phải chiếu theo quy định mà làm, có điều nếu án chiếu theo đúng quy định mà làm thì Tần Thanh e rằng không thể được giải cứu thuận lợi như vậy. Cục trưởng Điền đúng là sáng suốt quá đi thôi. Thôi ngay nó trò nịnh bợ đi, ông đây cũng sắp bị cậu khiến cho sứt đầu mẻ chán rồi đây này. Lý trường vũ ở bên cạnh bật cười ha hả. Điền Khánh Long nói, có biết tôi vì sao lại điều Tần Bạch tới khoa điều tra hình sự không? Tôi chính là muốn quy tắc hóa, Hợp lý hóa chuyện lộn xộn mà hai thằng nhóc bọn cậu đã làm đó. Trương Dương lúc này mới hiểu nguyên nhân chân chính mà Điền Khánh Long điều động tần bạch, một khi như vậy những chuyện mà Trương Dương đã làm sẽ trở thành hành động phối hợp với cơ quan công an, người khác cũng không tìm ra sơ hở. Đúng là rừng càng già càng cay, Điền Khánh Long suy nghĩ so với Trương Dương thì toàn diện hơn nhiều, hơn nữa phần nhân tình này quả thật cũng không nhỏ. Trương Dương cười nói, kỳ thực ông cũng không phải chịu thiệt mà tôi đổ máu đổ mồ hôi mới tìm được Tần Thanh, công lao sau cùng lại được tính cho cục công an các ông, chuyện tôi cứu Tần Thanh không ai biết cả, tôi cũng không được tuyên dương ra ngoài, lấn này chỉ có thể làm một anh hùng vô danh thôi. Điền Khánh Long cười nói, coi như cậu cũng là hạng sáng suốt, chuyện này tôi không tìm cậu gây phiền phức đã là may mắn cho cậu rồi, còn muốn giành công lao ư. Nằm mơ à? Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, lần này tuy cậu cứu được Tần Thanh, nhưng hành vi của cậu quả thật không phù hợp với chuẩn mực của một cán bộ quốc gia, sau này phải hết sức đừng để những chuyện giống như thế này phát sinh. Hắn hiểu mối quan hệ giữa Trương Dương và Tần Thanh, Tần Thanh xảy ra chuyện, thằng nhóc này bạo tẩu cùng là chuyện bình thường, may mà Tần Thanh không bị thương hại, nếu không hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Trương Dương vẫn vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện của Lê Quốc Chính, phía Lê Quốc Chính sao rồi? Lý Trường Vũ có lúc đau lòng nói, sau khi lấy ra chứng cứ phòng tuyến tâm lý của bản thân hắn đã triệt để sụp đổ, nói ra rất nhiều chuyện, đồng chí của tổ công tác ủy ban kỷ luật tỉnh đang trong quá trình tra hỏi trinh lý, hai ngày này e rằng sẽ có rất nhiều người bị kéo vào. Điền Khánh Long thở dài một hơi, nói, phó thị trường lý, ông nói chính đàn giang thành này của chúng ta sao lại không thể được yên bình nhỉ. Lý trường vũ nhìn mây đêm đang dần dần tụ lại ở trên đầu, nói khẽ, sau mưa gió mới thấy được cấu vồng, tôi tin rằng sau khi trận gió bão này qua đi, Giang Thành sẽ có một ngày mai tươi sáng. Lê Quốc Chính sau khi biết con trai mình đã chết, chứng cứ phạm tội mà Lý Trấn Dương để lại được phơi bày, đã hoàn toàn buông bỏ ý định phản kháng, trước mắt chứng cứ đã rõ ràng, hắn triệt để cúi gầm cái đầu cao quý trước đây xuống, từng bài từng bài ghi chép tham ô khiến tổ công tác của Ủy ban kỳ luật tỉnh giật mình, độ rộng của nhân viên liên quan, độ lớn của ảnh hưởng, có thể nói là khơi dòng cho tỉnh Bình Hải, bởi vì vụ án quá quan trọng, cho nên lập tức báo cáo lên tỉnh ủy. Cố Doãn Chi nhận được tin tức đang mở hội nghị bốn ban ngành, loại hội nghị này trước tiên đều do tỉnh trưởng phát ngôn, sau đó bí thư tỉnh ủy, bí thư ủy ban chính pháp, phó tỉnh trưởng thường vụ, bộ trưởng tổ chức, bộ trưởng tuyên truyền, sau cùng là chính quyền tỉnh, phó chức hội nghị hiệp thương chính trị và đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, sau cùng mới do bí thư tỉnh ủy vỗ bàn, đây là một loại hình thức chính trị hiệp thương, giám sát dân chủ. Cố Doãn Chi đang chuẩn bị phát ngôn thì nhận được tin tức ông ta không nghĩ ngợi gì lập tức giải tán hội nghị cố doãn chi khi chuyện phùng ái liên tham ô bị phát án đã đoán ra rằng lê quốc chính sẽ có vấn đề chỉ là không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng như vậy nhìn tập hồ sơ vừa được chuyển tới từ giang thành cố doãn chi nhíu chặt mày sổ ngạch tham ô của lê quốc trinh đã vượt quá ngàn vạn hơn nữa liên quan tới rất nhiều lĩnh vực sâu mọt như vậy không ngờ một mực tiềm tàng trong đội ngũ cán bộ của đảng và quốc gia đây là sự thất chức của ông ta và cũng là nỗi bất hạnh của nhân dân giang thành Từng khoảng ghi chép tham ô khiến cố doãn chi phải kinh hãi, đây vẫn chỉ là ghi chép hối lộ liên quan tới Lê Quốc Chính mà Lý Trấn Dương ghi lại khi còn làm thư ký của thị trường, sau khi Lý Trấn Dương chết. Lê Quốc Chính không biết còn thu được bao nhiêu tiền tài, phía sau những khoản ghi chép này rốt cuộc đã làm tổn hại tới bao nhiêu lợi ích của quốc gia. Cố Doãn Chi sau khi đọc tập hồ sơ này, đã hạ quyết tâm, đối với việc tham ô của Lê Quốc Chính, phải trừng phạt nghiêm khắc, ông ta muốn có cái để ăn nói lại với đảng, với quốc gia, với nhân dân. Trương Dương không hề quan tâm đến tiến triển mới nhất trong vụ án tham ô của Lê Quốc Chính, chuyện Tần Thanh bị bắt cóc, triệt để lật đổ tập đoàn lợi ích do Lê Quốc Chính làm chủ, cũng khiến đội ngũ cán bộ của Giang Thành sợ bóng sợ gió, ai ai cũng cảm thấy có nguy hiểm. Theo thống kê sơ bộ, trong hai ngày ngắn ngủi đã có 20 cán bộ từ cấp phó phòng trở lên bị tiến hành song quy, một thủ đoạn điều tra rất hữu hiệu mà cơ quan kiểm tra kỷ luật và cơ quan giám sát hành chính chính phủ áp dụng, trong đó bao gồm cả bí thư huyện ủy hu viện Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa. Dương Thủ Nghĩa sở dĩ bị song quy là bởi vì hắn đút 10 vạn đồng tiền tham ô cho Lê Quốc Chính, mà Lê Quốc Chính khi bị hỏi tới chuyện này cũng đã khai ra chuyện có cổ phần trong mỏ đá Trương Ngũ Lâu quyền khai thác quặng và cổ đông của mỏ đá Trương Ngũ Lâu cũng bắt đầu trở thành mục tiêu điều tra của tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Dương Thủ Nghĩa bị song quy, khiến chính đàn của huyện Xuân Dương xuất hiện cục diện quần long vô thủ. Tần Thanh ngay lập tức mau chóng rời khỏi Giang Thành tới Xuân Dương chủ trì công tác của chính phủ huyện huyện ủy. Khi cả chính đàn Giang Thành mưa gió phiêu diêu, Trương Dương cũng chẳng tới cục du lịch làm việc, Trương đại quan nhân của bọn họ nhàn thì cũng nhàn rồi, hơn nữa lại vừa thượng nhiệm ở cục du lịch, bốn ngày thì chỉ có một ngày đi làm 3 ngày còn lại thì căn bản không hề lộ mặt ở trong cục du lịch thật sự có chút không nói nổi hai ngày nay chiến tích huy hoàng của trương đại quan nhân người ngoài thì không biết cho nên trương đại quan nhân khập khiếng xuất hiện trong sân của cục du lịch người khác không hề có tiếp hắn như đối đãi với anh hùng rất nhiều người còn không nhận ra vị trường phòng phòng mở rộng thị trường này chiếc xe toyota của trương dương đã bị phá hủy đang ở trong nhà máy sửa chữa cơ khí cho nên hắn đành mướn một chiếc xe phục trách việc đưa đón hắn tới công sở. Hắn khập khiễng đi tới trước phòng làm việc, còn chưa đợi hắn vào phòng làm việc thì thấy thôi kiệt hoảng hốt bước tới, nói khe: "Trưởng phòng trương, hai ngày nay anh đi đâu vậy? Cục trưởng cao bảo anh tới phòng làm việc, hình như tức giận lắm." Trương Dương nhớ tới bộ mặt bất tử bất hoạt của Cao Hưng Quý là thấy bực mình, nói: "Không thấy tôi hành động không tiện à? Hắn muốn gặp tôi thì bảo hắn tự mình tới đi." Nói xong. Trương Dương lại bước vào phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của Thôi Kiệt. Vừa tiến vào phòng làm việc của phòng mở rộng thị trường, Giang Nhạc. Trần Kiến, Hà Thụ Lôi, Chu Hiểu Vân bốn người lập tức vây lại, trưởng phòng Trương, anh sao vậy? Bị thương à? Trương Dương dưới sự nâng đỡ của Giang Nhạc và Trần Kiến đi tới salon rồi ngồi xuống, sau đó mới giải thích không cẩn thận nên bị xe đụng, thành ra bị thương. Trước khi tới đây Trương Đại quan nhân sớm đã nghĩ ra lý do tốt rồi. Chu Hiểu Vân nói, trưởng phòng trương, anh cũng không gọi một cú điện thoại thông báo nào, hai ngày nay cục trưởng cao tìm anh nhiều lắm, nghe nói muốn xử phạt anh vì tội nghỉ làm không lý do. Hà Thụ Lôi đột nhiên ra hiệu cho Chu Hiểu Vân im lặng, Chu Hiểu Vân quay người lại, thấy phó cục trưởng cao hưng quý mặt xám xịt xuất hiện ở ngoài cửa. Khốt hoảng lè lè lưỡi, bốn người trẻ tuổi lập tức ai về chỗ nấy làm việc của mình. Cao Hưng Quý lạnh lùng nhìn Trương Dương, từ sau khi ở dưới lầu bị Trương Dương chửi, thằng ôn này ôm đầy một bụng tức, vốn muốn tìm Trương Dương để phát tiết một chút, nhưng hai ngày nay Trương Dương lại bỏ làm, ngay cả một cú điện thoại xin phép cũng không có, nói không tới là không tới. Cao Hưng quý ẩn bụng, chậm rãi gật đầu, nặn ra khẩu khí vô cùng uy nghiêm nói, Trương Dương, thế nạp là sao hả? Thân là một cán bộ của quốc gia, sao có thể tự do như vậy? Bỏ làm không lý do, lại còn ba ngày liền nữa. Điều này đã tạo thành ảnh hưởng xấu đến các đồng chí xung quanh. Hả, cậu không có một chút ý thức kỷ luật nào à? Trương Dương bực mình nhíu mày, tôi nói nè cục trưởng cao, anh không phải là rảnh quá không có việc gì làm chứ. Nếu rảnh quá thì anh tới nói chuyện với nữ hướng dẫn viên du lịch đi, tôi đang bực lắm, không còn tâm trạng đâu mà nghe anh lại nhảy đâu. Chu Hiểu Vân nghe thấy vậy không khỏi bật cười thành tiếng, ba người còn lại cũng cố nhịn cười, dám ở trước mặt nhiều người mà chế nhạo cao hưng quý như vậy, Trương Dương có thể tính là người đầu tiên. Cao Hưng Quý mặt lập tức phình lên như lợn, đổ lưu manh. Mày, mày có tư cách gì? Con mẹ nó mà chửi tao. Trương Dương cũng trợn mắt lên, lạnh lùng nói: Con mẹ nó mày mắng tao à? Thân là cán bộ lãnh đạo, mày không ngờ con mẹ nó lại chửi tao à? Mày con nói mẹ không ngờ lại dám nói con mẹ nó với tao ư? Thằng ôn Trương Dương này cũng chống gậy đứng dậy. Cao Hưng Quý bị ánh mắt của hắn dọa cho cả người cứng đờ, miệng run lẩy bẩy, sau đó lui ra sau. Mày muốn làm gì tao muốn đánh mày cao hứng quý trong lòng đã sợ đến cực điểm rồi nhưng miệng thì vẫn cố nói cứng mày dám ư đúng lúc trương đại quan nhân đang sắn tay áo lên thì cục trưởng cổ kính ngô kịp thời xuất hiện ông ta cười nói làm cái gì vậy mới sáng sớm ra mà đã ồn ào rồi cao hung quý thấy cổ kính ngôn tới lập tức lớn gan hơn hắn chỉ vào trương dương nói cục trường cổ tới hay lắm hắn nghỉ làm không lý do còn chống đối lãnh đạo, đã thế còn định đánh người. Cổ Kính Ngôn cười nói, "Lão Cao à, anh chắc là hiểu ầm rồi, Trương Dương hai ngày nay có việc, đã xin phép tôi rồi, tôi bận rộn nên quên không nói cho anh, không ngờ anh thật sự để bụng chuyện này." Cao Hung Quý căn bản không ngờ Cổ Kính Ngôn lại nói đỡ cho Trương Dương, nhất thời ngây ra đó, biểu tình trên mặt xấu hổ tới cực điểm. Cổ Kính Ngôn lại nói với Trương Dương, "Tiểu Trương à, phải tôn kính lão đồng chí chứ, cục trưởng Cao cũng là vì công tác." không phải là cố ý nhắm vào cậu đâu. Lúc này một giọng nói điệu rất mồng tơi ở bên ngoài vang lên, có cục trưởng cao ở đây không? Trương Dương mặt mày tươi cười nhắc nhở, cục trường cao à, nữ hướng dẫn viên du lịch đó tới tìm ông kìa. Những lời này không những chỉ mấy người chu hiểu vân, mà đến cả cổ kính ngôn cũng không nhịn được mà đồng thời bật cười. Cao Hưng quý thì xấu hổ, tình cảnh này thì hắn không thể ở đây được nữa rồi, đành cúi đầu đi ra ngoài cổ kính ngôn lòng đầy thâm ý gật đầu với Trương Dương rồi quay người đi ra. Hại vị cục trưởng vừa đi, mấy người Chu Hiểu Vân đồng thời lớn tiếng hoan hô. Trương Dương là thượng ti trên đầu bọn họ, thượng ti khệnh như vậy, bọn họ cũng được thơm lây. Chu Hiểu Vân nói, trưởng phòng Trương Anh tiêu sái quá, rất có ý vị của nam nhân, tôi sùng bái anh. Sang nhạc cười nói, trưởng phòng Trương, buổi trưa mấy người chúng ta mời anh ăn một bữa ngon để bồi bổ thân thể. Trương Dương cười nói, miễn đi, tôi phải nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn cũng muốn tĩnh dường thật tốt mấy ngày, nhưng mạng của hắn đã được chú định là không thể nhàn rỗi, vừa tới bàn làm việc uống được ngụm trà thì có người tìm tới cửa. chương 132, Phong thủy của đường lao động Dẫn đầu tới tìm Trương Dương là người bán hàng rong quần áo ở trước cửa, chính là tên béo mà khi hắn đi lái xe qua thường dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn hắn. Tên béo này tên là Trần Hàng Hành, trong chợ quần áo trên đường lao động cũng tính là có máu mặt, thường được gọi là Trần Lão Đại, cũng là một trong những người đứng đấu chống lại chợ phục trang đổi mới, ỉ vào con đường lao động để tiếp tục kinh doanh phi pháp. Lần này hắn tới là muốn đòi Trương Dương bồi thường, Trương Dương hôm đó lái xe đụng tan sạp hàng của hắn, còn mang theo cả bốn tên chủ hàng đến, lúc trước bọn họ có đến tìm, nhưng Trương Dương lại không đi làm, hôm nay coi như là bắt được Trương Dương rồi. Trần Lão Đại lần này tổng cộng mang tới bốn tên thanh niên lưng hùm eo gấu, những người này đều là chủ cửa hàng quần áo, theo hắn tới để tạo thanh thế chứ cũng không phải thực sự là muốn tới đánh nhau. Có điều bảy người khí thế hùng hổ tiến vào, trận thế vẫn là để dọa nạt bốn người trẻ tuổi của phòng mở rộng thị trường. Trần lão đại miệng ngậm thuốc, bộ dạng hung thần ác sát hầm hầm nhìn bọn họ, khiến cho Chu Hiểu Vân sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Giang nhạc lấy hết súng khí nói, các anh muốn làm gì? Trần lão đại tức giận nói, thằng ôn họ trương đâu? Trương Dương ở bên trong đã nghe thấy động tính, cười nói chuyện gì vậy, tôi ở trong đây. Trần Lão Đại dẫn đồng bọn ập vào trong phòng làm việc nhỏ hẹp của Trương Dương. Trương Dương hít mắt nhìn bọn họ, lúc này mới nhớ tới sạp quần áo của tên béo hôm đó bị mình đụng tan. Trần Lão Đại xảy bước tới trước mặt Trương Dương, giờ nắm đấm to như cái bát lên, trợn mắt nói, mày đâm vào sạp hàng của tao, làm hỏng rất nhiều hàng hóa, khoản này tính sao đây? Trương Dương cười nói, nghe anh nói cứ như là có chu viện đó thật vậy cái gì mà cứ như, chính là mày làm. Trần lão đại sắn tay áo bên phải lên, để lộ ra hình xăm trên cánh tay, còn có cả vết xước, hôm đó mày giống như là một thằng điên lái xe lao ra, đâm vào sạp quần áo của tao, nếu không phải là tao né nhanh, e rằng đã bị mày đâm chết rồi. Nhìn đi, nhìn đi, đây chính là ký hiệu mà mày để lại cho tao đấy. Trương Dương cười sằng sặc, thật thà ghé sát vào nhìn, nói anh xăm hình rồng à. Thủ nghệ khá đấy, bao nhiêu tiền, mày bớt làm trò đi, tao tới là để đòi tiền bồi thường. Trương Dương gật đầu, dựa lưng vào ghế, nói anh muốn bao nhiêu tiền. Trần Lão Đại nói, tổng cộng là hủy đi bốn sạp quần áo, bị mày làm mất việc làm ăn buôn bán mấy ngày, cộng thêm hàng hóa bị phá hỏng, cùng với vết thương trên người tao. Đúng rồi, còn có phí tổn thất tinh thần nữa, máy lấy ra 5.000 đồng đi, chu viện này coi như xong, nếu không, con mẹ nó mày không xong với tao đâu. 5.000 đồng á, Trần Lão Đại gật gật đầu. Nếu tôi không đưa cho anh thì sao? Không đưa ư. Sáu thanh niên ở phía sau Trần Lão Đại đồng thời vây về phía Trương Quan Nhân. Trương Dương cười nói, muốn đánh tôi à? Nào, tôi vẫn không tin các anh có thể động tới được một ngón táp của tôi mà còn có thể bước ra khỏi cửa lớn của cục du lịch. Trần Lão Đại tức giận nói, con mẹ nó, mày cho rằng đây là cục công an à? nụ cười trên mặt Trương Dương lập tức vụt tắt, vậy con mẹ nó mày cho rằng mình là xã hội đen à? Trần Lão Đại bước lên gần hơn. Trương Dương nhàn nhã cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, nhiễu loạn trị an xã hội, ngang nhiên uy hiếp nhân viên công tác quốc gia, dọa nạt bắt chẹt người khác, tổ chức tập thể lưu manh tiến hành hoạt động bao lực, hình như đã cấu thành phạm tội rồi đấy. Mày dọa tao đấy à? Không dọa đâu, vừa rồi khi nghe thấy bên ngoài ồn ào, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi. Trương Dương không chút hoang mang nói, đám lưu manh vặt trên xã hội này còn chưa tới mức để hắn phải ra tay. Một cỗ xe cảnh sát dừng ở trong sân của cục du lịch, hai vị cảnh sát từ bên trong bước ra, chính là sở trưởng đồn công an phố Hỏa Binh Vương Quang Trạch, bên cạnh là cảnh viên Khâu Thành. Vương Quang Trạch và Khương Lượng là bạn học cùng ngành cảnh sát, lúc trước đã từng gặp mặt Trương Dương, cho nên Trương Dương gọi điện thoại bảo hắn tới. Bọn Trần Lão Đại đều biết Vương Quang Trạch, nhìn thấy hắn tới, tên nào cũng cười bồi nói, sở trưởng vương, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Vương Quang Trạch tức giận chừng mắt lườm hắn, nói tôi còn tưởng là ai? Trần Hàng Hành, anh làm cái gì vậy? Có thời gian rảnh thì đi buôn bán đi, tới cục du lịch gây chuyện làm gì hả? Có tin tôi bắt hết các anh không? Đám người Trần Lão Đại đều là nhân vật ngoài mặt thì hầm hố nhưng bên trong lại nhút nhát, thấy sở trường của đồn công an xuất hiện một cái là ai nấy đều mềm như bún, trong bản chất của bọn họ đều là người buôn bán, lừa gạt dọa nạt còn được, nhưng một khi phải làm thật thì không ai trong số bọn họ có gan đó. Trần lão đại vẫn cố mạnh miệng nói, cán bộ quốc gia thì có gì hay chứ, cán bộ quốc gia thì có thể đâm hỏng đồ của người ta thì không đền à? Có điều nói nói gì nói, cũng không dám làm loạn nữa, căm tức dẫn đám người lui ra ngoài. Vương Quang trạch nhìn thấy bộ dạng của Trương Dương thì không khỏi giật nảy mình, trưởng phòng Trương sao vậy? Trương Dương cười nói, hai ngày trước gặp tai nạn xe hơi, may mà cũng không có gì đáng ngại cả. Chuyện Trương Dương cứu Tần Thanh đã được nội bộ cục cảnh sát phong tỏa rồi, cho nên chân tướng việc hắn bị thương không có ai biết. Hắn bảo Vương Quang Trạch ngồi xuống, rồi sai Chu Hiểu Vân đi rót trà cho khách. Chu Hiểu Vân cũng nhận ra Vương Quang Trạch, cha của nàng cũng là người của hệ thống công an, trong phân cục công an khu Nam An. Chu Hiểu Vân cam giận nói, "Sở trưởng Vương, đám tiểu thương này hung hăng quá." Thường ngày thì chiếm đường kinh doanh làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng thì không nói. Hôm nay không ngờ lại dám chạy tới cục du lịch làm loạn. Các anh sao không bắt bọn này về? Vương Quang trẻ cười nói, bọn họ cũng không phạm phải tội lớn gì. Giả như những loại chu viện này cũng bắt, trong sở tạm giam của chúng tôi rất nhanh sẽ trật kín người mất. Trương Dương nói, sở trưởng Vương, chợ quần áo của khu lao động đã bị cấm lâu rồi. Những người này vẫn còn tụ tập chiếm đường kinh doanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông của khu vực này, chu viện này các anh không quản à. Nhắc tới chu viện này, Vương Quang Trạch có chút đau đầu, hắn cười khổ, nói, nói thì dễ, nhưng chính thức thực thi thì lại rất khó, liên quan tới rất nhiều bộ ngành như công thương, thuế vụ, công an, giải quyết đường phố. Cũng có mấy lần nghiêm lệnh chấp pháp, nhưng đám tiểu thương này đều là người bản địa giang thành, anh hôm nay đuổi họ đi, ngày mai họ lại tới, thị lý đã xây dựng chợ bán buôn cho họ, nhưng họ không đi, bởi vì ở đây nhân khí vượng hơn những khách quen cũng chỉ tới đường lao động mua đồ sợ ảnh hưởng tới buôn bán người trung quốc chúng ta chính là quen với cái cũ nhất trương dương nói nói như anh thì không có biện pháp nào đuổi đám người này đi ư vương quang trạch nói đi thì sớm muộn gì cũng phải đi có điều trong thời gian ngắn chắc không thể đâu trừ phi là bọn họ tự mình muốn đi hắn nói xong liền đứng dậy chào trương dương trương dương đề xuất hai ngày nữa mời hắn và khương lượng tụ họp một bữa Vương Quang Trạch rất nhanh liền đáp ứng lời mời của hắn. Sang Nhạc cầm một chồng văn kiện tới đặt lên bàn làm việc của Trương Dương. Trương Dương cầm lên đọc thì thấy là báo cáo liên quan tới giữ gìn và mở rộng tường thành cổ Giang Thành. Trương Dương vốn cũng không có hứng thú đối với việc này lắm, nhưng vô tình nhìn thấy người viết báo cáo này không ngờ lại là Tần Truyền Lương, đây chính là bố vợ tương lai của hắn, liền nói với Giang Nhạc báo cáo này được đưa tới lúc nào vậy? Giang Nhạc cười nói từ bộ môn bên trên đưa xuống cũng chính là nói người ta không tính là coi trọng chuyện này chúng ta ư cùng chẳng quản được trưởng phòng trương anh đọc xem rồi suy nghĩ một chút lần sau học phát ngôn cũng có cái mà lên tiếng trương dương đọc bản báo cáo này rất chăm chú tần truyền lương đã thực hiện khảo sát khá tường tận về tình trạng trước kia và hiện tại của tường thành cổ giang thành cũng tiến hành điều tra nghiên cứu kỹ càng đối với một số kiến trúc tồn tại ở xung quanh tường thành cổ đưa ra một phần tư liệu rất đầy đủ đọc xong bản báo cáo này cũng tới giữa trưa. Chu Hiểu Vân giúp Trương Dương mua đồ ăn đưa tới trước mặt hắn, lúc Trương Dương đang định ăn thì Khương Lượng dẫn Nhiêu Văn Cường, Đỗ Phú Phong, Triệu Tân Vĩ bước vào, bọn họ đều nghe nói Trương Dương gặp tai nạn nên đều đặc ý tới thăm. Nhiêu Văn Cường cười nói, tôi nói nè, cậu không phải là yên lành đi làm ư. Ai nói rằng cậu gặp tai nạn xe hơi tàn phế rồi. Đỗ Phú Phong và Triệu Vân Vĩ cũng cười ha ha vây quanh Trương Dương. Trương Dương đứng đẩy, nói tôi thì không sao, nhưng cái xe đó thì không được tốt lắm. Ngưu Văn Cường cười khổ, nói con mẹ nó, sao tôi lại quen với loại bằng hữu xui xẻo như vậy nhi, chiếc xe Toyota đó còn mới 70% mà cậu làm cho nó dở trông vô cùng thê thảm. Chẳng trách người ta thường nói, xe và gái là tuyệt đối không thể cho mượn. Trương Dương cười nói, nhìn bộ dạng keo kiệt bùn xỉn của cậu kia, tiền sửa xe tôi trả, ông đây sau này không có loại bạn bè như cậu nữa mắng thì mắng nhưng trong lòng thì vẫn thấy ấm áp. Nhiều bạn tới thăm như vậy, Trương Dương đương nhiên phải chiêu đãi hắn chi vào kim mãn đường ở đối diện, nói, đi nào, trưa nay tôi mời khách. Ánh mắt của Ngưu Văn Cường động lại trên người Chu Hiểu Vân, vừa vào cửa là hắn đã chú ý tới người ta rồi, hắn nho nhã lễ độ đưa tay ra, nói, xin chào tiểu thư, tôi tên là Ngưu Văn Cường, là bạn tốt nhất của Trương Dương, cô là đồng sự của trưởng phòng Trương phải không? chu hiểu vân bị bộ dạng cố giả vờ nhã nhận của hắn chọc cười trưởng phòng trương là sếp của chúng tôi vậy chúng ta chính là bạn bè rồi trưa nay có thể vui lòng cùng chúng tôi đi ăn chưa không trương dương thực sự là không chịu nổi hành vi giả vờ giả vịt của thằng ôn này anh nghiêu anh cho dù có giả vờ thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là bộ dạng bị ổi thôi chu hiểu vân gọi ba người bọn họ cùng nhau đi ăn cơm đi trưa nay ông chủ nghiêu mời khách nghiêu văn cường phẫn nộ nói cái gì Đại lão ta đây từ Xuân Dương xa xôi tới thăm cậu, tại sao mà tôi lại phải mời khách? Cậu không phải là muốn mời Chu Hiểu Vân ư? Chúng tôi cho cậu cơ hội này. Tinh khí của Chu Hiểu Vân cũng rất vui vẻ, "Sếp à, anh ta nếu cho tôi một viên đạn bọc đường thì sao đây?" Vậy thì cô bỏ đường ra, còn đạn thì trả lại cho hắn. Nói thì nói vậy, nhưng với tính tình khẳng khái của Trương đại quan nhân thì đương nhiên sẽ không để đám bạn bè từ xa tới thăm mình này phải trả tiền kim mãn đường thuộc tập đoàn thịnh thế hắn có quyền ký biên lai sau khi rất tiêu sái ký biên lai trương dương dưới sự vây quanh của mọi người đi ra khỏi kim mãn đường vừa ra khỏi cửa lớn hắn liền cảm thấy có một người đang nhìn mình nói một cách chính xác thì đây là một vị tăng nhân một vị tăng nhân trung niên mặc tăng y bằng vải bông màu xám thân hình của ông ta trung đẳng mặt mũi sáng sủa ánh mắt thâm thúy trông quả thật có mấy phần bộ dạng cao tăng đắc đạo đứng ở trước cửa kim mãn đường mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Loại ánh mắt không kiêng nể gì ai đó khiến Trương Dương cảm thấy không được thoải mái. Tăng nhân này tay cầm một cái bát sắt, trong bát sắt còn có một ít tiền xu, nhìn trông có vẻ là một hòa thượng tha phương đi khắp sang hồ. Cảm giác đầu tiên của Trương Dương chính là người ta muốn tìm hắn hóa duyên Trương Đại Quan Nhân đối với người xuất gia luôn rất khẳng khái, từ trong túi móc ra 10 đồng đặt vào trong bát sắt, đang chuẩn bị bỏ đi thì lại nghe thấy tăng nhân đó nói, ai di đà Phật, xin thí chủ dừng bước. Trương Dương dừng bước, mỉm cười nói, vị đại sư nạp có chuyện gì vậy? Tăng nhân đó nói, ta quan sát giữa chán thí chủ khí sắc dồi dào, thực sự có tướng đại phú đại quý, ánh mắt lại hiền hòa, ra tay khẳng khái, có lòng cứu tế thế nhân, song giữa chán thí chủ lại bị bao phủ một tầng khí đen mờ mờ, chắc hẳn là vừa trải qua chuyện không may có dính tới máu me, ta thấy điều không may này vẫn chưa qua đâu. Đỗ Phú Phong và Khương Lượng đều đồng thời bật cười, hai người bọn họ đều là cảnh sát, từng thấy rất nhiều loại giang hồ thuật sĩ này, cũng hiểu rõ mánh khóe của bọn người này, sau khi chọn được mục tiêu, trước tiên khen ngợi một hồi, đợi khi bạn mắc bẫy rối, lập tức xẻ đổi giọng, nói ra rằng bạn có tai kiếp, và kết quả cuối cùng chính là khiến bạn móc tiền ra, nói trắng ra là trò bịp bợm để lừa tiền. Trương Dương cùng cười cười, tai nạn liên quan tới máu me thì tăng nhân nói chuẩn rồi, nhưng bộ dạng này của mình, phàm là kẻ không ngủ chắc đều có thể nhìn ra. Thế là không để ý tới ông ta nữa, tiếp tục tiến về phía trước, tăng nhân đó từ phía sau đuổi tới. Nói, thi chủ, thí chủ còn trẻ tuổi, tiền trinh như cầm, kiếp nạn này nếu không được phá giải, e rằng mọi việc sau này đều không được thuận buồm xuôi gió đâu. Triệu tân vĩ nghe không nổi, chừng mắt lên mắng, người xuất ra như ông nói chuyện tích chút khẩu đức có được không? Muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng luôn ra đi. Tăng nhân đó thở dài, nói, thí chủ sao lại nói vậy, người xuất ra lấy từ bi làm gốc, công danh phú quý đối với chúng ta mà nói chi chẳng qua là mây khói phù du mà thòi. Nghiêu vãn cường bực mình bảo, thôi xin bố, tôi thấy ông là giang hồ bịp bợm thì đúng hơn, muốn lừa tiền thì tìm người khác đi, chọc tôi điên lên là tôi đập ông đấp. Trương Dương đột nhiên linh cơ thoáng động, hắn ngăn Nghiêu văn cường lại, mỉm cười nói với tăng nhân đó, đại sư, ông đã thần kỳ như vậy thì xin giúp tôi xem phong thủy cho cục du lịch nhé, được không? Tăng nhân hơi ngây người, không biết trương dương sao đột nhiên lại cao hứng muốn xem phong thủy tăng nhân này chính là một hòa thượng tha phương ông ta nhìn thấy trương dương đi khập khiễng là trung tâm được mọi người vây quanh quần áo gọn gàng vừa nhìn đã biết chính là loại người có thân phận địa vị cho nên mới có ý định lừa tiền có điều đám người trương dương này đều là những người tinh minh tăng nhân nói được hai câu liền cảm thấy muốn lừa tiền của họ có chút khó khăn đã bắt đầu có ý định rút lui nhưng đúng vào lúc này trương dương lại chủ động mời ông ta xem phong thủy Kỳ thực xem tướng và xem phong thủy bình thường có quan hệ không nhiều tới Phật môn, đó là phạm vi nghề nghiệp của đạo gia, có điều Phật đạo trải qua nhiều năm phát triển như vậy, trong rất nhiều lĩnh vực cũng có giới hạn mơ hồ. Bách tính bình thường càng không minh bạch, tăng nhân đó theo trương dương tới ngoài cửa lớn cục du lịch, giả vờ giả việt nhìn ngó ngắm nghĩa, kỳ thực ông ta còn có một chiếc la bàn, có điều biết rằng bọn trương dương là hạng tinh minh. Cho nên cũng không dám lấy ra để làm xấu mặt, nhìn một lát, ông ta trầm ngâm không nói gì, thuật phong thủy ông ta ít nhiều gì cùng hiểu được một chút, có điều phong thủy của cục du lịch quả thật là không có khuyết điểm nào lớn cả. Xe Lincoln của bọn họ bị sạp hàng ở phía trước cản đường, lái xe bực bội bấm còi. Trần Lão Đại ưỡn bụng bước tới, nhìn chiếc xe Lincoln với vẻ đầy hâm mộ, lúc này mới nhìn thấy Trương Dương ngồi ở ghế sau, từ sau khi Trương Dương bồi thường, mâu thuẫn giữa hai bên đã được giải quyết, quan hệ của hai người cùng hòa hoãn hơn nhiều. Trần Lão Đại tươi cười nói, trưởng phòng Trương, anh đợi cho một chút tôi dẹp đường cho anh đây tô tiểu hồng nhíu mày với vẻ chán ghét nói cái đám tiểu thương đáng ghét này đường vốn thông thoáng lại bị bọn họ lấn chiếm bộ ngành liên quan của thị lý không thể nào quản được à trương dương nói với vẻ tràn ngập lòng tin yên tâm đi qua mấy ngày nữa con đường nạp sẽ thanh tịnh trở lại tô tiểu hồng không biết hắn vì sao lại dám chắc như vậy lắc đầu nói trong lịch sử của giang thành chúng ta không thiếu điêu dân dân không đấu được với quan nhưng quan sợ nhất là cái gì, chính là điêu dân đó. Tôi thấy trưởng phòng trương cùng chẳng làm gì được họ đâu. Phương Văn Nam nói, người ta nói là mùng 1, 15 không ra khỏi cửa, cho nên chúng ta dứt khoát tới Đông Giang qua Tết Ngu Viên Tiêu đi. Có điều như vậy sẽ làm chậm chế việc anh đoàn viên với gia đình đấy. Trương Dương vốn cũng không định quay về Xuân Dương ăn Tết. Dương Thủ Nghĩa bị song quy, Tần Thanh cũng bận rộn chính vụ của Xuân Dương nên không thể phân thân, lại thêm vào dịp năm mới vẫn chưa tới bái phỏng cố Doãn Chi, lần này tới gặp cố gia Đồng, đồng thời vừa hay cũng có thể đến gặp vị đại lão của Bình Hải này một lần. Khi đi tới trạm xe lửa, Trường Dương đột nhiên lưu ý tới một bóng hình xinh đẹp hoàn mỹ, tóc đen xóa ngang vai, áo bành tô màu xanh sẫm, eo thon nhỏ, từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc của cô ta bay bay, bồng bềnh như tơ lụa, cái cổ trắng ngần như ngọc lúc ẩn lúc hiện. Khi xe đi qua người cô gái đó, trương dương lúc này mới xác định cô gái đó không ngờ là trần tuyết hắn vội vàng bảo lái xe dừng xe lại trương dương đẩy cửa bước xuống trần tuyết tuy ở trong dòng người đang đi lại như mắc cửi xong vẫn lộ ra vẻ nổi bật hơn người mắt của cô ta hư vô và mờ ảo giống như là không thuộc trần thế hỗn độn này đôi mắt trong sáng tuy trong vắt thấy cả đáy nhưng lại khiến người ta cảm thấy thần bí khó đoán không thể nắm bắt được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của trương dương hiện ra trước mặt mình vẻ mặt của trần tuyết vẫn phẳng lặng như nước hồ ngày thu nhẹ nhàng nói trương dương chào anh giọng nói bình tĩnh giống như đang hỏi thăm người bạn thường ngày vẫn hay gặp nhau vậy ở trước mặt trần tuyết trương đại quan nhân không khỏi mất tự chủ mà sinh ra một loại cảm giác mất tự nhiên hắn cười nói đã lâu rồi không gặp sao vẫn chưa khai giảng à trần tuyết nói mẹ tôi bị bệnh cho nên tôi xin nghi vài ngày nữa sẽ quay lại bắc kinh có cần tôi giúp gì không trần tuyết lắc đầu nói cảm ơn cũng sắp xuất viện rồi tôi tới bạch thảo đường lấy cho bà ấy ít thuốc buổi sáng thì về cảm giác mà trần tuyết tạo cho trương dương luôn có một loại cự ly không thể nào kéo gần lại được mỗi lần nói chuyện cùng cô ta không quá hai câu là sẽ trở nên tẻ nhạt điều này khiến trương đại quan nhân cảm thấy rất buồn chán cô bé nạp giống như là một khối băng vậy bất kể là gặp nhiệt độ ra sao cô ta đều vẫn giữ mình cự tuyệt không để hòa tan đối diện với Trương Dương thậm chí còn chẳng buồn lộ ra một chút thân thiết và tình cảm ấm áp nào. Có cần tôi đưa đi không? Trương Dương nói khẽ. Không cần, bạn anh đang đợi kìa, mau đi đi. Ánh mắt của Trần Tuyết nhìn về phía chiếc xe Lincoln ở bên cạnh. Tô Tiểu Hồng từ trong xe thò mặt ra, cười thân thiện với Trần Tuyết, nhưng lại không nhận được sự đáp trả của Trần Tuyết, biểu tình ở trên mặt cũng biến thành có chút xấu hổ. Trương Dương gật đầu, hắn khập khiếng bước lên xe, đóng cửa lại, nhưng phát hiện Trần Tu Vết sớm đã bước vào trong dòng người, lúc này Trần Tuyết mới nhớ tới bộ dạng khập khiếm của Trương Dương, không ngờ lại chưa hỏi thăm lấy một tiếng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mất mát, nhưng cô ta lại không khỏi tự hỏi lại mình, người ta vì sao phải hỏi thăm mình, có quan hệ gì với mình chứ? Tô Tiểu Hồng Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói cô gái này xinh đẹp quá, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác quá lạnh lùng, cô ta không biết cười à. Sau đó rất hiếu kỳ ghé sát vào Trương Dương nói, là bạn gái của anh à. Trương Dương cười khổ, nói tôi nói nè chị Tô à, tôi nào có nhiều bạn gái như vậy đâu, nói kiểu của chị, có phải cứ là con gái xinh đẹp thì đều có chút ám muội với tôi ư? Tô Tiểu Hồng không ngờ lại gật đầu khẳng định, đúng vậy. Đúng vậy. Phương Văn Nam ngồi ở ghế trước không khỏi bật cười ha hả. Bí thư hu viện ủy huyện Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa cuối cùng cũng hiểu rằng sĩ đồ của mình đã được đánh dấu chấm hết, hắn đã không thể chờ mình được nữa rồi, tổ công tác của Ủy ban kỷ luật đã chĩa đầu mâu lên vấn đề mỏ trương ngũ lâu, hiện tại đã bắt đầu thanh tra sổ sách tài vụ của mỏ trương ngũ lâu rồi. Thị trưởng Giang Thành Lê Quốc Chính đã chủ động khai báo rằng hắn ở mỏ trương ngũ lâu có 50% cổ phần, mỗi năm đều được chia lợi ích rất lớn. Dương Thủ Nghĩa trên vấn đề mỏ trương ngũ lâu vẫn cố kiên trì, một nhân vật then chốt khác của sự tình là em trai hắn, Dương Thủ Thành, sau khi hắn bị song quy đã lập tức đào tẩu không lâu sau khi Dương Thủ Nghĩa bị song quy, một chu vện khác cũng nổi lên mặt nước, tai nạn mỏ phát sinh vào năm ngoái đã bị vạch trần, lúc đó số người tử vong không phải là ba người mà là 13 người, chuyện báo cáo láo về chân tướng của tai nạn là cực kỳ ác liệt. Dương Thủ Nghĩa đã đẩy chuyện này lên người thị trưởng Lê Quốc Chính. Điều mà hắn nói cùng là sự thực, năm đó đích xác là hắn đã báo cáo cho Lê Quốc Chính. Lê Quốc Chính ngấm ngầm đồng ý với cách làm che giấu số người chết chân thực trong tai nạn, trong lòng Dương Thủ Nghĩa vẫn tồn tại một tia hy vọng, hy vọng này tới từ những người ngầm nắm cổ phần của mỏ than đá Trương Ngũ Lâu, người nhận được lợi ích từ mỏ than đá không phải chỉ có một mình Lê Quốc Chính, trong số những lãnh đạo của Giang Thành còn có người biết chuyện này, còn có người nhận được lợi ích từ trong đó. Dương Thủ Nghĩa hy vọng những người này có thể nhảy ra bảo vệ mình, còn nếu như người ta bất nghĩa với hắn, vậy thì cũng đừng trách hắn bất nhân. Hứa Thường Đức phụ trách vụ án của Lê Quốc Chính, sau khi hành vi tham ô của Lê Quốc Chính được nghiệm chứng rõ ràng, hứa thường Đức lại cảm thấy sợ hãi, miệng của Lê Quốc Chính quá lớn, sự ác liệt của hành vi bản thân hắn cũng không ngờ tới, rất nhiều chuyện mà Lê Quốc Chính làm, hắn không hề biết, nhưng một bộ phận hứa thường Đức lại rõ, ví dụ như báo cáo láo chuyện tai nạn ở mỏ trương ngũ lâu, chính miệng Lê Quốc Chính thông báo cho hắn, lúc đó hắn còn đảm nhiệm trước bí thư thị ủy Giang Thành, sắp tới Đông Giang đảm nhiệm trước tỉnh trường tỉnh Bình Hải. Giả như truy cứu tiếp chu viện này, cuối cùng nhất định cũng sẽ tra tới hắn. Hứa Thường Đức rất sợ hãi, hắn đột nhiên có một loại cảm giác mua dây buộc mình, nếu như lúc đó hắn quả quyết đối với sự kiện tai nạn mỏ hơn một chút, vậy thì quyền chủ động sẽ được nắm trong bàn tay hắn, cũng sẽ không có khốn cảnh ngày hôm nữa AV. Nguyên nhân căn bản tạo thành sự phức tạp này chính là đại lão của Bình Hải không phải là hắn. Cố Doãn chi một mực không bỏ qua việc đàn áp hắn, chuyện này khẳng định sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để Cố Doãn chi chèn ép mình vụ án của Lê Quốc Chính quá nghiêm trọng, căn cứ vào những chứng cứ mà hiện tại nắm được, trên cơ bản đã có thể xác định hắn ít nhất là tù trung thân. Loại kết quả này, đối với Lê Quốc Chính mà nói thì có nghĩa là có thể bất chấp tất cả, cái gì cũng đều có thể khai ra hết, hắn sẽ kéo tất cả những việc hoặc là người có liên quan ra, Dương Thủ Nghĩa bị bắt đã chứng minh điểm này. Hứa thường Đức hiểu rằng, con người một khi đã ở vào tình cảnh tuyệt vọng, vậy thì sẽ bất chấp tất cả, Lê Quốc Chính đã tuyệt vọng rồi, hứa thường đức trước đây một mực đề phòng hắn, tin rằng Lê Quốc Chính không có năng lực đánh ngã mình, nhưng Dương Thủ Nghĩa bị song quy lại khiến hứa thường đức cảm thấy sợ hãi. Tuy đến giờ Dương Thủ Nghĩa vẫn chưa nói gì, đó là bởi vì trong lòng hắn còn tồn tại một tia hy vọng, một khi tia hy vọng này sụp đổ, e rằng hắn sẽ không giữ được miệng của mình nữa. Cố doãn chị bị chọc giận rồi. Một bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương nho nhỏ không ngờ lại to gan đi báo cáo láo tình hình tai nạn ở mỏ, 10 mạng người dưới sự phối hợp của bọn chúng đã biến thành vô hình, bọn chúng đặt công lý ở đâu chứ, đặt nỗi khổ của nhân dân ở đâu hả? Càng khiến ông ta phẫn nộ hơn là, chu viện này không chỉ liên quan tới một người, từ dưới lên trên, mỗi một bộ ngành có liên quan đều ra sức che giấu chu viện này, lừa dưới dối trên, thói xấu thường thấy nhất trong quan trường qua các thời kỳ của Trung Hoa. Ở Bình Hải, dưới sự quản lý của ông ta lại được phát huy một cách triệt đề. Cố Doãn Chi phẫn nộ vỗ mạnh lên bàn làm việc, nói gan to tài trời. Mười mạng người, bọn chúng vung bút một cái là không còn nữa. Cho rằng mình là ai? Là Diêm Vương à? Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tăng Lai Châu vẻ mặt đều trầm trọng. Bọn họ cũng biết rằng, chu viện xảy ra ở Giang Thành này càng điều tra thì càng thấy lớn. Chuyện báo cáo láo nhân số tử vong trong tai nạn ở mỏ than phải điều tra tới cả hứa thường Đức, tỉnh trưởng đương nhiệm và cũng là tiền bí thư thị ủy thành phố Giang Thành. Tăng Lai Châu nói, bí thư cố, nguyên nhân chân chính của việc báo cáo sai nhân số tử vong trong tai nạn mỏ là đội ngũ cán bộ của chúng ta sợ phải gánh trách nhiệm, bọn họ sợ sau khi chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng tới sĩ đồ của mình. Cố Doãn Chi cười lạnh, nói, đơn giản như vậy thôi ư, tôi đã đọc qua tư liệu của mỏ trương ngũ lâu rồi, cái mỏ than đá nho nhỏ này nằm ở bên cạnh mỏ than đá quốc gia Hồng Thạch Cốc, tài nguyên mà bọn họ nói là khai thác đều thuộc Hồng Thạch Cốc, thuộc tài ngu viên quốc gia của chúng ta, Lê Quốc Chính, tên thị trưởng Giang Thành này không ngờ lại nắm 50% cổ phần của Trương Ngũ Lâu, điều này đại biểu cho cái gì? Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lấy quan viên Lê Quốc Chính làm chủ, bọn sâu mọt này cướp đoạt tài phú quốc gia của chúng ta một cách đáng xấu hổ, bọn chúng là cường đạo, là kẻ trộm. Đồng chí Lai Châu, Phạm là người có liên quan tới mỏ Trương Ngũ Lâu, lần này đều phải điều tra tới cùng cho tôi, tôi quyết không cho phép một con sâu mọt nào được lọt lưới. Tăng Lai Châu vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu, hắn tựa hồ như còn lời muốn nói nên lộ ra vẻ do dự. Cố Doãn Chi sau khi xả xong, tâm tình tựa hồ như bình phục lại một chút, quay về ghế ngồi xuống, uống một ngụm trà, nói, Lai Châu, anh hình như còn gì đó muốn nói, nói ra đi. Tăng Lai Châu nói, bí thư cố, bộ ngành liên quan tới mỏ than đá chưa ngũ lâu quá nhiều, nếu như chúng tôi phải tra hỏi mỗi người, ước chừng con số cán bộ bị chuyện nạp liên lụy sẽ rất kinh người, có một số người là chủ động báo cáo sai, mà có một số người thì bất đắc dĩ bị kéo vào trong, cho nên. Cố doãn chi hiểu ý của Tăng Lai Châu, ông ta nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói anh là kiến nghị bắt lớn bỏ nhỏ. Tăng Lai Châu gật đầu, nói không sai, chuyện tai nạn ở mỏ nếu phải dò tới căn nguyên, dò tới mắt xích chủ chốt quyết định việc báo cáo sai. Cố Doãn Chi nhìn Tăng Lai Châu với ánh mắt khen ngợi, chuyện này cứ án chiếu theo ý của cậu mà làm đi, có điều vấn đề cổ phần của Mỏ Trương Ngũ Lâu nhất định phải tra rõ cho tôi, phàm là quan viên có dính tới hành vi tham ô, tuyệt không thể buông tha. Tăng Lai Châu nói, trong những nhân vật có liên quan tới Mỏ Trương Ngũ Lâu còn có Dương Thủ Thành, em trai của bí thư hu viện ủy huyện Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa, những sự vụ cụ thể đều là hắn phụ trách. Đáng tiếc, chúng tôi làm việc bất lực, người này sau khi nghe thấy phong thanh đã chạy mất rồi. Cho nên hiện tại chỉ có thể bắt đầu từ Dương Thủ Nghĩa, mà miệng của Dương Thủ Nghĩa thì lại rất kín đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lê Quốc Chính, cho nên việc điều tra của chúng ta tạm thời đang ở trong giai đoạn đình trệ. Cố Doãn Chi lạnh lùng nói, nghĩ biện pháp khiến hắn mở miệng đi. Di động của Cố Doãn Chi đột nhiên gieo chuông, là con gái Cố Dưỡng Dương của ông ta gọi, cô ta là nhắc nhở cha mình chiều nay đừng quên bữa cơm đoàn viên, tối hôm nữa về Cố Giai Đồng đã đặt chỗ ở vọng giang lâu, cả nhà tới đó ăn cơm. Cố Doãn Chi mỉm cười đáp ứng. Cố gia đồng không hề biết Trương Dương vào 15 tháng riêng sẽ tới Đông Giang. Trên đường, Trương Dương cũng không gọi điện thoại cho cô ta, sau khi tới Đông Giang, trước tiến vào ở tạm tại khách sạn quốc tế mà Phương Văn Nam đã an bài từ trước, Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng không sống ở đây. Phương Văn Nam ở Đông Giang có nhà, hắn sỡ dĩ an bài cho Trương Dương sống một mình ở đây là bởi vì để mọi người đều được tiện lợi, nhằm tránh xấu hổ vì một số việc riêng. Vết thương của Trương Dương lành rất nhanh, ba chỗ chúng đạn đã mọc ra non, thương thế ở vai trái và tay trái trên cơ bản đã lành lại, vết thương ở chân phải là sâu nhất, e rằng vẫn phải cần mấy ngày, nhớ tới trận quyết chiến sinh tử với Trần Tường nghĩa đó. Trương Dương cũng không khỏi có chút xấu hổ, Nga, đó ở đập nước, hắn bởi vì sợ ý mà suýt chút nữa chết dưới súng của đồng bạn của Trần Tường Nghĩa. Hắn tuy có một thân võ công cao thâm, nhưng ở thời đại này cũng không thể nói là vô địch, quyền đấu có nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không so sánh được với tốc độ của đạn, cho dù là cương khí hộ thể cũng không cản được súng, sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn. Cẩn thận tắm giữa một trận, Trương Dương nằm trên giường gọi điện thoại cho Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng nhận được điện thoại của Trương Dương còn cho rằng là hắn đang ở Giang Thành, khi cô ta biết Trương Dương đã tới Đông Giang, thật sự là vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, oán trách anh tới Đông Giang vì sao không gọi điện cho em, để người ta còn chuẩn bị. Trương Dương cười nói, chuẩn bị cái gì? anh lúc nào cũng chuẩn bị hiến thân cho em mà. Cố Gia Đồng quát khẽ, đừng có nói linh tinh, anh đang ở đâu? Trương Dương nói tên khách sạn mà mình đang ở cho cô ta, khách sạn này rất gần vọng Giang lâu mà Cố Gia Đồng tối nay ăn cơm. Cố Gia Đồng thấy thời gian vẫn còn sớm, liền nói, em xử lý xong việc trong công ty, buổi tối còn phải cùng ba ba ăn cơm, đợi ăn tối xong em sẽ gọi điện cho anh nhé. Trương Dương nghe thấy cô ta nói vậy, khó tránh khỏi có chút thất vọng, ừ một tiếng bảo cố giai đông trước tiên cứ làm việc đi đã rồi gác điện thoại. Nhưng không quá 10 phút, chuông cửa phong hắn vang lên, Trương Dương đứng dậy mở cửa, phát hiện cố giai đồng thân mặc áo bảnh tô ra màu lam đứng ở ngoài cửa, hắn ta có chút giật mình, không biết cố giai đồng sao lại đến nhanh như vậy. Không đợi Trương Dương có phản ứng, cố giai đồng đã lao vào trong lòng hắn. Trương đại quan nhân phát ra một tiếng rên cực kỳ đau khổ, hắn còn chưa kịp giải thích thì cố giai đồng đã giống như một con báo cái đẩy hắn ngã xuống giường trương đại quan nhân lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay ở dưới loại tình huống này phải gào lên một tiếng nhẹ một chút đau cố giai đồng lúc này mới để ý đến vẻ mặt đau đớn của trương dương hốt hoảng từ trên người hắn bỏ dậy quan tâm hỏi sao thế anh trương dương nhíu mày nói hai ngày trước bị thương nhẹ ái ôi cố giai đồng nằng nặc đòi kiểm tra vết thương của hắn Trương Dương bất lực chỉ đành để mặc cho cô ta cởi áo của mình, hai vết sẹo màu đỏ trên vai trái và tay phải vẫn nhìn thấy mà phải giật mình. Cố Giai Đồng nhìn thấy vết thương của hắn, nước mắt lập tức trào ra, run giọng nói: "Chuyện gì vậy? Đây giống như là, là vết thương do trúng đạn." Cố Gia Đồng hoa dung thất sắc, cô ta đoán rằng Trương Dương nhất định gặp phải nguy hiểm liên quan tới sống chết, có điều thằng ôn này vẫn rất thản nhiên mỉm cười: "Không sao đâu, sắp khỏi rồi." Cởi quần ra, cố giai đồng dùng ngữ khí không thể chống đối ra lệnh trương dương không khỏi bật cười cố giai đồng đã cởi quần của hắn nhìn thấy vết sẹo trên chân phải của hắn cố giai đồng không thể nén nổi sự chua sót trong lòng hai hàng nước mắt tí tách rơi xuống vết thương của trương dương mát lạnh đau không trương dương lắc đầu ngón táp của cố giai đồng nhẹ nhàng ve vuốt vết sẹo trên chân trương dương cô ta là đau lòng vì trương dương nhưng không ngờ dưới sự ve vuốt của mình chỗ đó của trương dương đột nhiên trào cờ dài đồng, anh muốn. Cố dài đồng mặt lập tức đỏ bừng nhìn Trương Dương, cắn cắn môi, nói anh bị thương rồi. Chỗ đó của anh không bị thương, Trương Dương vẫn rất cố chấp, nói khẽ bị thương nhẹ không ảnh hưởng gì tới việc ân ái đâu. Đồ chết giấm, cố dài đồng bật cười, cô ta dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên ngực Trương Dương, đẩy Trương Dương ngã xuống giường, dùng tay nắm lấy bộ phận đang cương cứng của hắn, ôn nhu nói anh không được động đẩy. Cô ta vắt tóc sang một bên, chán từ từ hạ xuống. Tiếng chuông điện thoại khiến cố dài đồng từ trong mộng tỉnh lại, bắt máy lên nghe, thì ra là em gái cố dưỡng dưỡng gọi tới, thì ra cô ta đã đến vọng giang lâu, phát hiện chị mình vẫn chưa tới. Cố dài đồng gác điện thoại, vội vàng từ trong chăn bỏ ra. Trương Dương mỉm cười nhìn thân thể trần chuồng của cô ta. Cố dài đồng đỏ mặt, nói, đều tại anh cả, giày vò em mệt như vậy, không ngờ lại ngủ quên mất. Trương Dương cười nói, giày vò thì cùng là em giày vò, anh nghe lời em, có động đập đâu. Còn nói nữa, cố dài đồng vừa mặc quần áo vừa bước tới thò tay ra véo tay hắn, nhưng bị Trương Dương kéo xuống giường, dùng sức hôn lên môi cô ta. Cố dài đồng khó khăn lắm mới dẫy ra được, hụt hơi thở hổn hển nói, không được, ba em lần này cùng tới, em có rất nhiều việc còn chưa kịp thu xếp. Trương Dương nhìn đồng hồ, mới 5 giờ. Cố dài đồng tới phòng tắm soi gương trang điểm lại, nói anh tối nay có việc gì không? Đợi em gặp gỡ người nhà xong sẽ gọi điện thoại cho anh. Trương Dương vừa mặc quần áo vừa trả lời, năm rưỡi là Phương Văn Nam sẽ đến đón anh, bọn anh cùng nhau ăn Tết, đúng rồi, chốc nữa anh cũng đón em gái anh đi, nhưng sẽ chơi muộn một chút, em xong việc bên nhà em thì tới ăn chung. Được, cố dài đồng trang điểm xong, tới bên cạnh Trương Dương, thâm tình hôn lên mặt hắn một cái rồi vội vã bước ra cửa khi cố giai đồng vừa lái xe lao ra khỏi bãi đỗ xe của khách sạn vừa hay đi ngang qua chiếc xe lincoln của phương văn nam phương văn nam đương nhiên nhận ra biển số xe của cố giai đồng không khó lưu ý nhìn tô tiểu hồng hỏi khẽ nhìn gì vậy phương văn nam cười nói xe của cố giai đồng tô tiểu hồng quay người lại nhìn không khỏi bật cười tên trương dương này thật đúng không phải là kẻ tốt lành gì một chút thời gian như vậy mà cũng tranh thủ hẹn hò với người ta Phương Văn Nam cười nói, đây chính là bản sự của hắn đấy, có thể khiến cố đại tiểu thư coi trời băng vung phải bôn ba như vậy cũng chỉ có hắn. Tiểu Hồng, chuyện này đừng có nói linh tinh, chuyện riêng của người ta, chúng ta không tiện can dự vào. Tô Tiểu Hồng trợn mắt lườm hắn, nói, hèn chi anh lại an bài cho hắn ở khách sạn, thì ra là sợ làm cản trở chuyện tốt của người ta. Tay của Phương Văn Nam vỗ vỗ lên ngực cô ta, nói cũng sợ làm cản trở chuyện tốt của chúng ta. Phương Văn Nam đặt chỗ ở Ngô Việt, sau khi bọn họ đón Trương Dương, trực tiếp đi tới Ngô Việt. Khi bọn họ tới nơi triệu tính đã nhập học đang đợi ở Ngô Việt nửa tiếng rồi. Thấy Trương Dương khập khiếng bước vào gian, triệu tính cũng thân thiết chạy ra đón, lúc trước vốn định trách hắn đến muộn, nhưng giờ thì đã quên mất rồi, anh, anh sao vậy? Sái chân, không sao đầu, cảm giác được người ta quan tâm thực sự là rất thoải mái, trong lòng Trương Dương thấy vô cùng ấm áp chương 133, lửa giận. Người chủ của nhà hàng Ngô Việt là bạn cũ của Phương Văn Nam, bởi vì Phương Văn Nam ăn Tết ở đây, cho nên đặc biệt dẫn cả vợ tới đây gặp nhau, món ăn buổi tối lấy tự điển món ăn sông hoài làm chủ, thanh đạm dễ ăn. Triệu tính cả buổi tối rất ít nói chuyện, một là không quen thân với những người này, hai là giống như có tâm sự, vẻ mặt thất thần. Trương Dương nhìn ra sự khác lạ của cô ta, liền hỏi khẽ tiểu tính, buổi tối còn có hoạt động à? Triệu Tĩnh gật đầu, nói, hẹn đi xem đèn với bạn học. Sau khi nói xong thì mặt hơi đỏ. Lên, Trương Dương đoán rằng 89 phần 10 là hẹn với Đinh Bân rồi, có điều con gái sớm muội gì cũng sẽ yêu đương, người làm anh như hắn cũng không tiện hỏi quá nhiều, liền nói khẽ em ăn một bát bánh nguyên tiêu đi đã rồi hắn đi. Triệu Tĩnh vâng một tiếng, nhưng lại nói em không đói. Trương Dương nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của cô ta, biết rằng ở lại đây thì cũng như bị dần vặt cười nói em đi đi nhớ là đừng có về trường quá muộn đấy em biết rồi phương văn nam bảo lái xe dưa triệu tĩnh đi tô tiểu hồng cười nói con gái lớn rồi làm anh trai cũng chẳng quản được đâu tâm tư của đàn bà ở phương diện này vô cùng mẫn cảm cô ta sớm đã nhìn ra triệu tĩnh tối nay tâm tư đều không đặt ở đây trương dương thở dài nói xã hội hiện tại phức tạp tôi luôn lo lắng nó gặp phải kẻ xấu viên ba nói trưởng phòng trương anh hiện tại còn chưa kết hôn, đợi sau khi anh kết hôn, có con rồi thì chuyện phiền lòng càng nhiều hơn, có lo mãi cũng không hết. Phương Văn Nam nói với giọng đồng cảm, con trai tôi là kẻ chẳng ra gì, cả ngày không lo chính nghiệp, tôi không biết cho nó làm gì mới tốt. Phương Hải Đào, con trai của Phương Văn Nam Trương Dương đã từng lĩnh giáo, thằng hôn đó quả thực là nhị thế tổ chẳng ra gì. Mấy người đang nói chu viện thì cố gia đồng bước vào, bữa tiệc gia đình của cô ta được tiến hành rất nhanh. Mọi người đều đứng dậy nghênh đón, lúc trước đã nhường sẵn vị trí ở bên cạnh Trương Dương cho Cố gia đồng rồi. Cô ta ngồi xuống, cười nói, tôi ăn no rồi, chỉ là tới gặp mặt với ông chủ Phương thôi. Phương Văn Nam cười thầm trong lòng, cô không phải là tới gặp mặt tôi, lấy cớ để hẹn với tình lang thì đúng hơn. Viên ba khẳng khái nói, Phương tiểu thư muốn ăn gì thì cứ nói đi. Giới kinh doanh của Đông Giang không ai là không biết danh tiếng của đại tiểu thư của Cố gia có thể có cơ hội được ngồi ăn cùng bàn với cô ta là vinh hạnh của hắn. Cố dài đồng lắc đầu, cười nói tôi thật sự là no rồi mà, tới nói với ông chủ Phương hai câu rồi lập tức phải tới công viên ở Hồ Tân Nguyệt xem trăng đèn. Phương Văn Nam cười nói, đã ăn no hết rồi thì chúng ta tới xem trăng đèn đi, nghe nói Hồ Tân Nguyệt trăng đèn đẹp lắm, tôi cũng muốn đến xem sao. Mấy người đỗ xe ở bãi, Phương Văn Nam đột nhiên nhớ tới một chu viện, hỏng rồi, bản kế hoạch của tôi còn chưa làm xong câu này vừa được nói ra, trương dương và cố giai đồng đều hiểu người ta là tìm cơ hội rút lui đây mà. trương dương cười ha ha nói vậy anh mau đi làm đi, tôi đi cùng với cố tổng vậy. cố giai đồng và trương dương tiến vào trong xe đua. trương dương không nhịn được mà bật cười. cố giai đồng nhéo lên mở u bàn tay hắn một cái, mắng yêu cười cái gì. phương văn nam này rất biết nhìn. cố giai đồng khởi động xe nói có lẽ ông ta thực sự có bản kế hoạch cần phải làm hai người tới trước công viên Hồ Tân Ngu Việt, khắp nơi đều là người tới xem trăng đèn, người trên đường đi lại như mắc cửi. Bọn họ khi còn cách Hồ Tân Nguyệt một cây số thì không thể không dừng xe, Trương Dương chân khập khiếng đi lại không tiện. Cố giai đồng ở trên đường thuê một chiếc xe ba bánh, cùng Trương Dương ngồi lên, người lái xe rất quen thuộc với hoàn cảnh khu vực này, dẫn bọn họ tiến vào từ cửa Tây, dòng người ở đây thưa thất hơn một chút, có điều phía xem đèn thì khác hẳn với bình thường. Cố Giai Đồng đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh lần trước, cô ta và Trương Dương vừa xem đèn vừa thảo luận câu đố trong đèn, không ngừng phát ra tiếng cười vui vẻ. Ánh mắt của Trương Dương đột nhiên dừng ở chỗ xa xa, hắn nhìn thấy Triệu Tĩnh ở trong dòng người, cô bé đang ôm tay Đinh Bân cùng nhau ngắm hoa đăng. Cố Giai Đồng thuận theo ánh mắt của Trương Dương mà nhìn, có chút kinh ngạc chớp chớp mắt. Trương Dương nói khẽ "em của anh." Cố Giai Đồng nhìn Triệu Tĩnh ở xa xa, lại nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Trương Dương. Không khỏi bật cười, cô ta ôm lấy cánh tay của Trương Dương, nói: "Sao? Sợ em gái chịu thiệt à? Xã hội hiện giờ phức tạp lắm." cố giai đồng cười nói: "Anh tưởng ai cũng là kẻ hoa tâm như anh à, con gái lớn rồi, anh muốn quản cũng không quản được đâu." Cô ta nhìn cậu con trai đó, thấy có chút quen mặt, nhìn kỹ lại thì mới nhận ra Đinh Bân không ngờ là con trai của Đinh Ngụy Phong, bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, không ngờ Triệu Tĩnh lại tìm con cháu của một vị quan. Cô ta ngẫm nghĩ một chút, Quyết định không nói thân phận của Đinh Bân cho Trương Dương biết. Trương Dương thở dài một hơi, nói, "Bỏ đi, chúng ta quay về đi." Quan tâm quá át sẽ loạn, kỳ thực tâm thái hiện tại của hắn là hết sức bình thường. Nhưng bọn họ lại không hề quay về khách sạn mà Trương Dương đang ở mà tới biệt thự của Cố Gia Đồng ở ven bờ hồ Thu Hà. Hai người ngồi trước lò sưởi, nhìn lửa đỏ cháy rừng rừng ở trong phòng, Cố Gia Đồng đã thay áo ngủ màu hồng nhạt, cuộn tròn ở bên cạnh Trương Dương bình thường ở trước mặt công chúng, cô ta luôn mang cái vỏ bọc nữ cường nhân, chỉ có ở bên cạnh Trương Dương, cô ta mới có thể hoàn toàn buông bỏ tất cả sự tận tâm về kinh doanh, làm một nữ nhân chân chính. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, mỉm cười nói, anh đã giao nhận xong công tác ở đơn vị cũ rồi, sau này trọng tâm công tác của anh sẽ chuyển sang cục du lịch Giang Thành. Cố dài đồng cười nói, loại đơn vị thanh nhàn như cục du lịch không thích hợp với tính tình của anh đâu, Thật sự không biết Lý Trường Vũ vì sao lại an bài cho anh một vị trí như vậy." Trương Dương nói, anh hiện tại vừa mới tới cục du lịch, vẫn chưa quen với tình hình, có điều nghe bọn họ nói, sau này trọng điểm cải cách của Giang Thành là xây dựng thành thị du lịch hạng nhất toàn quốc, cục du lịch cũng sẽ trở thành bộ ngành chức năng trọng điểm. Hắn hiện tại vừa mới tới cục du lịch làm việc, kỳ thực đối với tương lai của mình phải làm gì, có thể làm gì đều vẫn còn rất mơ hồ, chưa có mỏ ra được một manh mối hoàn chỉnh. Cố dài đồng ôm eo Trương Dương, nhẹ nhàng nói, chính cục Giang Thành gần đây rất loạt, em nghe nói tiền thị trưởng Lê Quốc Chính bị bắt rồi, còn dính dáng tới rất nhiều quan viên, đã có không ít người mất chức rồi. Trương Dương đối với việc phát sinh ở bên cạnh vẫn vô cùng quan tâm, hắn hỏi khẽ chuyện này có tiến triển gì mới không? Tình lý định xử trí như thế nào? Không biết, cha em ở nhà rất ít khi bàn chuyện công việc, nói chung là lần này Giang Thành chấn động rất lớn, theo em thấy, cán bộ từ cấp phó sử trở lên sẽ bị mất chức hàng loạt, đối với anh mà nói, có lẽ là một cơ hội tốt. Trương Dương cười nói, anh không có lòng tham không đáy đâu, vừa lên chính khoa, không thể lập tức đưa anh lên phó ban được nữa. Nếu thật sự như vậy, đội ngũ cán bộ của Giang Thành sẽ phải nhìn anh tới đỏ cả mắt mất. Tuy nhiên thằng ôn này trong lòng cũng rất muốn tiến thêm một bước, nhưng hắn cũng hiểu trong khoảng thời gian ngắn muốn lại một lần nữa lên trước là chuyện không hiện thực, trên mặt cố dài đồng hiện lên vẻ không tin. Trương Dương lúc nào lại suy nghĩ tới cảm thụ của người khác chứ, hắn trước giờ đều làm theo cảm tính, đừng nói là đưa hắn lên phó ban, cho dù cho hắn trước thị trường, hắn cũng yên tâm thoải mái mà nhận. Trương Dương nói, đúng rồi, anh lần này tới Giang Thành là mang một ít đặc sản địa phương cho ba của em. Cố dài đồng hiểu rõ ý tứ của hắn, nhỏ giọng nói, em mang đi cho anh nhé, gần đây ông ấy rất bận, cả ngày đều không ở nhà, anh có đến thì ông ấy cũng không có thời gian tiếp anh đâu. Trương Dương gật đầu, nói, việc tranh thầu ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi. Cố Giai Đồng nói, còn có thể thế nào nữa? Chẳng qua là một hình thức mà thôi, bất kể có bao nhiêu người vào vòng trong thì cuối cùng vẫn là cạnh tranh trong ba nhà. Một là tập đoàn phong dụ của Lương Thành Long, hai là tập đoàn thịnh thế của Phương Văn Nam và ba là Vương Học Hải, hắn vừa tìm được một bạn hợp tác mới. Trương Dương ôm lấy vai Cố Giai Đồng, nói có bao nhiêu phần thắng. Cuối tháng mới tiến hành tranh thầu cuối cùng, hiện tại em cũng không dám nói là nắm chắc 10 phần. Hứa thường đức chủ động tìm đến bí thư tinh ủy Cố Doãn Chi, hắn trước tiên thành khẩn kiểm điểm mình về việc biết mà không báo sự kiện tai nạn ở mỏ Trương Ngũ Lâu, sau đó lại biểu lộ sự xấu hổ vì mình trong thời gian nhậm chức ở Giang Thành mà lại không hề phát giác ra mấy vụ án tham ô lớn như vậy của Lê Quốc Chính. Hắn Giang thử xoay chuyển chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn nếu đợi người khác chỉ trích tới mũi mình, chẳng thà tự mình tới xin lỗi trước, như vập có thể bịt miệng người ta trước. Thái độ của cố doãn chi vô cùng hòa ái, điều nạp ít nhiều có chút nằm ngoài suy đoán của hứa thường đức. Hắn vốn cho rằng cố doãn chi sẽ bởi vì chuyện phát sinh ở Giang Thành mà nổi trận lôi đình, tiếp theo sẽ thừa cơ để làm khó mình. Cố doãn chi hờ hững nói, vấn đề được phơi bày luôn tốt hơn là che đậy vĩnh viễn, chúng ta đã có thể phát hiện vấn đề thì có năng lực giải quyết vấn đề. Đồng chí Thường Đức, chuyện của Giang Thành không chỉ tồn tại ở Giang Thành, cũng không chỉ tồn tại trên người cán bộ cá biệt, chuyện này đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ và đội ngũ đảng viên của chúng ta. Chúng ta phải thông qua chuyện này để nhận rõ vấn đề còn tồn tại trong đội ngũ cán bộ quản lý của chúng ta phải ý thức được giải quyết vấn đề mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Hứa thường Đức cảm thấy rõ ràng rằng những lời nói này của cố doãn chi rất vô ích, giống tuyết tới mức không có một chút nội dung có tính thực chất nào, bên trong cũng không nghe ra bất kỳ sự chỉ trích nào đối với mình giống như là ông ta không hề có ý truy cứu trách nhiệm của người lãnh đạo như mình nhưng hứa thường đức có hiểu biết kha khá về tính tình của cố doãn chi hắn dám chắc rằng cố doãn chi tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này để đối phó mình vị đại lão của bình hải này tuyệt không dễ dàng ra tay nhưng đã ra tay là một kích tất chúng ánh mắt của cố doãn chi tuy bình tĩnh hòa hoãn nhưng hứa thường đức lại cảm thấy phía sau sự bình hòa này ẩn tàng sát cơ bước người trong nội tâm của hứa thường đức cảm thấy một tia bi ai hắn đã từng cho rằng giang thành dưới sự kinh doanh của hắn đã trở thành một pháo đài chính trị độc lập ở bắc bộ bình hải là căn cơ chính trị của hắn mà nhiều năm nay cố doãn chi cũng một mực không lộ ra định ý đối với hắn nhưng sau khi hắn được lên chức theo ý nguyện trở thành tỉnh trường tỉnh bình hải mới phát hiện ra rằng cố doãn chi thủy trung đang lặng lẽ mài đao ông ta không phải là không muốn vung ra một đao mà là một mực lựa chọn thời cơ để vung đao cảnh giới tối cao của sát thủ chính là ăn tầng sát khí trong vẻ bình hòa, mà cảnh giới tối cao của chính trị cũng là nội liếm và bình hòa. Sự bình hòa mà cố doãn chi hiện tại đã biểu hiện ra, chính là bởi vì ông ta vẫn đang lựa chọn góc độ vung đao cuối cùng, lựa chọn một đao này nên chém vào bộ phận nào của hứa thường đức. Tia bia ai trong lòng hứa thường đức dần dần chuyển hóa thành một loại phẫn nộ và oán độc, từ khi tới Đông Giang hắn Thủy chung ở vào cục diện bị động chịu đòn, Cố Doãn chi coi mình thành một kẻ yếu đuối không có chút năng lực phản kích. Hứa thường đức hét thầm trong lòng, ta sẽ không cứ vậy mà ngã xuống đâu. Sau vẻ bình hòa của Cố Doãn chi quả thực là ẩn chứa sự bi ai và phẫn nộ, nếu hứa thường đức che giấu việc tai nạn mỏ chỉ là để cố gắng giữ yên bình, sợ làm ảnh hưởng tới sĩ đồ của hắn, vậy thì còn có thể tha thứ được, nếu hứa thường đức cũng dính líu vào như Lê Quốc Chính, vậy thì sự hủ bại của chính đàn Giang Thành đã đạt tới mức khiến người ta căm phẫn rồi Lê Quốc chính chính là một chỗ đột phá, thông qua hắn càng lúc càng nhiều cán bộ bị liên đới, đây là nỗi bất hạnh của Giang Thành, cũng là nỗi bi ai của Giang Thành. Cố Doãn Chi đang đợi một ngày mọi chu viện rõ ràng, ông ta phải thanh toán tất cả với hứa thường Đức. Vào thời khắc bước ra khỏi phòng làm việc của Cố Doãn Chi, hứa thường Đức hơi dừng lại, sau đó ưỡn thẳng lưng, xảy bước ra ngoài. Khi con người ta thấy sợ hãi, thường thường là khi không nhìn rõ mệnh vận tiền đồ của mình hứa thường đứng đã nhìn rõ chuyện này có khả năng sẽ mang tới kết quả xấu nhất hắn ngược lại không sợ nữa khi ở giang thành hắn chính là một cán bộ ngăn cơn sóng dữ qua đây hiện tại vẫn như vậy sau khi tới đông giang hắn môn mực ẩn mình nhưng sự ẩn nhẫn của hắn ở trong mắt cố doãn chi lại trở thành một loại trùn bước một loại yếu đuối hắn sẽ không bó tay chịu trói đâu hắn phải xoay chuyển khốn cảnh trước mắt Người vào vòng tranh thầu đồng cỏ của công ty Bách Hóa Dệt sau cùng tổng cộng có 4 phía, trừ Lương Thành Long của tập đoàn Phong Dụ, Phương Văn Nam của tập đoàn Thịnh Thế, còn có một nhà là tập đoàn Kiến Trúc Đông Ninh Bình Hải, nhà này thuộc tính chất cùng thầu, nhà sau cùng là tập đoàn Đằng Trung của Vương Học Hải, đây là công ty Cảng Tư. Kết quả này cũng nằm trong tình lý, không nằm ngoài dữ liệu của bất kỳ người nào. Sau bài diễn văn dườm già của lãnh đạo các bên, đơn vị đứng ra tổ chức phát giấy thầu cho 4 công ty cuối cùng vào vòng trong, có nghĩa là sự cạnh tranh của bốn công ty từ hôm nay sẽ tiến vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng. Bốn người dẫn đầu của bốn công ty tranh thầu ngồi rất gần nhau. Lương Thành Long ngồi ở giữa Vương Học Hải và Phương Văn Nam, hắn mỉm cười xòe tay ra với hai người, khách khí bắt tay bọn họ rồi nói, "Từ hôm nay mấy người chúng ta trở thành đối thủ cạnh tranh mất rồi." Theo Lương Thành Long thấy, chỉ có Vương Học Hải mới có tư cách thành đối thủ của hắn. Có điều đó cũng là trong quá khứ từ lúc cố dài đồng biểu lộ rõ ràng muốn rút khỏi cuộc tranh thầu, không tiếp tục liên thủ với Vương Học Hải nữa, sức chiến đấu của Vương Học Hải ở trong mắt hắn đã giảm đi nhiều, hiện tại sức cạnh tranh của Vương Học Hải thậm chí còn không bằng tập đoàn thịnh thế, cũng là xí nghiệp địa phương của Bình Hải. Vương Học Hải mỉm cười, nói thị trường trang hoa càng lúc càng chín mùi, thị trường phải có tính cạnh tranh, chúng ta là đối thủ, nhưng không phải là kẻ địch, thông qua lần tranh thầu này hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Lương Thành Long cười nói, Vương Tổng tới Đông Giang đang là muốn cướp chén cơm của xí nghiệp địa phương chúng tôi đây. Vương Ngọc Hải hờ hững nói, Cường Long bất áp địa đầu xa, càng huống chi tập đoàn phong dụ của Lương Tổng đã phong vân hóa rồng. Tôi lần này thực sự là muốn đoạt thức ăn trên miệng hổ, độ khó là rất lớn, lớn lắm ý. Lương Thành Lương nhìn về phía phương Văn Nam, nói, địa đầu xa lần này không chỉ có mình tôi thôi đâu. Phương Văn Nam cười nói, tập đoàn thịnh thế của chúng tôi lần này sở dĩ tham gia chủ yếu là mang mục đích tham quan học tập, thích hứng một chút với hình thức cạnh tranh của xã hội hiện đại, thành công tất nhiên là mừng, nhưng thất bại thì cũng không có gì đáng tiếc. Phương học hải ý vị thâm trường nói, Phương Tổng thật sự là có cái nhìn thoáng như vậy ư. Phương Văn Nam thở dài một hơi, nói, bất kỳ ai nhìn thấy cái bánh gato lớn ở trước cửa nhà cũng đều động tâm cả, có ai lại muốn để người khác cướp đi đâu, tâm tình của tôi rất mâu thuẫn, mâu thuẫn làm ý. Ba người đều đồng thời bật cười. Sau khi tan học, Vương Học Hải lái xe tới hội sở VIP của quán Ba Mễ Lệ Lan, trong gian phòng tên là Ngọc Nguyên có một vị khách quý đã tới đây trước hắn. Vương Ngọc Hải bước vào phòng, dưới sự giúp đỡ của một mỹ nữ váy hồng cởi áo khoác ra, mỉm cười bước tới, nói: "An tiên sinh, vẫn khỏe chứ?" An Đức Hằng chậm rãi bước tới đón Vương Học Hải, ôm hắn một cái rất nhiệt tình. Hai người ngồi đối mặt với nhau trước bàn uống trà. An Đức Hằng cười nói kết quả thế nào. Vương Học Hải cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nói, như trong ý liệu, có điều hiện tại tôi vẫn chưa nắm được nội tình của Phương Văn Nam. An Đức Hằng nói, trọng điểm sự nghiệp của hắn là ở Giang Thanh, vì sao phải tham gia vào cuộc tranh thầu lần này. Vương Học Hải lắc đầu, sau đó dựa vào sa lông, nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ, nói tất cả mọi người đều biết hậu đài của Lương Thành Long là Lương Thiên Chính, bí thư thị ủy thành phố Đông Giang, những người dám tham gia lần tranh thầu này không những phải có cơ sở kinh tế hùng hậu, cũng phải có bối cảnh chính trị cường đại, ít nhất thì nhân vật hậu phương cũng không kém lương thiên chính. An Đức Hằng nói, vậy cậu đã tra ra bối cảnh của hắn hay chưa? Vương Học Hải nói, tôi và Phương Văn Nam đã từng hợp tác, người này rất không đơn giản, làm việc lạnh lùng bình tĩnh, cái nhìn đại cục rất mạnh, nghe nói hắn và bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ Cơ có quan hệ rất tốt. Có điều hồng vĩ cơ chắc sẽ không vì hắn mà ra mặt giao phong chính diện với Lương Thiên Chính, phải lại đồng cỏ của công ty bách hóa dệt nằm ở Đông Giang, Lương Thiên Chính sẽ không nể mặt hắn. Vương Học Hải không thể tin Phương Văn Nam chỉ mang mục đích tham gia học tập, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi. Phương Văn Nam là thương gia ưu tú, hắn nhất định nhìn thấy viễn cảnh phát triển trong tương lai của đồng cỏ này, cho nên mới gia nhập vào trong đó. Ăn Đức Hằng nói khẽ tôi mấy ngày trước tới Xuân Dương đón năm mới, phát hiện Phương Văn Nam và Trương Dương có quan hệ không tồi. Một câu nói hở hững này khiến Vương Học Hải giật mình, sắc mặt của hắn hơi thay đổi cái gì. Giả như Phương Văn Nam và Trương Dương có quan hệ rất tốt, mà giữa Trương Dương và Cố Giai Đồng lại có quan hệ ám muội vậy thì Phương Văn Nam rất có khả năng thông qua cây cầu Trương Dương này mà móc nối được với Cố Giai Đồng, chẳng lẽ Cố Giai Đồng bỏ rơi mình là để hợp tác với Phương Văn Nam. Phương Văn Nam có cố gia ủng hộ cho nên mới dám tham dự vào trong cuộc cạnh tranh này, một loạt suy đoán khiến Vương Học Hải bực bội tới cực điểm, cùng phẫn nộ tới cực điểm, hắn có một loại cảm giác như bị người ta đùa bỡn. Ăn Đức Hằng nói, tên Trương Dương này không đơn giản. Vương Học Hải cười lạnh, nói cái gì mà không đơn giản. Chẳng ra là nhờ bám váy cố dài đồng mà thôi. Nói tới đập hắn đột nhiên lại nhớ tới Lê Tuệ Ninh. Trương Dương còn có mẹ nuôi là phu nhân của Phó Tổng Giám Đốc Quý Vi, căn cơ của thằng ôn này quả thật là không tầm thường. ăn Đức Hằng nói, tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái, sự hợp tác giữa anh và đại tiểu thư của cố gia vì sao lại đột nhiên đứt gánh giữa đường. Vương Học Hải thở dài một hơi, nói chẳng phải là bởi vì đột nhiên phát sinh chuyện hắt máu loãng ư, từ sau chu viện đó, cố gia đồng đã sản sinh sự cảnh giác đối với tôi. Vương Tổng có làm chuyện đó không? Vương Học Hải cười khổ, nói, anh cho rằng tôi ngu như vậy à? Hắt máu vào cô ta, sau đó lại làm ra một loạt những động tác vụng về đó khiến cô ta tin rằng là lương thành long làm khiến cô ta thù hẳn lương thành long từ đó mà càng kiên định đứng ở bên tôi hơn ư an đức hằng không nói gì trong mắt hắn với thủ pháp làm việc của vương học hải không loại trừ khả năng này vương học hải nói chuyện này tôi ngược lại hoài nghi chính là lương thành long làm hắn muốn phá hoại liên minh giữa tôi và cố giai đồng an đức hằng cười nói ở đại lục làm việc phức tạp hơn ở hương cảng rất nhiều phải chiếu cố quan hệ ở các phương diện, làm sinh ý không phải so đấu thực lực mà là bối cảnh. Vương Học Hải không đồng ý với cách nói của An Đức Hằng, kỳ thực bối cảnh chính là sự thể hiện của thực lực, hiện tại làm chuyện gì cũng phải chú trọng hệ thống tại thực lực, không có bối cảnh, không có quan hệ, ở trên mảnh đất Trung Quốc này, anh căn bản là một bước cũng khó đi. An Đức Hằng uống một ngụm trà, nói: "Vương tổng, cái mà tôi có thể đảm bảo là tài chính." nhưng quan hệ phức tạp ở các phương diện này tôi chỉ nghĩ tới thôi là đau đầu rồi, tốt nhất là để anh xử lý đi. Vương Học Hải bật cười ha ha, nhưng trong lòng hắn thì lại không vui vẻ như biểu hiện của hắn, giả như Phương Văn Nam thật sự liên thủ với cố giai đồng vậy thì trong lần tranh thầu này, hắn sợ dĩ rơi vào quẫn cảnh hiện tại, nguyên nhân không nghi ngờ gì nữa chính là vì cố giai đồng, nếu cố giai đồng vứt bỏ mình mà hợp tác với Phương Văn Nam, vậy thì là thất tín bội nghĩa, đây là điều khiến Vương Học Hải không thể tha thứ được. Cố Giai Đồng giao tất cả công tác ngoài mặt cho An Đức Hằng đi làm. Cô ta và Trương Dương ở trong biệt thự ở Hồ Thu Hà đến tận trưa ngày hôm sau. Đối với bọn họ mà nói thì hiếm khi được hưởng thụ thời gian an nhàn như vậy. Vào buổi trưa, Phương Văn Nam gọi điện thoại cho Cố Giai Đồng, báo cho cô ta biết tình huống cụ thể của buổi họp ban sáng. Cố Giai Đồng và hắn ta nói chuyện gần 20 phút mới gác máy rồi quay lại bên cạnh Trương Dương. Mỉm cười nói, Phương Học Hải vẫn chưa chịu bỏ tranh thầu, xem ra cuộc cạnh tranh lấn này sẽ khốc liệt chưa từng có. Trương Dương cười nói, đối phó với hắn cũng không dễ đâu, em bảo Phương Văn Nam chỉnh lý tư liệu thương nghiệp trong quá khứ của Vương Học Hải rồi giao toàn bộ cho đơn vị chủ quản, xem xem loại người có vết nhơ trong việc buôn bán đất đai có tư cách để tham gia tranh thấu hay không. Phương pháp của hắn rất trực tiếp mà đơn giản. Cố Gia Đồng nói, hiện tại vẫn chưa đến lúc có hắn tham dự vào đó, ít nhất có thể liên đới được một bộ phận tinh lực của Lương Thành Long. Cô ta đặt di động lên bàn uống trà, những người này đều là kẻ đã thành tinh rồi không cần quá nhiều thời gian là có thể tra ra em đã liên thủ với Phương Văn Nam. Trương Dương nói, kỳ thực anh nghĩ không thông, khối đất đai đó của Đông Giang có gì hay ư? Còn không không bằng tới núi Thanh Đài đầu tư. Đúng, anh gần đây phát hiện một suối nước nóng, thật sự là cực tốt, hôm nào anh dẫn em tới tắm. Em chi tiền xây một trung tâm nghỉ ngơi tắm suối nước nóng ở đó đi, đám bảo kiếm được tiền. Từ lúc cùng Tần Thanh ân ái trong suối nước nóng, thằng nhóc này thực sự là nhớ mãi không quên đối với nơi đó. Audio điện tử võ tấn bền. Cố dài đồng cười khúc khích, nói, làm ăn buôn bán không thể dễ dàng như vậy đâu. Núi Thanh Đài, hiện tại cơ hồ chưa được khai phá, làm gì có ai tới đó nghi ngơi. An Gia đã tỏ thái độ rồi, năm nay sẽ tăng nhanh tiến trình khai phá núi Thanh Đài. Cố dài đồng lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại, thấy di động của mình vẫn nằm yên ắng trên bàn uống trà, quay người lại nhìn về phía bên trong biệt thự. Trương Dương sờ sờ lên người, lúc này mới nhớ rồi rằng di động vẫn ném ở trên giường chưa mang ra, hắn đứng dậy vào biệt thự cầm điện thoại, vừa ấn nút nghe thì bên trong truyền tới giọng nói gấp gáp cậu là anh trai của Triều Tĩnh à. Trương Dương ngẩn người, trả lời vô thức là tôi. Anh mau mau tới bệnh viện nhân dân tỉnh đi, em gái anh xảy ra chuyện rồi, đang cấp. Cứu! Trương Dương hốt hoảng chạy về phía Gaza. Cố dài Đồng nhìn thấy bộ dạng trong lòng như có lửa đốt của hắn, lập tức ý thức được rằng có phiền phức rồi, cuống quyết đuổi theo, nói, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Tiểu tĩnh vào bệnh viện rồi, mau, mau đưa chìa khóa xe cho anh. Cố dài đồng lúc này mới ý thức được chuyện nhất định vô cùng nghiêm trọng, vội vàng lấy chìa khóa ra, cô ta lo lắng Trương Dương trong lúc hoảng hốt sẽ phạm phải sai lầm, nên tự mình lái xe đưa Trương Dương tới bệnh viện nhân dân tỉnh. Trên đường cô ta còn gọi điện thoại cho Phương Văn Nam, hủy bỏ cuộc gặp mặt đã hẹn vào chiều nay. Triệu tính bị người ta đánh, đánh rất nặng, trên người có rất nhiều chỗ bị thương, lá lách bị rách, tối qua sau khi được đưa tới bệnh viện, đã phải gấp rút giải phẫu cắt lá lách, mất gần 3.000ml máu, khó khăn lắm mới giữ lại được tính mạng, hiện tại đã làm xong phẫu thuật và được đưa tới phòng hồi sức rồi. Theo lời của bệnh viện, nếu như đưa tới muộn một chút, tính mạng của triệu tính khó mà giữ được. Trương Dương nhìn em gái đang nằm trên giường bệnh, cảm thấy hai chân vô lực, hư nhược cơ hồ không thể cất nổi bước chân. Khổ lệ và các viện viện ở cùng ký túc xá với triệu tính đang chăm sóc cô ta, còn có cả cô giáo hướng dẫn năm thứ nhất của trường đại học sư phạm Đông Giang tên là Cận Mai. Trương Dương bước tới cạnh triệu tính, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt đến trắng bệch của cô ta, gọi tiểu tính. Tiểu tính. Triệu tính vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Trương Dương bắt mạch môn của cô ta, phát hiện mạch của triệu tính đập vẫn khá bình ổn, trong lòng cũng yên tâm hơn được một chút. Nội tâm của hắn tràn ngập bi thương và phẫn nộ là ai mà tàn nhẫn như vậy không ngờ lại đánh một cô bé đến thành như thế này cận mai nói anh là anh trai của triệu tĩnh à trương dương gật đầu cận mai chỉ ra bên ngoài ý bảo bọn họ cùng nhau ra ngoài nói chuyện trương dương và cố giai đồng đi ra theo đi tới hành lang cận mai thở dài một hơi nói trường của chúng tôi vừa nhận được thông báo vừa rồi cảnh sát có tới ẩu đả chắc là xảy ra vào tối qua hình như là ở gần quán ba linh độ Chúng tôi cũng không biết là Triệu Tĩnh đi cùng ai, có điều. Bà ta có chút do dự, hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, căn cứ vào kiểm tra của bác sĩ. Triệu Tĩnh không bị xâm phạm tình dục, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Dương đứng dựa vào tường, ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt đang trắng bệch dần dần nổi lên một chút huyết sắc, chút huyết sắc này ở trên mặt hắn nhanh chóng lan rộng ra, nhiễm đỏ cả cổ. Mắt của hắn, Cận Mai nhìn thấy con mắt đỏ như máu của Trương Dương, sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Trương Dương gật đầu, không nói câu nào bước ra ngoài. Cố Gia Đồng vội vàng đuổi theo nắm lấy cánh tay của hắn, hỏi Trương Dương, anh định đi đâu? Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, anh biết là ai làm rồi. Cố Gia Đồng liều mạng ôm lấy tay hắn, nói cho dù có người phạm tội, tất nhiên là có pháp luật trừng phạt hắn, anh đừng làm loạn. Trương Dương tức giận gầm lên với Cố Gia Đồng, người nằm đó là em gái anh nếu anh hôm qua không để nó ra ngoài thì sẽ không phát sinh loại chuyện này là sơ suất của anh nên nó mới phải chịu thương hại lớn như vậy anh phải đòi lại công đạo cho nó hắn gạt tay của cố giai đồng ra xài bước ra ngoài cửa lớn của bệnh viện trong mắt cố giai đồng đã đẫm nước cô ta biết hiện tại không ai có thể ngăn cản được trương dương thảm trạng của triệu tĩnh đã chọc giận con hùng sư này rồi hắn phải báo thù hắn sẽ bất chấp tất cả mọi giá để báo thù cố giai đồng cố gắng bĩnh tĩnh lại cô ta vừa đuổi theo Trương Dương vừa gọi điện cho anh họ Trương Đức Phóng, dẫu sao thì Trương Đức Phóng cũng làm việc trong ngành cảnh sát, có lẽ hắn có biện pháp ngăn cản Trương Dương. Sau khi gác điện thoại cô ta lại gọi cho Phương Văn Nam, Phương Văn Nam nghe thấy chuyện nạp thì cực kỳ kinh hãi, hắn lập tức tỏ ý rằng sẽ lợi dụng tất cả các mối quan hệ để tìm ra nơi hạ lạc của Trương Dương. Nhưng Trương Dương vừa ra cửa bắt một chiếc taxi, nháy mắt đã biến mất trong dòng xe lưu chuyển không ngừng. Cố dài đồng thất thần quay về xe của mình, cô ta không biết Trương Dương sẽ đi đâu, khó khăn lắm mới buộc được mình tinh táo trở lại. Cô ta đột nhiên nhớ tới câu nói đó của Trương Dương, anh biết biết kẻ đó là ai. Trương Dương nhất định cho rằng tất cả những gì mà Triệu Tĩnh phải gánh chịu là do cậu con trai tên là Đinh Bân làm. Trương Dương không biết thân phận của Đinh Bân, nơi duy nhất mà Trương Dương biết có thể tìm được hắn chính là trường học. Cố dài đồng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, cô ta nổ máy, lái xe về phía trường Đại học Sư Phạm Đông Giang. Trương Dương một cước đá văng cửa lớn của ký túc xá của Đinh Bân. Đinh Bân không có ở bên trong, ba người bạn cùng phòng của hắn đang ngồi ở đó ăn cơm, có chút kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến ở ngoài cửa. "Đinh Bân đâu? Anh là ai?" Một nam sinh thân hình cao to bước tới. Trương Dương lạnh lùng lườm hắn, nói, "Đinh Bân đâu?" "Tao sao phải nói cho mày?" Còn chưa nói xong thì Trương Dương đã tóm cổ áo của hắn rồi nhấc lên, tên nam sinh đó sợ đến nỗi mặt trắng bệch lắp bắp nói, hắn. Hắn, ở số 22 đường Ninh Tĩnh. Cửa nhà của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Đinh Nguy Phong vô số lần bị người ta gõ, nhưng bị người ta một cước đá tung cửa thì là lần đầu tiên kể từ lúc Đinh Nguy Phong nhậm chức tới giờ. Trương Dương vào ngày 16 tháng riêng, lặng lẽ lẻn vào trụ sở lớn của tỉnh ủy, chính thức là người đầu tiên dám đá văng cửa nhà của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh. Trương Dương gầm lên một tiếng vang khắp trong tòa nhà này, Đinh Bân, mày lăn ra đây cho tao đinh ngụy phong tổng cộng có bốn người con trai đinh bân là đứa nhỏ nhất hôm đinh ngụy phong bởi vì đi làm nên không ở nhà chỉ có con trai lớn là đinh triệu vĩ ở nhà hắn hiện tại nhậm chức ở bộ tư lệnh khu cảnh bị đông giang quân hàm thiếu tá người đầu tiên bị tiếng gấm tức giận của trương dương kinh động chính là hắn hắn lúc đó đang ở trong phòng khách xem tv bước ra khỏi phòng nhìn thấy cửa nhà mình bị đá tung một người trẻ tuổi sát khí đằng đằng xông vào cảm giác đầu tiên của đinh triệu vĩ là mình nhìn nhầm rồi hắn căn bản không ngờ có người lại cuồng vọng tới mức này. Giữa ban ngày ban mặt, dám đá tung cửa nhà bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, đây không những là sự gây hấn đối với Đinh Gia mà còn là khiêu chiến với quyền uy của chính phủ. Đinh Triệu Vĩ rất tức giận lao ra, khi hắn đứng dậy thì đã bảo người giúp việc trong nhà thông báo cho cảnh vệ ở cửa. Trương Dương bị cừu hận làm cho mở mắt, hắn hiện tại một lòng muốn đòi lại công đạo cho em gái mình. Địa vị, phép tắc gì đó sớm đã bị hắn ném ra ngoài chín tầng mây rồi, Hắn chính là một người như vậy, không thể nào chịu nổi người thân phải chịu một chút ủy khuất nào, thương hại đến người thân của hắn chính là khiêu chiến danh giới có thể chịu đựng của hắn. Đinh Triệu Vĩ là một quân nhân đã được huấn luyện, phép đấu cầm ná của hắn ở trong cuộc thi võ toàn quân của quân khu từng đạt được vị trí thứ ba, nhìn thấy Trương Dương khập khiếm bước vào, hắn cản đường Trương Dương, tức giận gầm lên, muốn để tao ném mày báp ra ngoài à. Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn chân trái của Đinh Triệu Vĩ đột nhiên bước một bước về phía trước, tay phải kẹp cổ Trương Dương, nhưng lại bị Trương Dương nắm lấy ngón tay của bàn tay phải của hắn, vặn một cái. Đinh Triệu Vĩ đau đớn ngồi xuống, Trương Dương vung quyền muốn đập thẳng vào mặt Đinh Triệu Vĩ. Một giọng nói kinh hoàng thất thố ở phía sau vang lên, dừng tay. Cố dưỡng dưỡng sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở cửa lớn đã bị phá hỏng, cô ta sau khi nhận được điện thoại của chị gái, ngay lập tức chạy tới nhà Đinh Ngụy Phong để cản Trương Dương lại, vừa hay nhìn thấy cảnh trương dương vung quyền định đánh đinh triệu vĩ trương dương tức giận trợn tròn mắt lên cánh tay đang vung lên bị bàn tay nhỏ yếu của cố dưỡng dưỡng giữ lại cố dưỡng dưỡng nín giọng nói trương dương anh đừng làm loạn bỏ anh ta ra bỏ anh ta ra có gì thì từ từ nói trương dương hậm hực gật đầu hắn buông tay đinh triệu vĩ ra đinh triệu vĩ xoa xoa ngón tát suýt bị trương dương bẻ gãy xấu hổ nhìn hắn thằng nhóc này xuất thủ quả thật quá nhanh hắn nhìn cố dưỡng dưỡng ở bên cạnh Trương Dương, tràn ngập vẻ mê hoặc, hỏi, dưỡng dưỡng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn là ai? Cố dưỡng dưỡng cũng không biết Trương Dương rốt cuộc là phát sinh chu viện gì. Trương Dương mắt đỏ ngầu, nói, anh giao Đinh Bân ra cho tôi, em tôi sắp bị hắn hại chết rồi. Đinh Triệu Vĩ nghe thấy Trương Dương nói vậy, mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn vô thức quáp đầu lại nhìn vào trong lầu, tối qua cậu em nửa đêm mới về. Một mực trốn ở trong phòng, chỉ nói là bị bệnh, không những không đi học mà ngay cả cơm cũng không ăn. Cô dưỡng dưỡng kéo Trương Dương lại, chỉ sợ hắn tiếp tục sông lên, nói khẽ anh Đinh, anh đi xem Đinh Bân có ở trong không, bảo hắn ra nói cho rõ ràng đi. Đinh Triệu Vĩ cũng không phải là người không nói đạo lý, nghe nói em trai mình hại em gái nhà người ta, sự phẫn nộ vừa rồi đối với Trương Dương cũng bớt đi nhiều, hắn gặt đầu nói, nó ở trong, tôi gọi nó ra đây. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng hết thảm đinh triệu vĩ biến sắc hắn nghe thấy giọng phát ra chính là của em trai mình mấy người đồng loạt chạy về phía phát ra tiếng hét lại thấy đinh bân nằm trên bãi cỏ sau gác nhỏ thì ra hắn ở trong nhà qua cửa sổ đã nhìn thấy trương dương xông vào nhà bị dọa cho sợ hãi định từ phía sau nhảy qua cửa sổ chạy trốn ai ngờ khi nhảy xuống lại bị chật chân trương dương nhìn thấy đinh bân hai mắt như phun lửa hận không thể xông lên cho hắn mấy cái tát cố dưỡng dưỡng một mực ở bên cạnh hắn nắm chặt lấy cánh tay của hắn, không để hắn lao tới. Đinh Triệu Vĩ nhìn thấy bộ dạng của em trai, đã đoán rằng thằng nhóc này nhất định đã làm ra chu viện gì trái với lương tâm rồi, chẳng trách người ta khí thế hùng hổ giết tới cửa nhà. Trương Dương tức giận gầm lên, Đinh Bân, mày đã làm gì với em gái tao? Biểu tình trên mặt Đinh Bân tràn ngập sự sợ hãi, không ngờ lại khóc giống lên, em không làm gì cả. Chuyện của Triệu Tĩnh không liên quan tới em. Trương Dương giận dữ hét lên, tối qua tao rõ ràng nhìn thấy hai đứa ở Hồ Tân Nguyệt cùng nhau. Đinh Triệu Vĩ nói khẽ tiểu bân, rốt cuộc đã xảy ra chu viện gì, em biết gì thì nói ra đi, đừng sợ. Đinh Bân cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói tối qua em và Triệu Tính. Sau khi xem hoa đăng, bọn em tới quán ba linh độ chơi, sau khi bọn em rời khỏi quán ba, đột nhiên có. Có mấy người đi tới, bọn họ đánh em, sau đó, sau đó đánh Triệu Tính, em em chạy đi báo cảnh sát khi hắn nói ra những lời này trong lòng áy náy vô cùng nếu tối qua hắn dũng cảm hơn một chút không lựa chọn bỏ chạy triệu tính sẽ không bị thương nặng như vậy trương dương chỉ vào mũi đinh bân mắng thằng hèn mày là một thằng đàn ông vì sao lại không biết bảo vệ cô gái ở bên cạnh đinh bân xấu hổ cúi đầu xuống cô dưỡng dưỡng cũng nhìn đinh bân với ánh mắt khinh bi một người đàn ông không ngờ vào thời khắc quan trọng nhất lại bỏ rơi bạn gái của mình, dạng hành vi này quả thực khiến người ta phải phỉ nhổ. Đinh Triệu Vĩ nắm đầu vai em trai mình, nói Tiểu Bân, rốt cuộc là đầu đuôi cơ sự như thế nào, em nói cho rõ đi. Đinh Bân nuốt lệ, nói em không biết, em thực sự không biết, bọn em tới quán ba chơi, đột nhiên lại có mấy người xông ra đánh em. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đầm đìa nước mắt của Đinh Bân, không nén nổi giận dữ, muốn xông lên đấm cho hắn một trận nhưng bị cố dưỡng dưỡng liều mạng giữ lại cảnh vệ ở đại viện lúc này nghe thấy tiếng đã chạy tới cao giọng quát mày là ai không ngờ lại dám tới đây gây chuyện trương đại quan nhân vừa rồi là trèo tường mà vào không hề kinh động đến đám cảnh vệ này cố dưỡng dưỡng hốt hoảng giải thích tôi thấy là hiểu nhầm thôi cô ta nhìn về phía đinh triệu vĩ với ánh mắt cầu viện đinh triệu vĩ thở dài một hơi chuyện này hắn đã đoán ra được tám phần rồi vô luận căn nguyên của chu vệ này là như thế nào thì em trai mình không nghi ngờ gì nữa cùng là một nhân vật không được vẻ vang gì. Thân là nam nhân, hắn cũng không thể chấp nhận được loại hành vi yếu hèn vào lúc nguy hiểm quan đầu lại bỏ mặc bạn gái này. Nhưng thân là anh cả của Đinh Bân, hắn lại không thể không đứng ở trên lập trường của em trai để bảo vệ hắn. Đinh Triệu Vĩ nhìn về phía cảnh vệ, nói, không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Mấy cảnh vệ tuy rằng bán tính bán nghi, nhưng Đinh Triệu Vĩ đã nói vậy rồi thì bọn họ cũng không phải truy cứu tiếp nữa, dặn dò hai câu rồi quay người rời khỏi nhà Đinh ra. Cố giai đồng lúc này cũng tới số nhà 22 đường Ninh Tĩnh, nhìn thấy tình huống ở hiện trường cô ta mới thở phào một hơi, mấy người bọn họ đều đang ở Đại Việt. Bình thường đều rất quen nhau, Đinh Triệu Vĩ nhìn thấy chị em của cố gia đều tới, đã đoán ra được quan hệ giữa cố gia và Trương Dương là không tầm thường, nếu không vừa rồi cũng không thể nào rộng lượng mà không truy cứu chuyện này nữa tình tự của Trương Dương lúc này đã dần dần hồi phục. Đinh Bân tùy tính tình vô sỉ, nhưng thương thế của Triệu Tĩnh không phải là do hắn một tay tạo thành. Loại người này, về đạo đức thì nên nhận khiển trách, nhưng trước pháp luật thì không cần phải gánh một chút trách nhiệm nào, nếu sử dụng bạo lực đối với hắn, rõ ràng là chuyện không sáng suốt, cũng không hợp pháp. Dưới sự khu vên nhủ của Đinh Triệu Vĩ, ninh Bân đã tỏ ý lập tức sẽ tới cục cảnh sát kể lại rõ ràng tình huống ngày hôm qua, phối hợp với cảnh sát để phá án, cố gắng bắt được bọn côn đồ đã hành hung triệu tính. Chị em của cố gia khó khăn lắm mới khuyên được Trương Dương quay về số 9 đường ninh tĩnh, hai người hợp sức kéo Trương Dương ngồi xuống ghế. Cố gia đồng thở vào một hơi, nói, vừa rồi Trương Đức Phóng đã hỏi qua, Đinh Bân tối qua quả thật có tới báo án, phía cảnh sát có băng ghi âm của hắn, căn cứ vào những gì mà người mục kích hôm đó nói, người đánh bọn họ rất nhiều, hơn 10 người. Đinh Bân chỉ là một sinh viên, sợ hãi cũng là điều khó tránh trương dương nghiến răng nghiến lợi nói thằng hèn là một thằng đàn ông sức dài vai rộng mà trên thực tế chỉ là một thằng hèn thật không biết tiểu tĩnh thích hắn ở điểm nào cố giai đồng nói chuyện nạp lúc đó có rất nhiều người mục kích tin rằng cảnh sát rất nhanh sẽ có thể phá án được thôi anh ngàn vạn lần đừng xung động triệu tĩnh đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi bác sĩ nói sau này sẽ không lưu lại di chứng gì đâu nghĩ tới em gái phải chịu ủy khuất mắt trương dương không khỏi đỏ lên nhìn thấy Trương Dương thương tâm như vậy, cố dài đồng cũng khó chịu vô cùng, nếu không phải là đang ở nhà mình, cô ta nhất định sẽ ôm Trương Dương vào lòng, gắng sức an ủi hắn. Cố dưỡng dưỡng mang cà phê tới, cô ta hiện tại khi đi đứng đã không còn nhìn ra quá nhiều vết tích, rõ ràng là vô cùng tự nhiên. Chuyện đề cử, đẻ thuê cho Phương Thiếu. Trương Dương nhấp một ngụm cà phê, cảm giác đang đắng dọc theo ít hầu chảy xuống, sau đó trong miệng tỏa mùi thơm cố dưỡng dưỡng ngồi xuồng cạnh hắn, nói khẽ anh Trương, chuyện này đã xảy ra rồi, anh cũng đừng khổ sở quá, những kẻ xấu đó nhất định sẽ nhận được trừng phạt đích đáng. Trương Dương lặng lẽ gật đầu. Cố gia đồng cũng an ủi, Trương Dương, hay là về bệnh viện trước đi, triệu tính cần người ở bên cạnh chiếu cố. Trương 134, đòn đầu tiên khi nhậm chức. Cố gia đồng lái xe đưa Trương Dương tới bệnh viện, cố dưỡng dưỡng cùng theo họ tới thăm triệu tính, khi bọn họ tới bệnh viện phương văn nam tô tiểu hồng đã tới đây mua rất nhiều đồ bổ đến thăm hỏi trương dương tỏ ý cảm ơn bọn họ lúc này nhìn thấy lông mi của triệu tính hơi giật giật tựa hồ như sắp tỉnh lại vội vàng bước tới cạnh triệu tính nắm lấy tay cô ta nói em gái anh ở đây triệu tính chỉ gọi một tiếng anh rồi nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống trương dương đưa tay ra lau nước mắt cho cô ta giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào em gái em yên tâm đi anh nhất định sẽ tìm được bọn vô lại đã đánh em để đòi lại công bằng cho em. Triệu tĩnh chỉ khóc, cố dài đồng thở dài một hơi, nói Trương Dương, anh hay là để em nó nghỉ ngơi một lát đi. Cố dưỡng dưỡng chủ động nói, em ở nhà đằng nào cũng chẳng có việc gì, em ở đây mấy ngày cùng bạn ý nhé. Phương Văn Nam sau khi biết cố dưỡng dưỡng là con gái nhỏ của cố Doãn Chi, trong lòng càng bội phục Trương Dương không thôi, xem ra quan hệ giữa Trương Dương và Cố Gia còn mật thiết hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, lúc đó mình lựa chọn hóa địch thành bạn với Trương Dương là một quyết định vô cùng chính xác. Bởi vì triệu tính cần yên tĩnh, trừ Cố dưỡng dưỡng ra, những người còn lại đều ra ngoài. Phương Văn Nam còn có chuyện quan trọng phải làm, cùng Tô Tiểu Hồng cáo từ Trương Dương. Trương Dương tiến hắn tới cửa phòng bệnh, nói khẽ Phương Tổng, tôi xem ra phải ở lại Đông Giang thêm vài ngày, lần này không thể về cùng anh rồi. Phương Văn Nam gật đầu, nói, được, cậu cứ ở lại chiếu cố cho em gái đi, đúng rồi, có đủ tiền không, tôi để lại cho cậu hai vạn nhé. Trương Dương từ chối ý tốt của Phương Văn Nam, hắn không muốn nhận quá nhiều lợi ích từ Phương Văn Nam, huống chi nếu thiếu tiền thì có thể lấy từ chỗ cố giai đồng. Sau khi Phương Văn Nam rời đi không lâu, Trương Đức Phóng liền gọi điện thoại tới, nói rằng mấy kẻ tối qua đánh người đã bị bắt rồi, đều là bọn lưu manh lăn lộn ở đường Trường Xuân, chắc không phải là giáp tâm báo thù, căn nguyên là ở trong quán ba phát sinh xung đột với đinh bân cho nên ở bên ngoài đuổi đánh bọn họ triệu tĩnh là vô tình bị vạ lây cố giai đồng chuyển cáo tin tức cho trương dương trương dương nghiến răng nghiến lợi nói anh muốn khiến bọn chó đó nợ máu phải trả bằng máu ngữ khí lãnh khốc vô tình của hắn khiến cố giai đồng có chút lạnh người cô ta vội vàng khuyên hắn trương dương à anh không được làm ẩu bọn chúng phạm tội tự nhiên có pháp luật trừng phạt chúng anh không thể án chiếu theo cách làm của anh mà đi trừng phạt chúng được trong lòng Trương Dương quả thực là bực bội tới cực điểm, hắn đấm mạnh một quyền lên tường, phát ra một tiếng, dầm, theo tính khí của hắn thì phải lột ra rút gân tên đầu sỏ đánh triệu tĩnh thì mới hả giận được. Nhưng cố gia đồng nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn đã vào quan trường thì nên phục tùng nguyên tắc, nếu như mỗi chu vệ đều theo hướng mà làm, sau cùng tất nhiên sẽ không thể tồn tại trong cái xã hội này nữa. Trương đại quan nhân suy xét sự tình đã toàn diện hơn trước rất nhiều rồi. Cố Giai Đồng nói khẽ, anh không phải là đấng cứu thế, cũng không phải là người trừng phạt, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không thuộc phạm vi quản hạt của anh. Anh phải tin vào pháp luật. Trương Dương nói, anh chỉ đang hận chính bản thân anh, ngay cả người bên cạnh mà anh cũng không thể nào bảo vệ được, nếu như anh quan tâm tới nó hơn một chút, tiểu tính sẽ không xảy ra chu viện như thế này đâu. Lúc này cố dưỡng dưỡng từ trong phòng bệnh bước ra, đi tới trước mặt Trương Dương, nhẹ nhàng nói, anh Trương, tiểu tình muốn gặp anh. Trương Dương gật đầu, đi tới cạnh Triệu Tính. Triệu Tính mắt nhòa lệ nhìn Trương Dương, cô ta đưa bàn tay đang run rẩy ra. Trương Dương liền dùng hai tay nắm chặt lấy tay Triệu Tính, an ủi, em gái à, kẻ đánh em đều bị bắt rồi, em yên tâm, bọn chúng nhất định sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Triệu Tính nuốt lệ nói, xin lỗi, anh. Trương Dương trong lòng chua xót vô cùng, cố gắng gượng cười, nói, đừng nói vậy, con bé ngốc này, chỉ cần em mau chóng hồi phục, so với chuyện gì cũng quan trọng hơn cả. Triệu tính có chút hối hận, nói em không nên đề nghị đến loại địa phương đó chơi, nếu không phải là em. Cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như thế này. Tới hiện giờ cô ta vẫn kéo hết trách nhiệm lên người mình, cô ta hiểu tính khí của anh mình, chuyện này nhất định SAS dẫn lây sang cả Đinh Bân, cô ta sợ anh mình sẽ tới tìm Đinh Bân gây phiền phức. Trương Dương hiểu ý của triệu tính, hắn đành cười khổ, con bé ngốc này qua chuyện này vẫn muốn nói đỡ cho Đinh Bân, hắn vốn muốn khuyên triệu tính, nhưng lập tức lại nhớ tới triệu tính hiện giờ đang ở vào lúc yếu đuối nhất, chuyện này không nên nhắc đến. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói kinh ngạc của chị em cố Giai đồng, chú Đinh, chú sao lại tới đây? Trương Dương quay người lại nhìn, phát hiện cố dưỡng dưỡng bước vào trước, sau đó cố Giai đồng đưa một người trung niên thân hình trung đẳng bước vào, theo sau là Đinh Bân và Đinh Triệu Vĩ, người trung niên đó tất nhiên là Đinh ngụy Phong, bí thư ủy ban chính pháp tỉnh. Trương Dương nhíu mày, hắn cũng không ngờ Đinh Ngụy Phong lại tự mình tới đây. Trương Dương cực kỳ phản cảm với Đinh Bân, hôm qua nếu như không phải là hắn nhát gan sợ chuyện, triệu tính cũng sẽ không bị thương đến thế này, hắn đứng dậy tức giận nói các người tới đây làm gì. Đinh Ngụy Phong không hề bờ ở vì thái độ vô lễ của Trương Dương mà cảm thấy tức giận, mặt đầy vẻ xin lỗi cười cười với Trương Dương, cậu là Trương Dương phải không, xin lỗi, tôi là cha của Đinh Bân, tôi đặc biệt dẫn nó tới đây để xin lỗi triệu tính trương dương đang muốn tự tuyệt thì phát hiện cố dài đồng đang đánh mắt ra hiệu cho mình rõ ràng là không muốn mình ở ngay trước mắt mọi người làm đinh ngụy phong phải mất mặt hắn nghĩ thầm trong lòng ta cùng muốn xem xem cha con các người có thể làm trò gì nào đinh ngụy phong quay sang đinh bân tức giận quát thằng mất dậy còn không mau xin lỗi triệu tính đinh bân mặt mày xấu hổ bước tới hắn đặt giỏ hoa quả lên chiếc tủ ở đầu giường nói triệu tính xin lỗi triệu tính quay mặt sang bên kia nói anh đi đi tôi không muốn thấy mặt anh nữa đinh bân còn định nói gì đó thì trương dương lạnh lùng nói những gì nên nói thì cậu đã nói xong rồi xin cậu đừng làm phiền em tôi nghỉ ngơi hắn nói vậy mặt đinh ngụy phong cùng có chút không nén được giận ông ta ngượng ngùng cười nói xin lỗi tiểu bân còn nhỏ chuyện này nó phải gánh một phần trách nhiệm nhất định tiền viện phí của triệu tính trương dương ngắt lời ông ta cảm ơn ý tốt của đinh ra các người chút tiền này tôi còn có thể giải quyết được đã nói tới nước này thì cha con Đinh Ngụy Phong đã không còn cần thiết phải lưu lại nữa rồi, nhưng Đinh Ngụy Phong vẫn biểu hiện ra phong độ vừa phải, rất lễ mạo cáo từ triệu tính, sau đó rời khỏi phòng bệnh, cố giai đồng tiến bọn họ ra cửa. Đinh Ngụy Phong thở dài với vẻ đầy áy náy, giai đồng, thằng nhóc tiểu bân làm sai, liên lụy tới con gái nhà người ta phải bị thương nặng như vậy, chúng muốn bồi thường một chút, như vậy trong lòng người nhà họ định chúng ta cùng sẽ dễ chịu hơn. Giai đồng, Trương Dương là bạn của cháu, cháu giúp chú khuyên hắn đi. Cố Giai Đồng rất hiểu tính cách của Trương Dương, biết rằng hắn bất kể là như thế nào cũng không tiếp nhận sự bồi thường của Đinh ra dưới bất kỳ hình thức nào. Cô ta mỉm cười, nói chú Đinh, chuyện này đã xảy ra rồi, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là khiến những kẻ thù ác phải nhận được sự trừng phạt đích đáng, đây mới là lời ăn nói tốt nhất đối với người bị hại. Đinh Ngụy Phong gật gật đầu, ông ta thân là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, đương nhiên hiểu ý nghĩ trong câu nói này của cố giai đồng ông ta nói khẽ giai đồng cháu giúp chú chuyển cáo với trương dương vụ án này chú sẽ hỏi tới đây giống như là một lời hứa ba cha con đinh ngụy phong quay về xe đinh ngụy phong đột nhiên thò tay ra gõ mạnh một cái lên đầu đinh bân gấm lên thằng hèn tao sao lại đẻ ra loại con như mày đinh bân cúi đầu xuống lúng túng nói xin lỗi cha đinh ngụy phong nói thân là một người đàn ông trước tiên là phải có trách nhiệm, có dũng khí. sao lại có thể vào lúc bạn gái gặp nguy mà một mình chạy mất? vào tình cảnh này mà mày còn có thể bỏ chạy, vậy trên chiến trường thì sao? mày khẳng định là một kẻ đào ngũ, có biết không hả? mày sẽ vì chuyện này mà cả đời không ngẩng đầu lên được đâu. đầu đinh bân càng cúi thấp hơn. tối hôm đó người của đối phương quá nhiều, hắn thực sự sợ hãi, cho tới hiện tại vẫn còn thấy sợ hãi. có lẽ là hắn không yêu triệu tính thật sự cho nên mới thiếu dũng khí hy sinh cho cô ta. Ninh Triệu Vĩ nhìn thấy bộ dạng này của em trai, thực sự có chút không nỡ, liền nói khẽ cha, Tiểu Bân đã biết sai rồi, hơn nữa lúc đó dưới loại tình huống ấy, nó mà ở lại đó thì e rằng cũng có kết cục như Triệu Tính thôi. Ninh Ngụy Phong chán nản thở dài một hơi, nhớ lấy, đã không có bản lĩnh bảo vệ người ta thì đứng có đi mà chọc giận người khác, cô bé đó là vô tội. Trong xe đột nhiên yên tĩnh, mắt của Đinh Bân không biết từ lúc nào đã đỏ lên. Trương Dương điều phối phương thuốc riêng cho triệu tính, loại thuốc cao này có thể đẩy nhanh vết thương liền miệng, hơn nữa có thể khiến vết mổ của cô ta sau này sẽ không lưu lại sẹo. Con gái đều rất thích đẹp, chẳng ai muốn trên thân thể của mình có một vết sẹo dài cả. Triệu tính đã đặc biệt dặn dò Trương Dương đừng nói chuyện này cho người trong nhà biết. Trương Dương nghĩ một chút, để tránh người nhà phải lo lắng, hắn quyết định che giấu việc này. Đám người đánh triệu tính đã bị mắc lưới toàn bộ, dưới sự đích thân tra hỏi của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Đinh Nguy Phong, đám vô lại đó khẳng định sẽ phải chịu không ít khổ sở. Sau khi biết chu viện này, nỗi uất hận trong lòng Trương Dương ít nhiều gì cũng vơi đi được một chút. Triệu tính phục hồi rất nhanh, tính tình của cô ta vốn rất vui tươi và mạnh mẽ, rất nhanh đã có thể nói nói cười cười. Đương nhiên trong đó có không ít thành phần đóng kịch, cô ta không muốn để anh trai quá lo lắng. Chị em cố dài đồng cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm triệu tính, Cố dưỡng dưỡng và triệu tính rất hợp nhau, mà cố dưỡng dưỡng ở nhà cũng không có việc gì, cho nên cứ rảnh rỗi là tới nói chuyện với triệu tính. Trương Dương thấy triệu tính đã khôi phục kha khá rồi, lúc này mới chuẩn bị quay về Giang Thành, dẫu sao thì hắn cũng là người có công tác, từ lần trước đi báo cáo tới hiện tại đã gần 10 ngày rồi, thời gian đi làm tổng cộng lại không tới 3 ngày, cho dù là cổ kính ngôn đối với hắn không tồi, nhưng dẫu sao thì cục du lịch trên dưới nhiều người như vậy đều nhìn vào hắn, cho nên vẫn cần phải chú ý tới ảnh hưởng. Trương Dương cảm thấy mình trong một năm nay tiến bộ rất nhiều, ít nhất thì về phương diện tự kiềm chế cũng tiến một bước dài, có điều trên người hắn vẫn có chỗ dễ nổ, một khi người nhà và bạn bè bị thương hại, thằng nhóc này trong nháy mắt sẽ mất đi lý trí, hắn biết mình rất khó mà thay đổi được điểm này. Mấy ngày mà Trương Dương đi, cục du lịch vẫn yên ả như trước đây, khi làm việc người uống trà người đọc báo, có điều ngoài cửa cục du lịch rõ ràng là tiêu điều hơn rất nhiều người bán hàng rong trước đây chiếm đường kinh doanh ở hai bên đường lao động không ngờ đột nhiên bớt đi một nửa lớn chỉ năm sáu người còn bày hàng ở đó chủ hàng cũng lộ ra vẻ thẫn thờ trương dương mỉm cười bước tới trước một quầy quần áo hỏi chuyện gì vậy sao đột nhiên là ít đi nhiều người như vậy người bán hàng ủ rũ nói chẳng phải là vì tên hòa thượng đó ư mấy ngày trước tới nói là phong thủy không tốt làm ăn buôn bán ở đây sẽ gặp tai kiếp không ngờ mấy ngày sau liền có bốn năm người bị bệnh tên hòa thượng đó chạy tới nói là sắp có tai họa giáng xuống rồi, thế là dọa cho rất nhiều người không dám bày hàng bán nữa. Trương Dương mỉm cười vỗ đầu vai hắn, đừng nghe đám giang hồ lừa gạt nói linh tinh, cái gì mà phong thủy chứ, toàn là mê tín phong kiến thôi, tôi chẳng tin gì cả. Đang nói thì hòa thượng tam bảo lại lắc lư đi thớ, ông ta vừa đi vừa niệm, ngã Phật từ bi hy xả, đám người các anh không nghe lời ta nói, gặp phải họa thì đừng có oán. Trương Dương cười thầm trong lòng, hòa thượng tam bảo này quả nhiên chuyên nghiệp, trong đoạn thời gian mà mình không có ở đây, vẫn chăm chỉ chế tạo bầu không khí sợ hãi ở địa phương này. Người bán hàng rong vừa rồi nói chuyện với Trương Dương thấy tam bảo hòa thượng tới, cũng lập tức biến sắc, dẫu sao thì sinh ý cũng chẳng ra làm sao cả. Hắn tựa hồ như sợ dính phải suối quẩy, rứt khoát dọn hàng đi luôn. Hòa thượng tam bảo vừa tới, mấy người bán rong còn lại cũng chả dám làm tiếp nữa, ai ai cũng dọn hàng rồi bỏ đi, quả thực tránh hòa thượng tam bảo như tránh ôn thần. Hòa thượng tam bảo đắc ý chớp chớp mắt với Trương Dương. Trương Dương không đáp lại ông ta, quay người bước vào cục du lịch. Trương Dương về tới phòng làm việc, mấy người trẻ tuổi đều ra ngoài rồi, chỉ có một vị trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn màu lam đeo kính ngồi ở đó, hắn chính là một vị trưởng phòng khác của phòng mở rộng thị trường. Trương Dương sau khi tới cục du lịch báo cáo, Thủy Trung vẫn chưa từng gặp mặt đồng cát xanh, hắn mỉm cười bước đến đưa tay ra về phía đồng cát, Nói Trường Phòng Đồng, tôi là Trương Dương. Đồng Cát Danh không giỏi giao tiếp, mỉm cười đứng dậy, bắt tay với Trương Dương, chào trưởng Phòng Trương. Bởi vì thượng cấp đã đặc biệt chỉ rõ, sau này do Trương Dương chủ trì công tác phòng mở rộng thị trường, cho nên Trương Dương mới là người đứng đầu ở đây. Trương Dương ngồi xuống bàn làm việc mói của mình, bàn của hắn và Đồng Cát Danh nằm đối diện với nhau. Đồng Cát Danh không giỏi ăn nói, sau khi hỏi thăm liền ngồi về vị trí của mình, ngượng ngùng mỉm cười không biết nên nói gì trương dương nói gần đây cục du lịch có xảy ra chuyện gì không đồng Cát xanh cười nói cục du lịch thì có thể phát sinh chuyện gì chứ hắn suy nghĩ một lát rồi nói à có ban đào tạo hướng dẫn viên du lịch sắp khai giảng rồi bọn giang nhạc đều đến đó giúp đỡ trương dương gật đầu lúc này hòa thượng tam bảo thẩm thà thẩm thụt bước vào trưởng phòng trương có đây không trương dương có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu Đồng Cát Danh đứng dậy nói, tôi ra phía sau có việc, các người nói chuyện đi. Hòa thượng Tam Bảo này trong mấy ngày này rất nổi tiếng ở đường lao động. Tất cả mọi người đều biết ông ta dự ngôn những người bán hàng ở chợ quần áo trên đường lao động sẽ gặp chu vện xui xẻo. Hiện giờ nhất nhất ứng nghiệm khiến cho cả con đường lao động đều coi ông ta là ôn thần, ai thấy cũng muốn né. Sau khi Đồng Cát Danh đi, Tam Bảo hồi báo một chút thành tích hai ngày nay lại cho Trương Dương ông ta phát hiện vị trưởng phòng của phòng mở rộng thị trường này là một nhân tài so với mình còn giang hồ hơn ông ta tới hiện tại vẫn chưa nắm được đám người đó là bị bệnh gì trương dương nói trình diễn khá lắm bắt đầu từ ngày mai ông đi trị bệnh cho bọn họ tôi cho ông một phương thuốc ông chiếu theo phương thuốc mà đi mua thuốc mỗi thang bán một ngàn đồng ông bán được bao nhiêu thì cứ giữ lại cho mình coi như là thù lao của tôi cho ông hòa thượng tam bảo bản tính bán nghi nói thật sự sẽ hữu dụng ngư có thể trị khỏi cho đám người đó không? Trị khỏi là chắc chắn rồi, xong có thể bán được bao nhiêu là phải xem vào bản sự của ông. Đừng quên, bảo bọn họ phải nhanh chóng dọn khỏi chợ quần áo đó, nếu không sẽ gặp phải tai kiếp còn lớn hơn đấy. Ngày hôm sau Hòa Thượng Tam bảo bắt đầu bày hàng bán thuốc, bởi vì trước chuyện Trương Dương đã nói một tiếng với đồn công an và phía công thương, cho nên không ai quản ông ta cả, đám tiểu thương không ít người bị bệnh, trên cơ bản đều là từ sau khi bắt tay với Trương Dương. Trương đại quan nhân thừa cơ lúc bắt tay đã đánh thuốc đám tiểu thương mà không để lại dấu vết, khiến bọn họ đều bị bệnh, phối hợp với dự ngôn đáng sợ của Hòa Thượng Tam Bảo, tạo nên được hiệu quả dọa dẫm cực tốt. Sinh ý bán thuốc của Hòa Thượng Tam Bảo tốt tới mức ngay cả bản thân ông ta cũng không thể tin được, sau khi chứng minh rằng thảo dược của ông ta hữu hiệu, trong một tiếng thời gian ngắn ngủi, 20 thang thảo dược đều được bán hết sạch, kỳ thực người thực sự bị bệnh chỉ có 5 người, những người khác thì nghe nói rằng thuốc này hiệu nghiệp, ai ai cũng hoang mang sợ hãi đi đến mua, có bệnh trị bệnh, không có bệnh thì cường thân, ai mà biết được lúc nào thì quái bệnh này rơi xuống đầu mình. Vấn đề di chuyển chợ khiến bộ ngành liên quan khốn đốn rất lâu không ngờ lại được tam bảo và thượng cấp nhẹ nhàng làm xong, con đường lao động đột nhiên biến thành thanh tịnh hơn nhiều, bởi vì bớt đi những sạp hàng chiếm đường kinh doanh, cả con đường đều lộ ra vẻ rộng rãi thông thoáng. Trương Dương lái xe Toyota vừa được sửa xong đi trên đường lao động, trong lòng sướng khoái vô cùng, đây chính là năng lực, việc đơn giản như vậy, trương dương ta chỉ tốn chút thời gian suy nghĩ là làm xong. ông đây muốn hạ một chút độc vào các ngươi, khiến các ngươi mắc bệnh chẳng phải chuyện dễ như búng ngón tay ư? đây chính là trí tuệ chính trị, đây chính là thủ đoạn chính trị. có điều người được lợi lớn nhất trong chuyện này chính là hòa thượng tam bảo. chu viện này không thể đường đường chính chính ghi lại trên sổ công lao của trương đại quan nhân được. trương dương vừa dừng xe thì thấy hòa thượng tam bảo đang đứng ở trong sân cục du lịch bên cạnh còn có bốn nữ hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi xinh đẹp thằng cha này đang xem tướng tay cho người ta trương dương thấy buồn cười thằng cha này sao nhìn thế nào cũng đều không thấy giống người xuất gia từ cảnh trước mắt có thể nhìn ra là lục căn không sạch hòa thượng tam bảo thấy xe của trương dương tiến vào vội vàng nghênh đón cung kính nói chào trưởng phòng trương trương dương cười nhạt một tiếng tôi bảo này ông là một người xuất gia thì đừng có làm ra vẻ nịnh hót dung tục như vậy có được không lại còn ở nơi công cộng như thế này nữa, ông tốt nhất chú ý tới ảnh hưởng một chút, tham tài tham sắc, ông con mẹ nó có chút nào giống đệ tử Phật môn không? Hòa thượng Tam Bảo xấu hổ cười cười, nói trưởng phòng trương, tôi quả thật là đệ tử Phật môn, tôi xem tướng tay cho người ta cũng là phổ độ chúng sinh, trong lòng không có một chút xác nghiệm nào cả. Thôi đi, ông cẩn thận không tròng mắt cũng rớt xuống đất đấy. Hòa thượng Tam Bảo sờ sờ cái đầu chọc lốc, bốn nữ hướng dẫn viên du lịch từ xa nói, đại sư, lúc nào thì giúp khai quang phát bùa hộ thân cho chúng tôi. Hòa thượng Tam Bảo mặt đỏ bừng cái đó, tôi ở chùa Nam Lâm chờ đợi đại giá của các nữ thí chủ. Trương Dương nhìn tên Hòa thượng này với ánh mắt khinh thường, thế này thì còn gì là thói đời nữa, Hòa thượng này e rằng không phải là muốn khai quan cho người ta đơn giản vây thôi đâu. Hòa thượng Tam Bảo nói, trưởng phòng Trương, tôi lần này là tới nhờ ngài giúp đỡ. Nói đi, chùa của chúng tôi ở phía sau nhà máy dệt Giang Thành. Khi cải cách văn hóa bị bọn họ chiếm không ít Phật đường tăng xá, hiện tại mãi vẫn chưa trả lại. Tôi muốn trưởng phòng Trương làm trung gian điều đình, xem xem phía nhà máy dệt có thể trả lại đất vốn thuộc về chúng tôi lại cho chúng tôi hay không, chính phủ có thể xuất một chút tiền để giúp chúng tôi tu sửa chùa Nam Lâm không? Trương Dương hình như có nghe nói tới tên chùa Nam Lâm này, ngẫm nghĩ kỹ lại thì hình như đã đọc được trong báo cáo về bảo hộ tường thành cổ của Tần Chu Vền Lương, hắn gật đầu, nói ông không ngờ còn có chùa chiền. Vậy được sau này tìm ông cũng dễ hòa thượng thì chạy được nhưng chùa miếu thì lại không chạy được trương dương quay về phòng viện lấy báo cáo của tần truyền lương ra đọc quả nhiên trong đó có nhắc tới vấn đề tu sửa kiến trúc cổ chùa nam lâm hắn cầm phần báo cáo này tới nói chuyện với đồng cát danh rồi đi thẳng tới nhà tần truyền lương bởi vì tần thanh và tần bạch đều đi làm trong nhà chỉ có một mình tần truyền lương đang hí hoáy với đống cọc gỗ thấy trương dương tới thăm ông ta cười ha ha đứng dậy chuyện tần thanh bị bắt cóc ông ta cũng biết Tần Bạch bởi vì vụ án bắt cóc đó mà mất hẳn ấn tượng ác liệt đối với Trương Dương, sau khi quay về lại kể chuyện Trương Dương vì Tần Thanh mà bị thương lại cho cha, cho nên hảo cảm của Tần Truyền Lương đối với tiểu tử này so với trước kia thì tăng lên mấy phần. Thấy Trương Dương cầm bản báo cáo đó trong tay, Tần Truyền Lương không khỏi lộ ra nụ cười khổ, bản báo cáo này của ông ta là được đưa lên chính phủ thành phố đầu tiên. Không ngờ vòng vo thế nào lại rơi vào trong tay cục du lịch, điều này chứng tỏ báo cáo của ông ta không được chính phủ thành phố quan tâm. Trương Dương có chút hứng thú ngắm nghía những cột gỗ mà Tần Truyền Lương đang chạm khắc, nói đây là con hổ. Tần Truyền Lương cười nói, vẫn chưa chạm khắc xong, cậu thích thì tôi tặng cậu. Trương Dương cười nói, thích thì thích, có điều cháu lại không có chỗ để đặt những cái này. Và lại quân tử không đoạt thứ mà người khác thích, hay là chú cứ giữ lại cho mình đi. Hắn hiện tại ở tạm khách sạn đế hiệu thịnh thế, đang phải lo lắng tới chuyện thuê phòng. Tần truyền lương chỉ vào bản báo cáo đó, nói có phải là chính phủ trả về không không phải trả về mà là giao cho phòng mở rộng thị trường chúng cháu xử lý cháu đã đọc bản báo cáo này của chú rồi những thứ bên trong rất có tính xây dựng tần truyền lương đối với cục du lịch rõ ràng là không có hy vọng gì cười cười lắc đầu đây là kế hoạch lớn cậu không làm chủ được đâu trương dương nói chú tần chú đây là coi thường cháu rồi cháu hôm nay tới là để nhờ chú chỉ điểm nói thực cháu tới cục du lịch công tác cũng được một đoạn thời gian rồi, nhưng cháu vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, rốt cuộc phòng mở rộng thị trường nên bắt đầu làm từ đâu, tư nguyên du lịch của Giang Thành nên khai quật từ đâu, chú lần này nhất định phải giúp đỡ cháu. Tần truyền lương gật đầu, nói, được, dẫu sao thì tôi cũng chẳng có việc gì làm, hai chúng ta vừa đi dạo vừa nói chu viện nhé. Trương Dương lái xe chở Tần Truyền Lưu Ưng đi quanh thành phố Giang Thành, bọn họ trước tiên là tới nha môn cũ, hiện giờ nha môn quốc tuy đã thành đơn vị bảo quản di vật văn hóa bên cạnh lại có một nhà máy than hoàn cảnh ô nhiễm rất nghiêm trọng tần truyền lương lại bảo hắn đi tới tường thành cổ tường thành cổ của giang thành nằm ở phía đông bắc chùa nam lâm hiện còn tồn tại khoảng hai cây em dưới tường thành cổ xây không ít nhà dân chen trúc chật trội vô cùng đã thành một trong những khu được bảo hộ của giang thành tần truyền lương dừng xe ở dưới một gốc cây du lớn trương dương xuống theo hai người đi tới chân tường thành Tần truyền lương vỗ vỗ gạch tường đã phủ đầy rêu xanh, cảm khái nói, gạch tường đều là từ thời Tần Hán, bên trên có không ít tiêu ký của lò gạch. Ông ta chỉ vào một con nhà nhỏ thấp lùn ở phía trước, nói phía sau căn nhà đó còn có một động để giấu binh, hiện tại đã bị người ta bịt rồi, căn cứ vào khảo chứng của tôi, động tàng binh này ít nhất cùng dài hai cây em, hiện tại đào ra nhất định có thể trở thành một điểm du lịch mới. Hai người lại đi tới chùa Nam Lâm ở phía sau nhà máy dệt, chùa Nam Lâm vốn có tên là Đại Bi Các cũng được gọi là chân giác thiện tự, là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất của Giang Thành, được xưng là Thị Các Lang Tiêu. Được xây dựng vào thời đường, trong những năm Càn Long Đại Thanh sau khi bị đốt thì được xây lại. Những kiến trúc hiện còn tồn tại có Sơn Môn, Điện Thiên Vương, Gác Chuông, Cổ Lầu, Các Đại Từ và Đại Hùng Bảo Điện. Sau cải cách văn hóa nơi đây tuy trải qua nhiều lần tu sửa, nhưng bởi vì tài chính bỏ vào không nhiều, khiến tu sửa lại thành giặt gấu vá vai, không có cải thiện về căn bản gì cả, cả ngôi chùa vẫn lộ ra vẻ cũ nát lục xụp. Trương Dương tuy không rõ chức năng cụ thể của các bộ ngành chính phủ, nhưng cũng biết những kiến trúc cổ và chùa chiền này đều thuộc sự quản lý của Cục Di sản Văn hóa, muốn ở những địa phương này mà mở rộng du lịch, tất phải có sự hợp tác với Cục Di sản Văn hóa. Khi Tần Truyền Lương dẫn Trương Dương đi xem gác chuông, Hòa Thượng Tam Bảo mặc tăng y màu xám đang bước nhanh tới, ông ta không ngờ Trương Dương lại tới nhanh như vậy, mừng rỡ nói, trưởng phòng Trương, hiệu suất làm việc của ngài cao quá, Sáng nay tôi vừa nói với ngài mà giờ ngài đã tới chùa chúng tôi khảo sát rồi. Ông ta dẫn hai người tới ngoài thiện phòng bị nhà máy dệt chiếm cứ để xem, bởi vì kéo tường viện xuống, cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài xa xa mà nhìn. Hòa thượng Tam bảo nói, khoảng đất bị nhà máy dệt chiếm kỳ thực là sân sau của chúng tôi, các tăng chúng đều sống ở đó, còn có một vườn hoa nữa, hiện tại cũng thành vườn hoa nhà máy của nhà máy dệt rồi, bên trong còn có mấy gốc cổ thụ ngàn năm nữa. Trương Dương cười nói, chuyện này ông nên tìm tới cục di sản văn hóa vườn cây. Hòa thượng Tam Bảo cười khổ, nói, tới rồi, nhưng người ta căn bản không quản, cho nên chỉ có thể cầu trưởng phòng Trương ngài giúp đỡ thôi. Tần Truyền Lương nói, nếu mở rộng và tu sửa chùa Nam Lâm, sau đó phá bỏ khu nhà lều lá tại khu vực tường thành cổ, khơi thông sông hộ thành ở bên ngoài đào động giấu binh, những cảnh quan chủ yếu này có thể hình thành điểm du lịch của khu vực Bắc Bộ Giang Thành, đây chính là tài nguyên tài nguyên nhân văn lịch sử. Trương Dương nghe Tần Truyền Lương nói vậy thì bất giác cảm thấy động tâm, hắn đối với việc phát thảo kế hoạch không có sở trường đặc biệt gì, có điều bản sự lớn nhất của hắn chính là áp dụng thực tế, chỉ cần đưa ra phương án hợp lý thì hắn nắm chắc có thể thực hiện được bản kế hoạch này. Sau khi hoàn thành chuyến đi này, Trương Dương rất chân thành đề xuất lời mời với Tần Truyền Lương, bảo Tần Truyền Lương làm cán bộ tham mưu cho hắn. Tần Truyền Lương vốn không có hứng thú lắm đối với chuyện này, hơn nữa vẫn còn giữ thái độ bảo lưu đối với năng lực của Trương Dương, nhưng thấy Trương Dương nhiệt tình như vậy, nghĩ tới Trương Dương nhiều lần cứu Tần Thanh, cũng không tiện từ chối, nghe con không sợ hổ, có lẽ Trương Dương thực sự có thể làm ra một số trò hay. Lãnh đạo trực tiếp của Trương Dương là cổ kính ngôn, nhưng cổ kinh ngôn đối với loại chuyện này thì vốn không có một chút hứng thú nào, trong lòng ông ta chỉ nghĩ cách cố gắng kiếm được một chút rồi về hưu, vị trí cục trường cục du lịch này cũng là không cầu có công nhưng cầu đừng có tội, Ba vị phó cục trưởng khác cùng đều không phải là loại người làm chủ thực sự. Nói đi nói lại thì trương dương cũng không hy vọng bọn họ giúp đỡ được gì nhiều. Nhưng trên trình tự thì vẫn phải đi như vậy. lĩnh đạo người ta có quyền được biết mà. Sau cùng cũng chỉ có lý trường vũ là có được chút tác dụng. Lý trường vũ được phân quản du lịch. Sau khi đọc kỹ bản kế hoạch mở rộng tài ngu ven do tần truyền lương soạn, trương dương đưa tới, lập tức cho rằng điểm bắt đầu mà trương dương chọn sau khi vào cục du lịch là chuyển xác và có thể thực hiện được. Có điều chuyện này vẫn cần đệ trình lên để thảo luận trong hội nghị thường ủy, nhìn thì chỉ là khai phá một điểm nho nhỏ, nhưng bên trong lại liên quan tới không ít bộ ngành, có cục du lịch, có cục di sản văn hóa, hiệp hội Phật giáo cùng rất nhiều xí nghiệp, điều này đối với Lý Trường Vũ mà nói thì cùng không phải là vấn đề lớn gì. Trước đây, bài luận nói về phát triển kinh tế xanh của Giang Thành đã giành được sự ủng hộ và bình luận tốt của rất nhiều thường ủy, bản đề xuất này chính là sự bổ sung đối với lý luận của hắn hắn tin rằng chắc sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại. Trên thực tế tầng lớp lãnh đạo hiện tại của Giang Thành đã bị vụ án của tiền thị trưởng Lê Quốc Chính làm cho sợ bóng sợ gió, nhân tâm hoảng loạn rồi, ít có người dám đề xuất kiến giải có tính cải cách, ngay cả đại thị trưởng tả viên triệu vừa mới nhậm chức cũng lộ ra vẻ cẩn thận, kế hoạch xây dựng sân bay mới mà hắn dày công chuẩn bị cũng rơi vào tình trạng tạm thời gác lại, vào những lúc như thế này vẫn nên là tính quan kỳ biến, có trời mới biết được vụ án của Lê Quốc Chính sẽ dẫn tới chấn động như thế nào. Cho nên sau khi Lý Trường Vũ đề xuất bản kế hoạch này, trên hội nghị thường ủy không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào, làm du lịch, dọn dẹp đường phố một chút, hủy vài cái nhà đối với chính phủ thị ủy mà nói thì chỉ là một chu viện nhỏ. Bọn họ cho rằng Lý Trường Vũ đây chẳng qua là muốn làm ồn ào một chút, dẫu sao thì hiện tại tập thể Giang là một chút cũng không dám bước, loại chu viện nhỏ này để hắn làm đi làm lại một chút cũng tốt. Lý Trường Vũ sau khi nhận được sự thông qua và ủng hộ của thường ủy, Lập tức triệu tập lãnh đạo của Cục Du lịch, Cục Di sản Văn hóa cùng với chùa Nam Lâm tới họp. Hội nghị còn mời cả tình huyền cao, hội trưởng hiệp hội Phật giáo, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị tham gia. Đại biểu phía Cục Du lịch Giang Thành dự hội nghị chính là cục trưởng Cổ Kính Ngôn và trưởng phòng phòng mở rộng thị trường Trương Dương, thân là người trực tiếp đề xuất kế hoạch khai phá hạng mục du lịch. Trương Dương tất nhiên là phải phát ngôn trước, hắn trước tiên báo cáo và nói rõ những điểm du lịch cần khai phá với những người tham dự cuộc họp. Bản báo cáo này của Trương Dương là kết quả khảo sát và phân tích nhiều năm của Tần Truyền Lương, là kết tinh tâm huyết của Tần Truyền Lương, cho nên trong lý luận không có quá nhiều khuyết điểm, những người tham dự cuộc họp đều nhất trí biểu lộ sự khẳng định. Khi tới lượt bí thư khu ủy khu văn Uven Phạm Bá Hy phát ngôn, Phạm Bá Hy mỉm cười, nói tôi thấy ý tưởng của Tiểu Trương rất tốt, xung quanh chùa Nam Lâm có rất nhiều danh lam thắng cảnh, người đời sau bởi vì chục năm hạo kiếp, cho nên khu vực này khá hỗn loạn, dân cư nhà máy hỗn tạp, khu chúng tôi cũng nhiều lần đề xuất kiến nghị triệt để cải tạo lại khu vực này, lý luận của tiểu trương và kế hoạch công tác nhiều năm nay của khu chúng tôi là không mưu mà hợp. Những lời này trương dương nghe có chút không thuận tai, còn mẹ nó, còn chưa ra làm sao mà ngươi đã muốn cướp công rồi, theo như ngươi nói, phải chăng có nghĩa là tương lai sau khi chuyện hoàn thành, ít nhất cũng có nửa phần công lao của ngươi. Phạm Bá Hy lại nói, tôi đồng ý, cải tạo chùa Nam Lâm có thể lấy trọng điểm là khu Bắc khu Văn Uyên, tôi, Lý Trường Vũ cười ha ha, nói: "Bí thư Phạm và tiểu Trương đúng là cùng chung chí hướng, tôi thấp có sự ủng hộ của Bí thư Phạm, công tác của cục du lịch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều." Hắn không đợi Phạm Bá Hy nói xong thì đã ngắt lời. Phạm Bá Hy vốn muốn đề xuất do khu lý dẫn đầu làm chuyện này, không ngờ Lý Trường Vũ căn bản lại không cho hắn cơ hội để nói ra những lời này. Phạm Bá Hy cũng là lão tướng nhiều năm lăn lộn trên chính đàn, đối với quan hệ giữa Trương Dương và Lý Trường Vũ sớm đã nghe hỏi rõ ràng, hôm nay tận mắt nhìn thấy Lý Trường Vũ bênh vực cho Trương Dương, trong lòng lập tức hiểu ra, cảm thấy chuyện này là cơ hội để vị phó thị trưởng thường vụ này kiếm chính tích cho Trương Dương, hắn không thể để người khác chia một chén canh trong đây. Hắn không khỏi thầm cảm thán, thì ra chính trị cũng có thể chơi như thế này, tiến cử người hiền không hiềm người thân. Lý Trường Vũ à Lý Trường Vũ, người tìm mọi người đến, mục đích chính là để đưa đứa con nuôi của ngươi lên, chuyện này làm hơi rõ ràng quá đấy. Lý Trường Vũ sở dĩ cường điệu tác dụng quan trọng của cục du lịch, không chỉ là bởi vì chuyện này là Trương Dương đề xuất trước tiên, mà còn có một nguyên nhân khác, loại chuyện này nếu như để người khác đi làm, e rằng lằng nhằng năm ba năm cũng chưa chắc đã thấy được khởi sắc. Nếu Trương Dương ra tay, hắn tin rằng trong vòng một năm sẽ có diện mạo mới, thậm chí không cần tới một năm. Quan hệ cá nhân năm đó của hắn và Trương Dương cũng đã có tác dụng, tiến cử người hiền không hiềm người thân, ông đây chính là làm như vậy đấp. Hắn có năng lực, tôi muốn đỡ hắn, các người có trách thì cứ trách đi. Thái độ nâng đỡ trường dương của Lý Trường Vũ rỡ mồn một như vậy, những người khác tất nhiên là không tiện nói gì, người bực bội nhất chính là Cục trường Cục Di sản Văn hóa Khui Thường Tại, chuyện ngày hôm nay nói sao cũng nên là Cục của bọn họ mở đầu, đây chẳng khác nào là ngang nhiên cướp đi chức quyền của bọn họ rồi giao cho Cục Du lịch. Lý Trường Vũ nói, tôi đề nghị chúng ta thành lập một tổ xây dựng khu du lịch Chùa Nam Lâm, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí tổ trường, công tác cụ thể thì tôi thấy nên do trưởng phòng phòng mở rộng thị trường của Cục Du lịch Trương Dương đảm nhiệm, những người khác thì cùng phối hợp, mọi người có ý kiến gì không? Hắn đã nói vậy rồi thì người ta còn có thể có ý kiến gì được nữa? Trình Huyền Cao, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo, Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị mỉm cười nói, rất tốt, rất tốt. Bí thư khu ủy Văn Uyên Phạm Bá Hy vỗ tay đầu tiên, nhưng trong lòng thì lại mỉa mai Lý Trường Vũ, có điều tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, cũng chứng tỏ phó thị trường người ta căn bản không để ý sự mỉa mai của hắn. Tâm tình hiện tại của cổ kính ngôn rất phức tạp, tuy ông ta mới là người đứng đầu cục du lịch, nhưng hiện giờ Trương Dương rõ ràng đã trở thành người phát ngôn của cục du lịch. Thái độ vi quan của ông ta chính là được chăng hay chớ, thanh nhàn lăn lộn nốt mấy năm cuối cùng. Nhưng sự xuất hiện của Trương Dương đã khiến ông ta hiểu ra rằng, sau này độ khó của việc lăn lộn qua ngạp sẽ khó hơn nhiều, vô luận là ông ta có tình nguyện hay không thì cuộc du lịch này đều sẽ biến thành càng lúc càng náo nhiệt. Sớm muộn gì thì cũng trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn vào, mà nơi trở thành tiêu điểm thì thị phi sẽ càng nhiều hơn, mà đã có thị phi thì cục trưởng như ông ta sẽ tất nhiên không thể thanh tịnh, con mẹ nó, lão tử đã phạm thái tuế à. Sau khi tan họp, Lý Trường Vũ giữ một mình Trương Dương lại. Trương Dương tỏ ý cảm tạ với biểu hiện ra sức ủng hộ của Lý Trường Vũ, lén lút giơ ngón tay cái lên với Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ cười nói: "Trương Dương, chuyện này tôi đã giao cho cậu rồi, có bất kỳ lực cản nào, cậu chỉ cần hồi báo lại cho tôi." Có điều, thằng nhóc cậu cũng phải nhớ rằng, đã làm thì phải làm cho tốt, mau chóng làm ra thành tích cho tôi, để người khác không còn gì để nói, dùng thực lực của mình để chứng minh với người ta đi. Trương Dương làm gì mà không hiểu rằng Lý Trường Vũ vì mình mà khẳng định đã phải chịu rất nhiều chỉ trích ở sau lưng, hắn mỉm cười, nói: "Thị trưởng Lý cứ yên tâm." Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hắn lại nhớ tới một vấn đề quan trọng, à, thị lý có phải là sẽ ủng hộ một chút về phương diện tài chính không? Nhưng câu trả lời của Lý Trường Vũ về vấn đề này lại khiến hắn có chút thất vọng, tôi sẽ cố gắng tranh thủ, song tình hình tài chính của thị lý rất khó khăn, cậu cũng đừng quá hy vọng làm gì. Nhưng tu sửa chùa Nam Lâm cần một bộ phận phí dụng rất lớn. Lý Trường Vũ trả lời một cách giảo hoạt, năm ngoái xây chùa là dựa vào cái gì? Trương Đại Quân Nhân làm sao mà không hiểu ý của hắn. Lý Trường Vũ là bảo hắn đi hóa duyên, ta xxx, hóa duyên, công trình lớn như vậy hắn không ngờ lại bảo mình đi hóa đu viên. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, trên chính sách tôi sẽ ủng hộ cậu hết sức mình, còn về tài chính, thị Lý chỉ có thể lượng sức mà làm, quan trọng là phải dựa vào bản thân mình, tôi tin vào đầu óc của cậu, cậu nhất định sẽ làm được. Trương Dương là một người đã nói là làm, hắn sau khi quay về đã mở ngay một cuộc họp nhỏ trong phòng ban, những người tham gia trừ trưởng phòng đồng cát danh ra thì chính là bốn cán sự trẻ tuổi đó. Tất cả mọi người nghe nói thực sự phải làm công tác lớn thì ai ai cũng lộ ra vẻ không dám tin. Đối với đồng cát danh mà nói thì đúng là như vậy thật. Hắn công tác ở cục du lịch hơn 20 năm, làm ở phòng mở rộng thị trường cũng 15 năm, căn bản chưa từng gặp một công tác cụ thể gì. Vị trưởng phòng trương mới nhậm chức này đã bắt đầu thay đổi tất cả rồi. Trương Dương cười nói, thông qua điều tra và nghiên cứu cùng với phân tích nhiều phía, phòng mở rộng thị trường của chúng ta cuối cùng cùng xác định được trọng điểm công tác của năm nay, đó chính là khai phá tường thành cổ lấy chùa Nam Lâm làm trung tâm, tạo ra một điểm du lịch mới trong khu vực Giang Thành. Giang Nhạc nghe vậy liền ngu ngơ hỏi, trưởng phòng Trương, tôi muốn hỏi một chút, chúng ta là phụ trách kế hoạch hay là phụ trách thực thi công tác vậy? Câu này của hắn hỏi rất đúng trọng điểm, chức năng của cục du lịch là mở rộng thị trường như vậy hình như là đặt ở việc lên kế hoạch, còn thực thi công trình cụ thể thì vốn chẳng có quan hệ gì tới bọn họ cả. Các hạng mục quy hoạch, duyệt phương án, công trình, báo cáo xin phê duyệt đều thuộc phòng quản lý kế hoạch của Cục Du lịch, đó là việc mà Phó Cục trưởng Tường Khánh Thiện phụ trách. Trương Dương trả lời một cách rất chắc chắn, chúng ta phụ trách chủ tính quy hoạch, tổ chức thực thi. Thị Lý đã thành một tiểu tổ xây dựng khu du lịch ở Chùa Nam Lâm, Phó Thị trưởng Lý đảm nhiệm chức tổ trường, tôi thì phụ trách công tác cụ thể tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, trong đầu đồng thời hiện lên một ý nghĩ, đó chính là có quyền rồi. Phòng mở rộng thị trường trước kia không có bất kỳ một chút thực quyền nào giờ cuối cùng cũng có quyền rồi. Chu Hiểu Vân cười nói, xếp à, thị lý lần nạp định giao ngân sách bao nhiêu cho chúng. Ta, vấn đề này đã hỏi tới chỗ mấu chốt rồi đây, Trương Dương tất nhiên không thể kể lại những gì mà Lý Trường Vũ đã nói với hắn, nếu không tính tích cực của đám thủ hạ khẳng định sẽ lập tức mất sạch chẳng còn tí gì, hắn mỉm cười, nói thị lý nói rồi, phương diện tài chính không cần phải lo lắng gì cả, bọn họ sẽ đổ tiền vào sự nghiệp du lịch, sau này du lịch sẽ trở thành trọng điểm phát triển kinh tế của Giang Thành. Phòng mở rộng thị trường lập tức hoan hô, tiếng hoan hô này truyền khắp cả tòa nhà, Cục trưởng Cục Du lịch của Kính Ngôn ở trong phòng làm việc cũng nghe thấy tiếng hoan hô này, không khỏi nhíu mày. Hai vị phó cục trưởng ngồi trong phòng ông ta là Cao Hưng Quý và Tường Khánh Thiện quay sang nhìn nhau, trên mặt của hai người đều lộ ra biểu tình cực kỳ tức giận và bực bội. Cao Hưng Quý nói, cục tường cổ, ông thấy phòng mở rộng thị trường có phải là nên chỉnh đốn lại không? Hai trưởng phòng cả ngày đều không ở đơn vị, thời gian đi làm còn không bằng thời gian nghỉ làm, bốn người trẻ tuổi đó thì cũng rất không tập trung, ông thấy có cần. Cổ kính ngôn thầm mắng Cao Hưng Quý lắm chu viện, căn bản không thèm trả lời hắn, nếu như ông ta ra mặt đối với Trương Dương, vậy chẳng khác nào là đắc tội với phó thị trường Lý Trường Vũ, Cao Hưng quý coi mình là thằng ngốc ư? Cổ kính ngôn rất giỏi càn khôn đại Nazi, lập tức chuyển đề tai lên chuyện ban đào tạo hướng dẫn viên du lịch. Lão cao à, ban đào tạo hướng dẫn viên du lịch thế nào rồi? Có thể khai giảng đúng thời gian không? Cao Hưng quý nghe thấy cổ kính ngôn nói vậy, cũng minh bạch rằng thái độ của cổ kính ngôn đối với trương dương khẳng định là mặc mẹ nó. Trong lòng thầm mắng một hồi rồi nói, chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi học sinh mới nhập học thôi. Cổ Kính ngôn lại nói, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch năm nay nhất định phải thật chặt chẽ, tố chất của hướng dẫn viên du lịch của Giang Thành không cao, sau này người không đạt được chi tiêu thì nhất định không phát chứng chỉ. Chuyện NAVI chẳng liên quan gì tới Tường Khánh Thiện, phát giấy chứng nhận tư cách hướng dẫn viên du lịch là một công việc béo bở. Cao Hưng Quý nhờ chuyện này mà thu được không ít lợi ích, được ngủ với không ít hướng dẫn viên du lịch, đây đã là bí mật công khai của cục du lịch rồi. Tường Khánh Thiện nói, không biết lần này thị lý có thể ủng hộ bao nhiêu về tài chính. Cao Hưng Quý khinh thường nói, ngân sách của tài chính thành phố đối với cụ du lịch trước giờ đều là kiểu giật gấu vá vai, ở Giang Thành làm du lịch quá khó rồi. Qua tháng riêng, tất cả mọi thứ ở bên cạnh Trương Dương đều biến thành thuận lợi, trước tiên Triệu Tĩnh đã khỏe mạnh rời viện. Trương Dương vốn đề nghị cô ta về nhà nghỉ ngơi, nhưng Triệu Tĩnh lại kiên trì ở lại Đông Giang để học, công tác xây dựng khu dịch lịch ở chùa Nam Lâm dưới sự giúp đỡ của Tần Truyền Lương đã bắt đầu tiến hành. Trương Dương phái Chu Hiểu Vân làm trợ thủ cho Tần Truyền Lương, giúp ông ta viết bản kế hoạch cụ thể, dưới sự can thiệp của Lý Trường Vũ, phía nhà máy dệt rất nhanh liền trả lại thiện viện vốn thuộc chùa Nam Lâm. Một vấn đề khác được bày ra trước mặt bọn họ chính là vấn đề phải phá bỏ và di rời các hộ gia đình sống ở xung quanh tường thành cổ. Những hộ gia đình đó tổng cộng gần trăm nhà, Công tác phá rỡ và di rời vào những năm 90 không khó làm như hiện tại, di rời và phá rỡ do Khu Văn U Vên ra mặt, coi như được tiến hành thuận lợi, dẫu sao thì chỉ cần cung cấp nơi ở cho những người dân này, bọn họ sẽ bằng lòng chu vền khỏi khu lều lá lụp sụp chật hẹp này. Huống chi đám tăng nhân của Chùa Nam La Ẩm dưới sự dẫn dầu của Hòa Thượng Tam Bảo đã có dự mưu gieo rắc phong thủy luận, phía chính phủ cũng đề xuất tường thành cổ thuộc loại tường nguy hiểm, lập tức tiến hành cải tạo với quy mô lớn. Bí thư khu ủy khu văn nguyên Phạm Bá Hy vốn có nguyên tắc chuyện đặc biệt thì phải làm một cách đặc biệt, đem những lều lá được dựng vững ghép thành ba tòa lâu phòng, cung cấp cho những hộ bị di rời đó sử dụng, trong nửa tháng ngăn ngủi trên cơ bản đã án trí xong công việc di rời hộ dân này. Không ai ngờ được rằng công việc xây dựng khu du lịch ở chùa Nam Lâm lại được tiến hành thuận lợi như vậy, nhưng vấn đề rất nhanh lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Đúng như Lý Trường Vũ đã nói, phương diện tài chính không thể ủng hộ bọn họ quá nhiều, Tài chính của khu Văn U cũng rất hạn hẹp, án trí di rời hộ dân bọn họ đã tận hết sức rồi, nếu bảo tài chính của khu rót tiền vào, rõ ràng là điều không thể. Lý Trường Vũ thông qua nỗ lực từ thị lý tranh thủ được ngân sách 200 vạn nhân dân tệ, nhưng 200 vạn nhân dân tệ đối với việc tu sửa toàn bộ tường thành cổ và chùa Nam Lâm tự mà nói thì căn bản là như muối bỏ biển, căn cứ vào dự đoán sơ bộ của Tần Truyền Lương, chỉ tu sửa chùa Nam Lâm thôi đã cần khoảng gần ngàn vạn nếu muốn cả khu du lịch được xây dựng có quy mô, ít nhất cũng phải bỏ vào 200 triệu, con số này ở trước mắt mà nói là điều không thể. Nhiệm vụ bày ra ở trước mặt Trương Dương là phải đi hóa duyên, nhưng phải bỏ vào 2 triệu nhân dân tệ, bảo hắn đi đâu mà hóa duyên đây. Trương Dương trước tiên nghĩ tới An Trí Viễn, toàn bộ tinh lực hiện tại của An gia đều đặt ở núi Thanh Đài, chắc là không có dư nhiều vốn để chiếu cố cả phương diện Giang Thành, và lại trưởng môn nhân của An gia hiện tại là An Đức Hằng. Trương Dương trong lòng cực kỳ ghét thằng Ôn này, càng không thể hợp lực với hắn được. Cố Gia Đồng trước mắt đang liên thủ với Phương Văn Nam để cạnh tranh khối đất của nhà máy bách hóa Dệt vải, Trương Dương cũng không muốn làm phiền cô ta, nghĩ đi nghĩ lại hắn chỉ nghĩ tới Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên không phải là có bà ngoại có gia sản ức vạn ư, gọi vốn trước tiên cứ tìm người của mình đã. Từ sau khi Trương Dương tới cục du lịch Giang Thành làm việc, Sở Yên Nhiên vẫn chưa tới lần nào hai ngày nay vừa hay định tới thăm Trương Dương thì vừa hay nhận được điện thoại của hắn. Sở Yên Nhiên rất vui vẻ đáp ứng ngay, nghe Trương Dương nhắc tới chuyện gọi vốn đầu tư. Sở Yên Nhiên tỏ ý bảo lần này sẽ gọi Lâm Tú đi cùng. Trên phương diện làm ăn Sở Yên Nhiên không hứng thú cho lắm, loại hạng mục cần tiền vốn quá lớn như thế này trên cơ bản phải làm phiền Lâm Tú. Lựa chọn đầu tư duy nhất mà cô ta tự mình làm chính là đầu tư bài nuôi lợn của Quách Đạt Lược, hợp tác xây dựng nhà máy thức ăn gia súc, hiện tại xem ra nhãn quang của cô ta vô cùng chuẩn xác, lúc nạp giá lợn đang tăng cao, hơn nữa nhà máy thức ăn gia súc đã bắt đầu sản xuất được nhiều, tình hình doanh tiêu thụ duy trì khá tốt. Khi sở yên nhiên tới Giang Thành, mưa hè của Giang Thành rất lớn, cô ta lần này là từ tĩnh An ngồi xe lửa xuất phát, cho nên không thể tới cùng lúc với Lâm Tú. Trương Dương sớm đã đợi cô ta ở trạm xe lửa Giang Thành, bởi vì xe lửa tới muộn nửa tiếng nên khi sở yên nhiên xuống xe thì đã là 6 giờ tối, mưa hè đang rất nặng hạt sở yên nhiên nhìn thấy trương dương đứng trên bục vui mừng gọi tên hắn trương dương mỉm cười vẫy tay với cô ta rồi chạy ra đón sở yên nhiên chạy nhanh tới lao thẳng vào lòng hắn điều này tất nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của những người xung quanh trương đại quan nhân ngượng ngùng nói chú ý ảnh hưởng một chút sở yên nhiên trừng mắt lườm hắn một cái nói ảnh hưởng cái gì người ta nhớ anh mà trương dương cười ha ha một tiếng Giang Thành này nói lớn thì cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Loại địa phương như trạm xe lửa càng dễ gặp người quen. ở xa xa một bóng người quen thuộc nhoáng lên, không ngờ là cục trường khui thường tại của cục di sản văn hóa vườn cây. Khui thường tại cũng không ngờ lại gặp Trương Dương ở trạm xe lửa. Hắn là tới tiễn người, vừa hay nhìn thấy cảnh Trương Dương và Sở Yên Nhiên ôm nhau. Khui trường tại cũng không nghĩ nhiều, một là Trương Dương trẻ tuổi, người trẻ tôi yêu đương cũng là chuyện bình thường sở yên nhiên tạo cho hắn một cảm giác là rất xinh đẹp, cô gái dung mạo xuất chúng như thế này đi đâu cũng thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Sở yên nhiên phát giác ra trương dương có gì đó bất thường, lúc này mới lưu ý tới một người trung niên đang nhìn về phía bọn họ, cô ta thì thầm khe khẽ nhìn cái gì mà nhìn. Trương Dương đã mỉm cười bước tới, chủ động bắt tay với đối phương, cục trường khui ông cũng tới đón người à. Khui thường tại cười nói, tôi đi tiễn người. Hắn nhìn sở yên nhiên ở phía sau Trương Dương, mỉm cười hỏi, bạn gái à? Trương Dương gật đầu. Sở yên nhiên trong lòng ngọt ngào tới cực điểm, thằng cha này cuối cùng cũng ở trước mặt người ta công khai thừa nhận mình là bạn gái của hắn rồi. Rất xinh đẹp, khui thường tại khen ngợi một câu, mưa ở bên ngoài rất lớn, nước mưa đập xuống đất liền bắn lên, bọn họ theo dòng người bước ra khỏi trạm xe lửa. Trương Dương không quen thuộc lắm với trạm xe lửa, khui thường tại thì lại có chút quan hệ, hắn muốn mời Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng đi ra từ cửa dành cho khách VIP. Trên đường khui thường tại băng quơ nhắc tới chuyện tu sửa chùa Nam Lâm. Trương Dương cười khổ, nói thị lý lần này tổng cộng chi cho 200 vạn, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ, tôi đang vì chuyện này mà phát sầu đây, cục trường khui có cao chiêu gì không, dạy tôi đi. Khui thường tại rất bất mãn việc cục du lịch ôm đồm nhiều việc, lần này tuy ngại áp lực bên trên có tham gia vào, cho nên rất ít đề xuất kiến nghị trong việc tu sửa tường thành cổ và chùa Nam Lâm. Hắn tuy là một trong những thành viên của tiểu tổ chủ bị khu du lịch chùa Nam Lâm, nhưng lại xuất công không xuất lực, là một nhân vật không nổi bật, lời nói cũng có chút ý vị chua sót, trường phòng trương tuổi trẻ tài cao, tôi nghĩ vấn đề tiền vốn chắc không làm khó được anh đâu. Tiểu tổ chủ bị của chúng ta trên dưới đều tràn ngập hy vọng với anh mà. Câu nói này quá rõ ràng, ý là ngươi không phải là có bản sự ư. Người có bản sự thì tự mình đi kiếm tiền vốn đi, chúng ta đằng nào cũng chẳng có năng lực đó. Hiện tại nghĩ rằng ngày đó Lý Trường Vũ không giao chu viện này cho Cục Di sản Văn hóa cũng là chuyện tốt, đổi lại là ai khác cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà kiếm được 200 triệu tiền đầu tư cả. Sở Yên Nhiên tuy không hiểu công tác cụ thể hiện tại của Trương Dương cho lắm, nhưng từ trong lời nói của khui thường tại đã cảm nhận được áp lực và sự khó khăn mà hiện tại Trương Dương đang phải đối mặt. Cô ta không nói chen vào, đứng ở cửa vẫy tay chào khui thường tại. Trương Dương mở ô, giang tay ra ôm lấy vai nhỏ của sở yên nhiên, bước vào trong mưa gió. Ô tuy rất nhỏ, nhưng lại mang tới cảm giác ấm áp ngọt ngào cho đôi tình nhân. Trương 135, nhị nữ nhất bôi. Chiếc xe Toyota của Trương Dương chẳng cũ chẳng mới, nhưng đám nhân viên trông xe bạch mề điểm hương tên nhà hàng thấy mang biển số Bắc Kinh vội cuống quyết tới hỗ trợ cất xe. Trương Dương qua một thời gian lái xe, khả năng xoay ngang cũng có chút tiến bộ. Sở Yên Nhiên thấy động tác của hắn không khỏi thở dài, người định làm siếc à? Trương Dương nhếch môi cười nói, không có biện pháp a, à, ta không có thiên phú lái xe. Hắn miễn cưỡng đỗ xe đúng chỗ, sau đó mở cửa xe, bật cây dù ra, rồi mở cửa đón Sở Yên Nhiên, hai người đi vào đại môn. Bởi vì hai người đi ăn không có dự định trước nên cũng không đặt trước may là căn phòng trên lầu hai hướng thẳng ra hồ nhã vân vẫn chưa có ai ngồi. lúc này sắc cũng đã ảm đạm đi nhiều, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ xuống, căn bản là không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. bất quá nhìn cảnh vật bên hồ trong làn mưa mờ ảo và những ánh đèn chớp lé cũng có phần ý vị. trương dương đã gọi vài món ăn giang thành đặc sắc, lại gọi thêm một bình rượu hồng. tiểu tử này gần đây cảnh giới để thăng lên nhiều, cũng không còn phải cái kiểu không rượu không vui như trước nữa. vì dù sao ngày càng phải xã giao nhiều. Hắn đối với uống rượu tự nhiên sinh ra một cái cảm giác chán ghét, huống chi Sở Yên Nhiên đối với rượu có chút không thích cho lắm. Ngoại công của nàng chính là vì uống rượu về sau đó đổ bệnh, trong mắt nàng xem ra uống rượu thực sự là không có cái điểm gì tốt. Trương Dương nâng chén rượu nói, "Nào, cụng chén vì lần đầu hẹn hò tại Giang Thành." Sở Yên Nhiên cụng chén cùng với hắn, yêu nhã nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng mỉm cười nói nhỏ, "Cái gì cái hẹn hò?" Quang Minh chính đại a à. Nàng dừng một chút rồi cảm thán nói, lúc đầu tiên gặp ngươi, nhớ lúc đó ngươi mới là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã, không tưởng được mới một năm mà đã trở thành trưởng phòng sở du lịch Giang Thành, tốc độ thăng quan thực sự là nhanh à. Đó là vì ta có năng lực, có cái câu gì mà, thì kim tử tổng yếu phát tiên, là vàng thì thế nào cũng phát kim ta là một viên dạ minh châu, vô luận là có ở đâu thì cũng luôn phát ra ánh sáng dạng người. Sở yên nhiên cười, nói khoác mà không biết ngược, bất quá ta thích điện thoại của trương dương đổ chuông nhìn lại một chút thì ra là tần thanh gọi tới hắn bắt máy cười nói lãnh đạo hảo tần thanh nhẹ giọng hỏi đang ở đâu đó đang đi ăn bên ngoài với bằng hữu ta đang ở giang thành tối nay đại diện lãnh đạo huyện mở tiệc chiêu đãi an đức hằng tiên sinh ngươi tới không trương dương nao nao ta kháo sao lại trùng họp thế chứ tần thanh thế nào lại đã ở giang thành rồi hắn cười đáp phỏng chừng là không được ta lúc này vẫn đang ở Bắc Nguyên. Bắc Nguyên A, à, trời mưa lớn không? Lớn, rất lớn A. À. A, à, không lái xe chứ? Hả, Trương Dương lúc này mới thấy có chút sai, quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nhìn ra phía đại môn. Thấy Tần Thanh mặc một bộ vest tông nữ màu xám đang cúp điện thoại loại, yêu nhã đi về phía hắn. Trương Đại Quan Nhân có chút xấu hổ, con mẹ nó tự nhiên lại nói xạo làm cái gì không biết. Ta sợ cái gì chăng? Bỗng nhiên lại có cảm giác như là đang ăn vụng thì bị bắt quả tăng vậy, thực sự là khó xử a. À. Sở Yên Nhiên cũng ý thức được Tần Thanh tới, khuôn mặt xinh đẹp thoáng có chút rụt rè mỉm cười, nàng đứng lên chủ động vươn tay chào Tần Thanh. "Tần chủ tịch hảo." Hai bàn tay trắng ngọc ngà nối với nhau, trên vẻ mặt cả hai mỉm cười như xuân phong làm say lòng người, làm mê đắm ánh mắt của kẻ nhìn, trong hai đôi mắt không hiển hiện ra một chút định ý nào, nhưng Trương đại quan nhân lúc này lại như đang ngồi trên đống than Tần Thanh cười nói, Sở tiểu thư tới Giang Thành lúc nào a? À? Vừa mới tới được một lúc, vừa đi vòng quanh một vòng ngắm cảnh Giang Thành với Trương Dương một chút. Tần Thanh dịu dàng cười, thật đáng tiếc là trời mưa quá lớn a, à, làm cho Sở tiểu thư không thể tận hứng rồi. Sở Yên Nhiên đạm nhiên cười nói, ta lần này tới Giang Thành là để gặp Trương Dương thôi, nguyên bản cũng không có dự định thưởng thức phong cảnh. Trương đại quan nhân nghe hai người đối thoại, nội tâm cảm thấy Giang cả mình ta kháo thế nào sao tự nhiên nghe sạc mùi thuốc súng thế nhỉ? tần thành cười nói ta không quấy rầy hai người nữa, ta cũng còn phải tiếp đãi đoàn đầu tư phía hồng kông. sở tiểu thư lúc nào rảnh tới uống trà. sở yên nhiên tự nhiên cười đáp tần chủ tịch đi thông thả, có cơ hội ta nhất định điện cho ngươi. tần thành trước khi đi nhìn trương dương một cái, khuôn mặt nàng không giao động một chút hỉ nộ nào cũng khiến cho trương dương cảm thấy thấp thỏm bất an. Lúc Tần Thanh rời đi xạ sở yên nhiên nhấc chân đá Trương Dương một cái, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ cười giảo hoạt thế nào. Hai ta đang ở Bắc Nguyên sao? Nhìn thấy Tần Chủ tịch thành cái dạng này, có phải ái náy lắm không? Trương Dương cố làm ra vẻ cười nói, ta sợ nàng ta sao? Bất quá người ta nói gì cũng là lãnh đạo, khách khí một chút cũng là chính xác mà. Sở yên nhiên nói, thế nào sao ta lại cảm thấy hai người nhìn nhau không đơn thuần chỉ là cấp trên cấp dưới thế nhỉ? trương dương trợn mắt nhìn vẻ mặt chính khí lẫm lẫm nói bậy bạ nhà đầu ngươi nghĩ cái gì vậy đừng có nghe những cái tin đồn vớ vẩn nhảm nhí vô căn cứ như vậy không tốt một chút nào a à. ta là ai chứ một cán bộ quốc gia một đảng viên gương mẫu cán bộ quốc gia cả trung quốc này cũng chỉ có một cái cán bộ quốc gia như ngươi mà thôi có soi đèn tìm cũng không thấy được người thứ hai sở yên nhiên ngắt lời hắn Trương Dương nhìn sở yên nhiên, ta thế nào cảm nhận được mùi giấm chua ở đâu thế nhỉ? Sở yên nhiên cười nói, ta ăn tối chứ không ăn giấm. Cả ngày hôm nay ta đi cùng ngươi, ngắm cảnh trong mưa này, ăn tối cùng nhau này, sợ là ăn giấm chua phải là kẻ khác. Tần Thanh lúc này đang mở tiệc chuẩn bị tẩy trần đón tiếp cho đoàn đầu tư Hồng Kông của An Đức Hằng. Gần đây An Đức Hằng thường xuyên đi đi về về giữa Đại Lục và Hồng Kông, căn bản hắn phải quản lý rất nhiều việc của tập đoàn, Gần nhất ngoài việc phụ trách đầu tư du lịch tại Giang Thành, hắn cũng vừa mới bắt tay cùng Vương Học Hải để cạnh tranh miếng đất bách hóa dệt Đông Giang. Chuyện này đương nhiên mới diễn ra bí mật, ngoại trừ Vương Học Hải thì gần như cũng không có người nào nữa biết. Phía huyện Xuân Dương ngoại trừ Tần Thanh còn có Phó Chủ tịch Từ Thiệu Bân, Cục trường Cục Du lịch Lô Văn Sinh, ngoài ra còn có chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lương Thắng. Tần Thanh hiện tại không chỉ có đảm nhiệm một chức vị chủ tịch huyện mà còn ôm đồm luôn cả chức bí thư huyện ủy thấy Trương Dương cùng sở yên nhiên đi cùng nhau, quả thực là trong lòng Tần Thanh có chút gợn sóng, là nữ nhân thì không thể không để ý tới những chuyện như thế được. Trước khi quyết định tiếp nhận Trương Dương nàng đối với hắn khá là lý giải, nàng biết bên hắn luôn có vài hồng nhan chi kỷ, tiểu tử này cũng rất hoa tâm. Thế nhưng có điều không phải nghi ngờ là hắn đối với mỗi người đều rất thực tâm sâu nặng. Trong mắt người khác nhìn vào thì thực sự là có rất nhiều vấn đề, bất quá tiểu tử kia vẫn cứ luôn tỏ ra bình thường như không có gì đặc biệt quả thực tình cảm là một thứ gì đó khó hiểu, bản thản mình biết rõ hắn như thế nhưng lại vẫn tự giao mình cho hắn. Tần Thanh Yên lặng suy nghĩ, trong đầu hiện ra những chuyện trước kia trải qua với hắn, thật không biết tại sao nữa, muốn hận hắn cũng không hận nổi. Tần Chủ tịch, ăn đức hằng lên tiếng phá vỡ suy tưởng của nàng. Tần Thanh lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, ái náy dơ chén rượu lên cười nói, hai ngày nay công tác có phần mệt mỏi, xin an tiên sinh đừng phiền lòng. An Đức Hằng cười nói, tần chủ tịch Nhật Lý Vạn Kỳ, vì công việc mà bận rồi, bất quá cũng nên chú ý tới sức khỏe bản thân hơn một chút. Xin mượn một câu mà các người hay nói đó là thân thể chính là tiền đề của cách mạng. Tần Thanh mỉm cười cụm chén cùng với hắn sau đó một hơi uống cạn chén đó, công trình khai thác thanh thai sơn một lần nữa đã lại khởi động, tập đoàn An Thái cũng đã rót vốn, tất cả điều đó đều là nhờ An Tiên sinh chiếu cố. Ta đại biểu cho huyện ủy Xuân Dương, xin cảm tạ An Tiên Sinh đã nỗ lực cống hiến cho huyện nhà. Tần Thanh nói xong, tất cả những người khác cũng nâng chén lên kính An Đức Hằng. An Đức Hằng tử lượng tốt, ai tới cũng không cự tuyệt. Sau một lượt rượu hắn nói, trọng điểm khai phá năm nay sẽ là tu kiến lại đường xá khu vực xung quanh Thanh Thai Sơn. Thanh Thai Sơn phong cảnh rất đẹp, ta thấy rất có khả năng xây dựng một cảnh khu hấp dẫn khu khách. Đương nhiên hiện tại đường xá vẫn có nhiều điều khó khăn, ta tính toán như vậy cũng là để cho lâu dài. Tần Thanh cười nói, Lục An Lão Tiên Sinh quyết định đầu tư về Thanh Thai Sơn, Lão Tiên Sinh cũng đã nói ngài coi trọng khai thác lợi ích lâu dài, hiện tại nếu không chuẩn bị cơ sở vật chất một cách đầy đủ thì sau này khi mở cửa đón khách sẽ gặp rất nhiều điều bất cập. An Đức Hằng cười nói, ta cũng không nóng lòng cầu thành, khai thác kiến tạo cảnh khu phải từng bước từng bước, như vậy không chỉ lợi về tài chính không phải dồn lại cục bộ, khâu quảng cáo tuyên truyền cũng không cần thiết phải rầm rộ tức thời. Tần Thanh nói, nghe An Tiên Sinh nói dường như ngài đã có chút dự định. An Đức Hằng gật đầu nói, ta dự định bỏ vốn tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nhân viên phục vụ cảnh khu Thanh Thai Sơn, đồng thời người giải nhất sẽ là đại sứ du lịch, liên kết tổ chức với đài truyền hình nhân tiện đó quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Thai Sơn luôn. Tần Thanh cười, ý tưởng của An Tiên Sinh thực sự là quá tuyệt, mấy ngày tới chúng ta có thể thương lượng cụ thể thao tác một chút. An Đức Hằng mỉm cười nói, được rồi, vừa rồi ta lên lầu hình như thấy trương chủ nhiệm ta còn tưởng hắn cũng tới tham gia a vẻ tươi cười của tần thanh có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh nàng nhẹ giọng trả lời hiện tại hắn đã tới công tác tại sở du lịch giang thành không còn là cán bộ huyện xuân dương nữa rồi vậy sao tiểu trương chủ nhiệm đúng là rất có năng lực a lời này của an đức hằng chẳng biết là có bao nhiêu phần thực lòng ở bên trong từ thiệu bân nghe được trương dương đang ở đây liền nói nếu là Trương Dương thì cũng không có gì cần phái câu nệ quá, trước kia hắn cũng cống hiến cho huyện Xuân Dương không nhỏ mà, uống vài chén cùng nhau thì có sao chứ? Để ta đi gọi hắn. Tần Thanh đang muốn cản lại thì Từ Thiệu Bân đã đi ra cửa. Không lâu sau Từ Thiệu Bân đã mang theo Trương Dương và cả sở yên nhiên vào. Đa phần mọi cán bộ huyện Xuân Dương đều nghe chuyện Trương Dương và Tần Chủ tịch có một đoạn tình cảm lằng nhằng rắc rối chặt không đoạn được, thế nhưng thấy bên người Trương Dương có một cô gái xinh đẹp khác đi cùng, tự nhiên chàng diện trở nên có chút vi diệu. Từ thiệu bân cũng chẳng có cái chút hảo ý gì, đã thấy Trương Dương đi cùng một cô gái như thế rồi mà vẫn cố mời sang bằng được. Hắn căn bản là cố ý muốn nhìn xem Trương Dương và Tần Thanh xử lý cái tình huống xấu hổ này ra sao. Trương Dương tươi cười chào mọi người, ô, đều là người quen cố cả a, à? ta lại cứ đang sợ sẽ làm lỡ việc bàn luận chính sự của mọi người chứ. Tần Thanh mỉm cười nói, Trương trưởng phòng ngồi đi. Từ Thiệu Bân đã bảo nhân viên mang thêm hai cái ghế, hai cái ghế đều đặt ở giữa hắn và Tần Thanh, nói cách khác thì một trong hai người Trương Dương và Sở Yên Nhiên tất yếu phải ngồi bên cạnh Tần Thanh. Tần Thanh tuy rằng biểu hiện ra vẫn lành tính tự nhiên nhưng trong lòng thì rất phản cảm với cái tên Từ Thiệu Bân kia, thực sự là loại tiểu nhân đa sự, chờ chu viện này xong xuôi nhất định phải cho hắn một trận mới được. Trương Dương không có do dự ngồi xuống ghế cạnh Tần Thanh, Sở Yên Nhiên cũng theo đó ngồi xuống cạnh hắn, tiểu ni tử này biểu hiện ra cũng thập phần tự nhiên, không có bất loạn một chút không hài lòng nào. Tần Thanh Thân là lãnh đạo cao nhất ở đây, nàng tự nhiên lên tiếng, sở tiểu thư đây cũng là bằng hiếu cũ của Xuân Dương chúng ta, ta nghĩ hẳn là mọi người đều biết. Trương Dương dơ chén rượu lên cười nói, ta uống hai chén, sau đó giới thiệu mọi người một chút. Hắn uống cạn hai chén xong rồi giới thiệu sở yên nhiên với mọi người một lượt. Xuất phát từ phép lịch sự, Trương Dương muốn mời An Đức Hang hai chén, hiện tại tâm lý trương đại quan nhân đã rất thoải mái tần thanh đã là nữ nhân của hắn ăn đức hằng nhà ngươi muốn gì cũng không có cơ hội a à. nghĩ lại phải cảm tạ hắn đêm đó đã tặng tần thanh chiếc áo khoác lông bằng không sợ rằng đêm đó nàng lạnh chết mất trương dương bên này uống rượu thì tần thanh và sở yên nhiên nói chuyện với nhau hết sức hợp ý thỉnh thoảng lại cười rất vui vẻ đừng nói là mọi người xung quanh đờ ra mà ngay cả trương dương cũng như lạc vào mây mù hắn cũng không thể hiểu nổi lẽ nào nữ nhân trời sinh đã là diễn viên có đẳng cấp, mặc dù trong lòng có không thoải mái nhưng biểu hiện ra vẫn có thể vui vẻ như không có chuyện gì. Trương Dương để ý, sở yên nhiên thì có thể còn đỡ, nhưng Tần Thanh thì khó có thể là không có chu viện gì, chuyện hôm nay thực sự là ngoài dữ liệu của Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đây là yên lặng trước bão tố? Đều là nữ nhân của mình cả, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau, chỉ bằng giúp các nàng câu thông cũng tốt trương đại quan nhân nghĩ được như vậy thì thoải mái hẳn lên, tạm gác chuyện này lại chuyển mục tiêu sang An Đức Hang, An Lão tiên sinh gần đây sức khỏe thế nào. An Đức Hằng nói, rất tốt, gia phụ gần đây khôi phục khá tốt, nói năng cũng lưu loát hơn, lần này ăn mừng năm mới tại quê hương, tinh thần và sức khỏe tăng lên rất nhiều. Vừa nói hắn vừa chủ động nâng chén rượu lên, tất cả phải xin cảm tạ trương chủ nhiệm an bài. Trương Dương Tùng tìm cười nói, ta với An Lão Tiên Sinh một già một trẻ nhưng hợp nhau vô cùng, có thể nói là bạn vong niên, vì Lão Tiên Sinh mà An bài chút chuyện nhỏ ấy có là gì. Ai cũng nghe ra ý tứ của Trương Dương rõ ràng là chiếm tiện nghi của An Đức Hằng, bất quá An Đức Hằng hàm dưỡng rất tốt, hắn vẫn coi như không có gì. Hắn bình tĩnh nói, nghe nói Trương chủ nhiệm đã được điều tới sở du lịch Giang Thành, chẳng hay quản lý công tác cụ thể là cái gì. Khai thác thị trường, hạng mục các người khai tại Thanh Thai Sơn cũng có liên quan mật thiết, gần nhất ta bắt đầu lên kế hoạch chủ kiến Nam Lâm Tự, chẳng hay An Tiên Sinh có hứng thú không? Trương Dương cố tình hỏi. An Đức Hằng mỉm cười nói, Thanh Thai Sơn thuộc về Giang Thành, chỉ có Giang Thành phát triển mạnh thì Thanh Thai Sơn mới càng phát triển, có thể nói là quan hệ trực tiếp lẫn nhau. Nếu như Trương chủ nhiệm gặp vấn đề tài chính cứ nói với ta một tiếng, chỉ cần có thể làm được ta nhất định tương trợ hết sức. An Đức Hằng hết sức thành ý nói, Bất quá Trương Dương không có tin hắn lại thành ý như vậy, Trương đại quan nhân cho rằng loại người như An Đức Hằng chịu xuất thủ ít nhất cũng phải có lợi ích thu về. Trương Dương nói thẳng, Nam Lâm tự đang trùng tu đại hùng bảo điện, An tiên sinh có thể tài trợ. An Đức Hằng sảng khoái gật đầu nói, ta quyên 100 vạn đô la Hồng Kông, ngày mai ta sẽ bảo kế toán chuyển cho sở du lịch. Trương Dương thật không có ngờ tiểu tử kia lại nhanh chóng đáp ứng như thế, điều này trái lại làm cho Trương Dương có chút bất ngờ. Còn tất cả mọi người ở đây đều bội phục sự hào sảng của An Đức Hằng, đồng thời cũng ao ước có được vận khí tốt như Trương Dương, vài chén rượu vài câu nói đã thu được cả trăm vạn tiền quyên góp. An gia cũng thật là lắm tiền a. À. Tần Thanh cười nói, Trương trưởng phòng, người thực sự là lợi hại a. À. Huyện ủy Xuân Dương chúng ta mời An tiên sinh tới ăn, ngươi lại từ sở du lịch Giang Thành chạy tới xin tài trợ à. Trương Dương cười ha ha, thật không có ý tứ. Bất quá cũng là An Tiên Sinh thực sự sảng khoái, nhưng Xuân Dương là gia hương. Giang Thành cũng là gia hương, chỗ nào cùng là quê nhà cả, làm gì phải phân biệt nặng nhẹ chứ. Bữa cơm tối nay hãy để ta mời An Tiên Sinh, coi như một là cảm ơn An Tiên Sinh, hai coi như là thân chủ đãi khách. Đồng thời là tạ lỗi với các vị ở đây vậy, người ta đã sảng khoái như vậy, trường đại quan nhân cũng phải tỏ ra hào phóng một chút. Sau tiệc tối, mọi người đều tản đi, Tần Thanh Nguyên bản định về nhà, nhưng lại bị sở yên nhiên kéo lại nói chu viện một lúc, Trương Dương rốt cục không nhịn được lên tiếng dục. Ta xem chừng có khi ta nên ly khai a. À. Tần Thanh đang định xin cáo từ thì Sở Yên Nhiên nói: Thanh tỷ, chả phải ngươi bảo mời ta uống trà sao? Trương Dương thực sự là phiền muộn. Ăn bữa cơm xong, từ Tần chủ tịch đã thành Thanh tỷ rồi. Tiểu nha đầu này quả thật khiến hắn phải nhìn bằng một con mắt khác. Tần Thanh cười nói: Cũng đã muộn rồi, người từ tĩnh an tới, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ta không phiền đâu, khách sạn đâu có lo về muộn chứ. À, Trương Dương, người định an bài ta ở đâu? Trương Dương đương nhiên không có dám nói tự hắn sẽ đưa nàng về nghỉ ngơi, đành giả bộ thản nhiên đáp, đế hào thịnh thế, khách sạn 4 sao ngay bên cạnh hồ. Sở yên nhiên kéo cánh tay Tần Thanh nói, Thanh tỷ, ta vừa mới tới, nhiều cái không quen thuộc, một mình ở trong khách sạn có chút không quen a. À? Hay là ngươi đi với ta đi? Trương Dương nghe nàng nói như vậy không khỏi giật mình, nhưng càng khiến cho hắn giật mình hơn đó là tần thanh cư nhiên lại gật đầu đáp ứng lời mời của sở yên nhiên hai người đồng thời quay ra nói với trương dương còn không mau lái xe đi trương dương cười khổ gật đầu vừa mới ra khỏi cổng đã nghe thấy một tiếng sấm nổ vang sợ tới giật bắn cả mình mẹ nó siết không phải là trời phạt ta chứ đưa tần thanh và sở yên nhiên tới đế hào thịnh thế trương dương liền gọi điện cho phương văn đông Phương Văn Đông hiện tại đối với vị trưởng phòng sở du lịch Giang Thành này tỏ ra rất là cung kính, nghe Trương Dương nói xong lập tức an bài một gian phòng. Tần Thanh cùng Sở Yên Nhiên tay trong tay như hai chị em đi vào phòng, trong lòng Tần Thanh cũng có chút thấp thỏm, nàng nhạy cảm cảm thấy dường như Sở Yên Nhiên đã nhận ra được tình cảm của nàng và Trương Dương. Đêm nay muốn nàng đến đây nói chuyện chín phần là có liên quan tới tiểu tử đó. Tần Thanh cũng không phải là một người trốn tránh, nàng và Trương Dương đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, thậm chí cả lúc sinh tử, thế nhưng nàng vẫn không dám, không muốn e sợ đi tới kết quả cuối cùng với hắn, như hiện tại nàng cũng đã thỏa mãn. Nàng yêu hắn, hắn cũng rất yêu nàng, như vậy có lẽ là đủ. Trương Dương đối với Tần Thanh thực sự có ái náy, bởi lúc nãy Tần Thanh điện thoại hắn đã nói dối. Trương Dương xem ra Sở Yên Nhiên cùng Tần Thanh tối nay ở lại đây không biết là thế nào, thực sự là lòng nữ nhân sâu như bể, khó có thể nắm bắt được a, à, nhìn hai người cùng một chỗ thân mật trương dương ý thức được xem chừng là không thể cản được rồi nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa hắn phất tay tạm biệt hai người y các ngươi ngủ sớm đi a à. sáng mai ta tới đón hai người đi ăn rồi nghênh ngang rời đi tần thanh và sở yên nhiên nhìn bóng lưng hắn rời đi mà trong lòng nao nao nghĩ không ra tiểu tử này lại dùng cái chiêu thức mặc kệ hết như thế bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên vi diệu hẳn tần thanh mỉm cười nói yên nhiên người có mệt không nếu không thì tắm rồi nghỉ sớm đi Sở yên nhiên lắc đầu, bản thản nàng có rất nhiều điều muốn nói với Tần Thanh, bất quá không biết nói như thế nào. Nàng nhẹ giọng kiến nghị, Thanh tỷ, ta bỗng nhiên muốn uống rượu, hay là chúng ta cùng uống đi. Tần Thanh nhìn sở yên nhiên, trong ánh mắt có một chút do so dự, nhưng sau đó lập tức kiên định gật đầu, lấy máy điện thoại gọi nhân viên khách sạn phục vụ. Giả như Trương Dương mà ở đây thấy chẳng diện hai nữ nhân ngồi uống rượu với nhau hắn sẽ kinh ngạc ngây người, một chai rượu hồng mới một chút đã cạn, hai khuôn mặt xinh đẹp của sở yên nhiên và tần thanh đỏ ửng lên hết sức kiều diễm. Trong lời nói của sở yên nhiên đã mang theo mấy phần men say, nàng cười khanh khách, thanh tỷ, ta đã rất lâu rồi không có uống thống khoái với người khác như thế này. Tần thanh cười nói, ta cũng vậy, thân ở trong thể chế bao nhiêu năm, làm việc gì cũng phải cho đúng chừng mực. Thật không nhớ nổi lần phóng túng như thế này cuối cùng là vào lúc nào nữa. Sở yên nhiên nâng chén rượu lên, nàng nhìn thẳng vào trong mắt Tần Thanh nói, Thanh tỷ, Người rất yêu Trương Dương phải không? Tần Thanh tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không ngờ sở yên nhiên lại đặt vấn đề trực tiếp như thế, nàng hơi có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Sở yên nhiên nhấp một ngụm rượu xong, chưa đợi Tần Thanh trả lời nàng đã nói, kỳ thực, người cũng chẳng cần phải nói, người rất yêu hắn, từ trong ánh mắt người ta cũng nhận ra được điều đó. Tần Thanh uống một ngụm rượu, Trương Dương đã cứu ta rất nhiều thứ, nếu không có hắn, ta đã sớm ly khai khỏi thế giới này." Sở Yên Nhiên nhẹ giọng, hắn cũng đã cứu ta nhiều lần, ta thực sự thắc mắc không biết có phải kiếp trước ta mắc nợ hắn không. Tần Thanh không nói gì, thế nhưng trong lòng cũng đồng cảm với Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên nói, ta biết trong lòng hắn không phải chỉ có một người, thế nhưng là ta yêu hắn, ta đã từng nghĩ sẽ buông tay, nhưng sau lại phát hiện, càng trốn tránh lại càng thêm đau khổ nói tới đây trong đôi mắt tiểu ni tử này ánh lệ chút lệ mang tần thanh cầm tay sở yên nhiên nàng bỗng nhiên nói xin lỗi sở yên nhiên đồng thời cũng nói xin lỗi xin lỗi bởi điều gì bởi vì cả hai cùng yêu trương dương mà thấy có lỗi với đối phương sao hiển nhiên là không phải cả sở yên nhiên và tần thanh đều minh bạch một điều các nàng vô pháp có thể buông tay trương dương vô pháp có thể buông tay cái tên tiểu tử vô tâm vô phế này thông minh như sở yên nhiên Cơ trí như Tần Thanh, các nàng đều hiểu rõ chuyện này, nhưng không ai biết phải xử lý như thế nào, không ai nguyện buông tay, cũng không ai có khả năng buông tay. Tần Thanh uống cạn một chén, sau đó đặt chém lên mặt bàn, giọng có chút tức giận, tiểu tử chết tiệt, dám để hai người chúng ta ở chỗ này chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt rồi. Sở Yên Nhiên gật đầu, hắn cũng thật là tốt, gặp phải sự tình thì phủi tay chuồn mất, để lại hai chúng ta ở đây phiền phức. Ta thấy hai chúng ta sau này nhất định phải cho hắn nếm đau mới được. Đúng, nhất định phải cho hắn nếm đau. Trương Dương lúc này đâu có đi đâu phong lưu khoái hoạt gì, vừa rời khỏi đế hào thịnh thế thì nhận được điện thoại từ công trường cảnh khu Nam Lâm tự. Trong lúc đang thi công thì đào thấy một mật đạo sâu không thấy đáy, trong đó âm phong gào thét, vang vọng những tiếng âm u kinh khủng. Nhiều công nhân choáng váng đầu óc lập tức phải đình chỉ thi công rời đi. Thân là người trong ban chỉ huy kiến thiết cảnh khu Nam Lâm tự, Trương Dương đối với sự tình phát sinh không thể từ chối, vội vàng lên xe chạy tới công trường. Sau hậu viện Nam Lâm tự, trong khi thi công thì trên mặt đất nứt ra một vết nước chừng một thước, hiện trường hiện thời đã được lấy vải bạt che lại. Trương Đại Quan Nhân còn chưa có tới gần đã nghe thấy những tiếng âm u thảm thiết vang vọng, quá thực làm cho người bình thường nghe thấy phải dùng mình. Quản lý công trường Lương Đại Thành đón tiếp Trương Dương với vẻ mặt đau khổ, Trương trưởng phòng. Dưới kia là một cái ma động a. À bên trong đều là tiếng quỷ khiếu khiến cho công nhân đều choáng váng, ta phải vội đình chỉ công trình lại. Vài tên hòa thượng của Nam Lâm Tử cũng đi ra nghe động tính, trong đó có tam bảo hắn có quen biết qua Trương Dương ra hỏi, Trương trưởng phòng, nghe nói tìm được một đại động à. Trương Dương rất phiền muộn, hắn chừng mắt nhìn tam bảo, người không phải nói phong thủy rất tốt sao. Tới mà xem xem là cái chuyện gì. Hòa thượng Tam Bảo nói, ta cũng không rõ chuyện này lắm để ta đi thỉnh phương trượng đại sư hỏi xem. Phương trượng của các ngươi đâu? Trời đang mưa, mà niên kỷ phương trượng đã cao, ta xem hay là đừng kinh động phương trượng. Một hòa thượng khác nói. Trương Dương nhíu mày. Đang nghĩ ngợi thì phương trượng Nam Lâm tự được một gã hòa thượng trẻ đưa tới. Tên hòa thượng trẻ này cầm ô giấy dầu che cho phương trượng, một thân áo xám của hắn đã ướt đẫm cả. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một câu nói, người chọc đầu có mở dù cũng thế cả, Hiện tại có thể dùng chính câu nói ấy để diễn tả cảnh tượng này. Tam bảo hòa thượng cùng đám hòa thượng lập tức chắp hai tay vái chào Phong trưởng. Phổ Nguyên Phương trưởng tiến lại chỗ đó, tay run run cầm tràng hạt, giọng khàn khàn nói, "Ai di đà Phật. Chỗ này xưa kia từng là Phật quang tháp của Nam Lâm tự. Vào những năm cuối của triều Nam Tống, Thiết Kỵ Mông cổ xâm lấn Trung Nguyên. Lúc đánh tới Nam Lâm tự, chúng tăng thể sống chết bảo vệ Phật tháp, lúc đó vạn tiếng nhất tề, tiếng chém giết vang trời." cả nam lâm tự thành một bể máu. Có lẽ là Phật tổ cảm hoài chúng tăng, trời đột nhiên mưa xối xả, sấm sét răng kín trời, một đạo thiểm điện tím ngắt dáng chúng Phật quang tháp, cả tòa tháp chín tầng sụp đổ khiến cho bình sĩ mông cổ tử thương vô số. Cũng từ đó, ở hậu viện có rất nhiều oan hồn. Nghe tới đó lương đại thành sợ nín người, ngay cả Trương Dương cũng có chút lạnh sống lưng. Ta kháo a không phải là lão hòa thượng này cố ý dọa chúng nhân chứ, Hòa thượng phổ nguyên thấp giọng nói, thiện tai, thiện tai, ngay lúc đó trên bầu trời mưa đen kịt một đạo thiểm điện lóe lên, tiếng sấm nổ vàng rền khiến cho tất cả mọi người không tự chủ mà dùng mình. Lương đại thanh thấp giọng nói với Trương Dương, Trương trưởng phòng, hay là chúng ta rút lui? Trương Dương bật cười, chúng là đảng viên đảng Cộng sản, đây là thời đại nào rồi? Làm gì có thập hồn ma quỷ gì? Tìm cho ta một cái đèn pin, ta xuống đó đi xem. Gì, Trương Dương đúng là tài cao lớn mật, hắn đổi ủng cao su, tay cầm đèn pin, buộc dây thừng quanh lưng, bảo vài tên công nhân giữ dây rồi nhảy xuống động khẩu. Hắn thực sự là không tin có ma quỷ thánh thần các loại gì trên đời này, tới thời đại này, được tiếp xúc với các tư tưởng hiện đại, quan điểm vô thần, lý luận cách mạng thì lại càng khẳng định như thế. Trương đại quan nhân muốn xuống dưới là bởi vì hiếu kỳ, đi xem xem thử có cái gì không. Sợi dây thả xuống khoảng 10 thước thì Trương Dương chạm đất. Lương Đại Thành hô, trương trưởng phòng cẩn thận một chút ra. Trương Dương hưa hưa đèn pin nói vọng lên, không việc gì. Sau đó dùng đèn pin chiếu xung quanh, tất cả đều là bùn đất, gần đó là một thanh giàn giáo sụp xuống từ lúc nãy, bởi khi trời mưa to nên mước mưa chảy vào khá nhiều khiến cho xung quanh đó rất là lầy lội. Trương Dương nhìn lên tường, tất cả đều là xây lên từ đá, nhớ tới lời phổ nguyên đại sư vừa nói lẽ nào thực sự đây là một bộ phân của Phật Quang Tháp. Trương Dương đi về phía trước mấy bước, vừa bước đi từ từ vừa soi đèn quan sát. Đi một chút thì tới đầu cùng, Trương Dương quan sát một chút thấy không có gì đặc biệt, xoay người chuẩn bị trở lại thì bỗng nhiên nghe thấy chuyển tới những tiếng kinh hô, ngay sau đó là những thanh âm ầm ầm. Tất nhiên đây là lấn thứ hai sụp đổ, miệng động khẩu nứt ra thêm một đoạn, bất quá một khối cụ thạch ở ven đồi lăn xuống che kín động khẩu lại. Trương đại quan nhân hiển nhiên bị nhốt ở dưới động khẩu này, trong lòng thầm chửi rủa không biết hôm nay đụng phải ai mà lại xui xẻo như thế cơ chứ. Trương Dương rút điện thoại ra xem một chút thì không có tín hiệu, xem chừng hiện tại đúng là vô kế khả thi, biên pháp duy nhất là chờ ngoại nhân tới cứu viện mà thôi. Lần thứ hai sụt lún này diện tích còn lớn hơn lần trước, một gã công nhân bị đá đè trúng chân, may là còn chưa bị gãy xương. Lúc tất cả mọi người bình ổn lại được mới nhớ ra Trương Dương vẫn đang còn ở dưới. Tuy rằng vẫn còn sợi dây thừng, nhưng tảng cự thạch kia đã bịt kín miệng động khẩu, muốn kéo hắn lên cũng là không tưởng. Đoàn người ngây ngốc nhìn nhau, hòa thượng tam bảo lên tiếng trước hết, suy nghĩ cái gì nữa. Còn không mau mau cứu người, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, chư vị thí chủ mau mau nghĩ cách cứu trương trưởng phòng, tìm cách đẩy tảng đá ra. Lương Đại Thành lúc này mới phản ứng, hắn nhanh chóng tổ chức công nhân nghĩ cách cứu Việt, một đằng vội vàng gọi điện cho giám đốc sở du lịch Giang Thành Cổ Kính Ngôn, Giám đốc Sở Văn hóa và Di vật Khâu Thành. Thông tin truyền đi một cái, rất nhanh chóng Bí thư chính ủy Phạm Bá Huy, Thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ cũng hay tin sự cố. Trước tiên chạy tới hiện trường là Khâu Thường, một phần là bởi nhà hắn gần nơi này nhất, theo ngay sau hắn là đội chữa cháy giang thành, nghĩ đi nghĩ lại thì loại công việc cứu hộ này dành nhất vẫn là đội phòng cháy chữa cháy. Họ đưa ra phương án trước hết là đả thông một đường thông khí cho động khẩu phía dưới vì có lẽ dưỡng khí dưới đó không nhiều lắm để cho Trương Dương có không khí để thở, không tới mức bị ngợp mà chết, sau đó mới tiếp tục đưa ra các phương án cứu hộ tiếp. Khâu thường sau khi hiểu rõ tình huống, bằng vào kinh nghiệm Lào lập tức đoán rằng đây khả năng sẽ là một di tích khảo cổ quan trọng. Thường thì trong lịch sử, dưới chân Phật Quang Tháp sẽ là địa cung, địa cung là một địa điểm tồn tại bí mật, thường dùng để cất giấu xá lợi Phật, những vật chân quý của Phật giáo. Trước đây không phải một lần đã phát hiện như thế. Khâu Thường vừa mừng rỡ vừa có phần phẫn nộ vì hành động liều lĩnh của Trương Dương, hắn nói với Lương Đại Thành, phát hiện tình huống như thế này sao không thông chi ngay cho ta. Lương Đại Thành nói, ở đây phụ trách là Trương Trưởng Phòng, đương nhiên chúng ta phải hội báo cho hắn đầu tiên. Hồ đồ, hiện tại thì hay rồi, không cẩn thận là tai nạn nguy hiểm chết người. Lúc này giám đốc sở du lịch của Kính Ngôn cũng chạy tới, hắn có vẻ thập phần khẩn trương, dù sao Trương Dương cũng là thuộc hạ trực tiếp của hắn, nếu Trương Dương xảy ra chuyện gì thì khẳng định là hắn phải chịu trách nhiệm. Hiện trường hiện tại toàn bộ đã được đội cứu hỏa tiếp quản, bọn họ tổ chức tiến hành công tác cứu hộ. Lý Trường Vũ sau đó mới xuất hiện tại hiện trường, bất quá hắn xuất hiện cũng khiến cho tất cả mọi người thấy tầm quan trọng của công tác cứu hộ, một vị cán bộ cấp khoa gặp nạn, có thể khiến thường vụ phó thị trưởng trực tiếp tới hiện trường chỉ huy công tác, kỳ thực không cần phải nói mọi người cùng hiểu mối quan hệ giữa Trương trưởng phòng và Lý phó thị trưởng. Lý Trường Vũ được mời vào một gian phòng ngồi đợi, hắn cũng không có biểu hiện ra nhiều lo lắng lắm, năng lực của Trương Dương hắn không phải chưa chứng kiến qua. Tin tưởng tiểu tử kia thiên phúc đại mệnh, khẳng định không có việc gì. Tuy rằng tự an ủi bản thân là như thế nhưng vẫn có câu trời xanh ghét anh tài, vạn nhất lão thiên. Thật sự là phiền phức. Trương Dương lúc này cũng đang nghĩ tới câu nói trời xanh ghét anh tài, giả như hôm nay chui vào đại cung này thực sự là thói tò mò hại chết người mà thật không hiểu lúc ấy nghĩ cái gì mà tự nhiên lại nảy ra ý tưởng chui vào xem xét. Có lẽ lúc này Tần Thanh và Sở Yên Nhiên cũng đã biết và đang rất lo lắng cho hắn. Trương Dương đứng nhìn lên động khẩu, lắc đầu thở dài, muốn dựa vào sức người mà muốn di chuyển tảng cự thạch kia thì căn bản là không có khả năng. Trương Dương thầm than số mình không may, đường lui đã bị chặn lại, chỉ có thể tiến tới mà tìm kiếm đường đi. Nghĩ vậy Trương Dương sẵn cái đèn pin trong tay liền dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới tiếp đi tới đầu cùng, chỗ này là hai khối cự thạch trồng lên nhau, so với khối cự thạch chặn phía kia thì cũng không nhỏ hơn là mấy. Hai bên đều là thạch bích, phía trên là trần. Trương đại quan nhân bỗng nhiên nhớ tới câu, thiên vô lộ, địa vô môn, trời không có đường, đất không có cửa. Trong lòng khẽ động, cầm đèn pin chiếu xuống dưới chân sàn nhà một chút. Sàn nhà cũng nát không có gì, nhưng sát cạnh hai khối cự thạch kia có gổ lên hoa văn gì đó. Trương Dương lấy tay phủi hết bụi đất đi, nhìn kỹ lại một chút thì là một bức phù điêu hùng sư, lấy tay sờ vào thấy ôn nhuận nhẵn nhụi, có lẽ bức phù điêu này là được điêu khắc thành từ ngọc thạch. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bức phù điêu, cảm giác phía dưới có chút ánh sáng, lẽ nào đằng sau đó có huyền cơ gì? Trương Dương cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn vận công, huy khởi một trường đánh xuống tấm phù điêu, phiến đá này bị một trưởng của hắn đánh cho tứ phản ngũ liệt. Một động khẩu nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, bất quá động khẩu này bé tí chỉ chui lọt một đứa trẻ con. Trương lấy đèn pin soi vào trong, phát hiện bên trong có một pho tượng Phật nho nhỏ bằng thanh đồng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lẽ nào dưới phiến đá kia chi cất giấu một pho tượng. Bất quá nghĩ lại hẳn là không có khả năng. Phật quang tháp tu kiến cả một địa cung rộng lớn chẳng nhẽ lại chỉ vì bảo tồn một pho tượng thanh đồng nhỏ. Trương Dương thò cánh tay vào muốn nhấc pho tượng ra, thế nhưng pho tượng như mọc dễ vậy, vẫn cứ vững trái cố định trên động bích. Trương Dương nghĩ ngợi một chút, sau đó xoay xoay khối tượng, lúc này pho tượng bắt đầu có chuyển động, động bích phát sinh ra những tiếng ầm ầm, mặt đất rung lên, bụi bặm bay mù. Trương Dương có phần hoảng hốt, giả như động phải cơ quan mấu chốt gì, mấy tảng cự thạch kia sập xuống thì coi như xong đời. May là hai khối cự thạch đó không có động gì, mà trên thạch bích từ từ hè ra một cửa mặt đạo, đằng sau đó là một thông đạo. Trương Dương cẩn thận đi tới, một mùi ẩm mốc cũ kỹ thốc vào mũi Trương Dương, càng đi thì thông đạo này càng hẹp, tới cuối là một đoạn hành lang u ám xuất hiện ra trước mắt hắn, thạch bích đều là đá hoa cương đỏ, bất quá có lẽ bởi niên đại đã quá lâu rồi cho nên trông vết tích loang lỗ cũ kỹ. Trên vách tường bên phải có văn tự gì đờ, văn tự này được viết bằng sơn son thiếp vàng, trải qua bao nhiêu năm tháng rồi trông vẫn tỏa ánh kim. Bất quá văn tự này không phải là chữ Hán nên Trương Dương có xem cũng chẳng hiểu gì. Tạm thời văn này này đành để sau này tỉ mỉ nghiên cứu. Trương đại quan nhân cũng không có hăng hái với khảo cổ cho lắm, hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm cách làm để thoát mà thôi. Gần đó có một bia đá đen kịt như làm cẩm thạch, dưới ánh đèn có thể soi được mấy chữ, Phật quang phổ chiếu, bất quá những chữ khác đều rất nhỏ. Trương Dương cũng không hứng thú nghiên cứu xem nó viết cái gì. Tấm bia đá này không có cố định, hắn dụng lực rời tấm bia đá sang một bên, phát hiện sau nó là một cánh cửa mật đạo khác. Trên cánh cửa này điêu khắc hình tượng Bồ Tát, đẩy cửa đi vào trong đó là một gian phòng vuông, toàn bộ thạch bích đều là đá cảm thạch, trên đó đều điêu khắc các loại hoa văn tinh tế cùng văn tự các loại. Trương Dương hiện có thể kết luận đây gần như là địa cung của Phật Quang Tháp nên mới bí mật và lằng nhằng rắc rối như vậy. Trong thạch thất này có một pho tượng Bồ Tát nhỏ, cánh tay pho tượng chỉ nơi viễn phương, nhìn theo hướng cánh tay ấy chỉ là một bức tường dùng toàn phù điêu và văn tự như những bức tường kia. Bất quá nhìn lại một chút thì thực sự là có một chút bất đồng, đi tới quan sát tìm tòi thật kỹ lại thì lại là một cửa mật đạo khác, bức phù điêu trên đó là hình thiên vương lực sĩ. Cánh cửa này mở ra, bên đó là một gian thạch thất khác lớn hơn gian bên này nhiều, trung tâm của gian thạch thất là một tấm linh trưởng bạch ngọc, trên đó điêu khắc cực kỳ tinh mỹ. Trương Dương đối với tất cả những cái ở đây chẳng có một chút hứng nào, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái chỗ này. Trong thạch thất này bốn bề đều là những giá sách bằng gỗ lim. Tất cả trên đó là đều là sách cổ. Trương Dương còn thấy cuốn sách mà năm đó mình biên soạn, châm pháp yếu thuật, tất cả các loại sách đều được phân loại rất rõ ràng. Tại giá sách võ thuật, Trương Dương thấy có cuốn Thăng Long Quyền, đây chính là võ công độc môn của đệ nhất cao thủ Tây môn cùng thời với hắn, thật không biết thế nào mà lại lưu lạc tới tận đây. Cái này coi như là một chút vui vẻ con con, Trương Dương đem cuốn Thăng Long Quyền cất vào người, xem qua loa mấy cuốn thư tịch khác, sau đó tiếp tục tìm lối ra. Sau linh chướng Bạch Ngọc có một cái cửa đá, cửa này đi thông ra hậu thất, hậu thất khá rộng lớn, phía trong đầy những loại tài cụ, tài vật. Giả như là lúc bình thường Trương Dương có thể đổi với những thứ này hứng thú, nhưng hiện tại thân đang lâm vào khốn cảnh không biết có thoát ra được hay không nữa cho nên kể cả có bảo tàng trước mặt cũng không quá hưng phấn. Quả thực mà nói, tiền tài có bao nhiêu đi chăng nữa nhưng so với sinh mệnh cũng chỉ như cặn bã. Trương Dương nhìn lại đồng hồ một chút, bất chi giác đã hơn 7 tiếng trôi qua, hiện tại, có lẽ cũng hừng đông rồi, không biết công tác cứu hộ bên ngoài tiến hành thế nào rồi. Hắn một vòng nữa đi quanh đại cung, vững tin không có lối khác thoát ra ngoài, trong lòng khôn khỏi cảm thấy thất vọng. Liền quay lại chỗ cửa động bị vùi lấp, thấy tảng đá vẫn chưa suy chuyển gì, xem chừng tiến triển có vẻ chậm. Trương Dương liền khoanh chân ngồi đả tọa ở. Phiến đá ngay đó. Công tác tiến hành cứu hộ đã tiến hành 7 giờ đồng hồ nhưng vẫn rất chậm chạp, bất quá vì trời đang mưa, đất mềm và nhũn khiến cho không thể tiến hành công việc nhanh hơn được, nếu có sơ xảy lại bị sập thêm một lần nữa thì đã khó lại càng khó hơn. Căn cứ theo kể lại thì Trương Dương hẳn là đang ở vị trí sâu khoảng 10 thước so với mặt đất, để tránh tình trạng bị sụt lún thêm một lần nữa nên phong pháp cứu viện chỉ có thể là dùng sức người từ từ đào xuống. 6 giờ rưỡi sáng, rốt cuộc bùn đất xung quanh cũng đã thanh lý xong xuôi, nhưng một nan đề lớn trước mắt đó chính là tảng cự thạch kia. Chỉ với sức người e rằng khó có thể suy chuyển. Nghe được tin này, ngay cả Lý Trường Vũ đứng ngồi cũng không yên, tảng cự thạch biết kín hoàn toàn động khẩu, không biết có dưỡng khí lọt vào không nữa. Một người có thể nhịn ăn nhịn uống vài ngày, nhưng nếu thiếu dưỡng khí thì không quá vài phút, kể cả Trương Dương có thần thông quảng đại đến đâu cũng đành bó tay mà thôi. Tần Thanh cùng sở yên nhiên lúc này đã chạy đến hiện trường, hai nàng vốn tưởng rằng hắn tắt máy trêu đùa các nàng, nhưng sau khi nghe tin tức buổi sáng biết có một cán bộ trẻ của sở du lịch Giang Thành bị kẹt dưới hầm, hai người liên tưởng ngay đến Trương Dương, không suy nghĩ nhiều lập tức bắt xe vội vàng chạy tới hiện trường. Hiện trường cứu hộ Nam Lam tự hiện đã phong tỏa hoàn toàn. Tần Thanh xuất ra thẻ cán bộ của mình mới có thể tiến vào. Hai nàng đầu tiên chạy tới ban chi huy, thấy Lý Trường Vũ vẫn đang lo lắng bước đi lại liên tục trong phòng. Tần Thanh vẫn bảo trì chấn định, nhưng sở yên nhiên thì đã bật khóc, nàng không khỏi tự trách mình nếu như không phải nàng cố ý trêu hắn thì có lẽ hắn đã không chạy tới cái nơi buồn chán này để rồi bị nạn. Tần Thanh kéo sở yên nhiên sang một bên, nhẹ giọng an ủi, yên nhiên, người yên tâm. Trương Dương nhất định không có việc gì, hắn vận khí vẫn luôn luôn rất tốt ra. Nói tới đây trong lòng nàng cũng nhói lên xót xa, vành mắt đỏ ửng lên cả. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 135